Để tạo ra chuỗi gen có thể thành thần, tôi đã chế tạo nhiều loại thuốc kỳ quái để tiến hành thí nghiệm quái vật. Không chỉ tạo ra 001 đến kẻ mô phỏng có thể biến hóa vạn năng, mà còn tạo ra 006 đến kẻ điều khiển vận mệnh vạn vật, và 009 đến kẻ phân liệt được gọi là nhà máy vũ khí quái dị. Thậm chí còn có 021 đến thợ rèn, rèn kiếm bằng máu thịt và sinh mệnh. Chỉ vì tôi tình cờ có được mô hình có thể tạo ra quái vật, nó có thể trích xuất chuỗi vạn vật, luyện chế thuốc kỳ quái. Bất kỳ sinh vật nào uống thuốc đều có thể đạt được sự biến dị vượt xa tưởng tượng. Lúc này, trời đang đổ mưa như chút nước. Một thiếu niên bị thương nặng nằm trên mặt đất trong ngõ hẻm. Quần áo của cậu đã ướt sũng vì nước mưa. Lúc này, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân. Thiếu niên cố gắng mở mắt, nghẹn ngào như không thể nói ra lời nào. Tôi đoán cậu có thể đã gặp rắc rối. Tôi ngồi xuống, lấy ra một lọ thuốc màu xanh lam. Cứu một mạng người, hơn cả xây 7 tầng tháp Phật. Người tốt như tôi không có nhiều đâu. Này nhóc, cậu có muốn sống không? Thiếu niên cắn chặt môi, dùng hết sức lực toàn thân nói một tiếng có. Vậy thì uống nó đi. Tôi ném lọ thuốc rồi quay người bỏ đi. Thấy vậy, thiếu niên dùng sức bò dậy, cầm lấy lọ thuốc màu xanh lam, trực tiếp mở nắp, ngửa cổ uống một hơi. Mùi tanh và đắng, giống như màng nhầy và mật của cá sấu vậy. Ngay lập tức, cơ thể cậu bắt đầu co giật, vặn vẹo. Dưới mái hiên bên kia đường, lúc này tôi đang cầm điện thoại ghi chép báo cáo nghiên cứu. Con người có thể uống thuốc bình thường và sẽ không chết. Thử nghiệm thành công, mã số 002 thợ lặn sâu, thành phần thuốc là cá biển sâu và kỳ tử đen. Sau khi tổng hợp có màu xanh lam, sau khi uống bắt đầu mọc vảy, xương sống, xương sườn và mang đều có mức độ uốn cong và phát triển khác nhau, các đặc tính khác chưa rõ. Địa điểm thử nghiệm đầu tiên là ngõ hẻm ngày mưa, tạm thời ghi chép nhiêu đây thôi. 001 chăm sóc bạn tốt nhé. Nói xong tôi trực tiếp nhét điện thoại vào túi, chỉ thấy một con quạ trên mái hiên ngáp một cái, rồi vỗ cánh bay vào ngõ hẻm. Ôi thật phiền phức, tôi đâu phải bảo mẫu của cậu. Lúc này là vì một tháng trước, tôi mua từ một người bán hàng rong một sản phẩm thủ công hình lư cổ. Và chỉ nửa tháng trước, con vẹt tôi nuôi không may rơi xuống lư đó, rồi kỳ lạ mất tích. Sau khi tôi đổ hết thứ trong đó ra, phát hiện bên trong chỉ còn một vũng chất lỏng màu đỏ. Chất lỏng màu đỏ này không phát hiện ra bất kỳ chuối gì. Vì vậy dù xét từ góc độ nào, thứ này cũng không thể là máu. Sau đó tôi cho con chuột lang nhà tôi uống chất lỏng này. Chuột lang kỳ diệu mọc ra đôi cánh màu xám và có thể bắt chước người nói chuyện như vẹt. Sau đó, tôi cũng ném con chuột lang đột biến này xuống bình đó. Giống như con vẹt trước đó, chuột lang cũng biến thành chất lỏng. Sau đó, tôi có một ý tưởng táo bạo. Tôi trước tiên ném vào lọ một cọng lông cừu, một con tắc kè, một nhộng tằm, rồi trộn với chuột lang, hóa thành chất lỏng, cho con quạ độc cuối cùng tôi nuôi ở nhà uống. Phải nói rằng, chất lỏng này dù ném vào vật thể to đến đâu, hay trộn thế nào, tổng thể tích luôn không đổi 100ml. Và con quạ sau khi uống chất lỏng đã tiến hóa trí tuệ phi phàm. Sau đó tôi bắt đầu có ý định dạy nó đủ loại kiến thức. Khả năng học hỏi của con quạ cũng rất nhanh, chỉ mất 7 ngày đã học được tiếng Hoa và có thể trò chuyện bình thường với tôi. Sau đó một chuyện không thể tưởng tượng xảy ra. Con quạ biến thành hình dạng của tôi. Đúng vậy, nó biến thành con người, nhưng chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn. Ban đầu tôi còn thấy khá thú vị, cho đến một ngày tôi thức dậy vào buổi sáng lại thấy con quạ biến thành hình dạng của tôi, ngồi trước máy tính chơi game. Nhìn từ góc độ người ngoài, dù là dáng vẻ hay giọng điệu thần thái đều giống hết tôi. Khả năng biến hình bắt chước của con quạ đã có thể bắt chước hoàn toàn và đạt đến mức giả mạo như thật. Điều này cũng khiến tôi lần đầu tiên thực sự cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nếu kết quả thí nghiệm không thể kiểm soát, vậy thì thí nghiệm này là một cuộc phiêu lưu tự sát, trừ khi tôi cũng trở thành một phần của thí nghiệm. Đây chính là tác phẩm đầu tiên của tôi, mã số 001 kẻ bắt chước. Lần thứ hai sử dụng người để thí nghiệm là để xem xét hiệu quả của thuốc khi áp dụng lên cơ thể người. Tôi không thể trực tiếp dùng cơ thể mình để mạo hiểm. Nhìn vào hiện tại, tình hình vẫn khá lạc quan, ít nhất vẫn chưa xuất hiện trường hợp tử vong do uống thuốc. Con quạ hiện tại vẫn khá trung thành, dù sao tôi cũng tự tay nuôi nó 3 năm. Nhưng nếu đổi thành thú hoang bình thường thì khó nói trước. Lúc này tôi lại chìm vào suy nghĩ, đang nghĩ tại sao những thứ đó khi kết hợp lại có thể khiến con quạ có khả năng biến thành người. Nguyên lý là gì? Giả sử dùng rơi để chế thuốc, liệu có thể tạo ra ma cà rồng không? Vẫn cần phải thử nghiệm. Lúc này bên ngoài vẫn đang mưa, một người đàn ông toàn thân phủ đầy vảy lướt qua các ngõ nhỏ. Anh ta nhìn làn da trơn mịn dính nhớt của mình cùng với những vảy trên cánh tay. Tại sao tôi lại biến thành quái vật? Là giả, tất cả đều là giả. Đúng, chắc chắn đây là mơ. Ôi trời, ồn ào chết người. Một giọng nữ vang lên phía sau anh ta. Người ngư quay phát người lại. Ai đó? Ai ở đó? Chỉ thấy phía sau không một bóng người. Đừng tìm nữa, là tôi đây. Nói đi. Một con quạ bay đến trước mặt người ngư, chớp mắt đã biến thành một cô gái trẻ. Đừng sợ, tôi và anh là cùng loại. Tôi là kẻ bắt chước mã số 001, mã số của anh là 002 kẻ lặn sâu. Kẻ lặn sâu là ý gì? Người ngư nhìn cô gái với vẻ mặt khó hiểu. Vị đại nhân kia đã gọi anh như vậy, chắc chắn phải có ý đồ của ông ấy, giống như tên của tôi là kẻ bắt chước vậy. Người ngư vô thức lùi lại một bước. Vị đại nhân, ý cô là người vừa đưa tôi thuốc sao? Cô là người sao? Ông ta có phải người không? Tôi không phải người. Còn vị đại nhân kia, anh chưa đủ tư cách biết. Điều anh nên suy nghĩ bây giờ là tại sao anh lại ngã xuống đây? Và ai đã vứt anh ở đây? Chẳng lẽ anh không muốn báo thù sao? Nhưng tôi bây giờ trông thế này, nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị bắt đi mất. Cũng may các người loài người có thể thiết kế ra nhiều kiểu dáng quần áo như vậy. Anh không biết mặc quần áo à? Đợi tôi đi rồi sẽ quay lại ngay. Không lâu sau, con quạ lại bay trở về, ném cho ngư nhân một bộ quần áo. Ngư nhân thật thà mặc quần áo vào. Được rồi, thế này thì không ai nhận ra điểm bất thường của anh nữa. Chỉ là thể hình hơi khoa trương một chút. Ngay lúc này, không biết vì sao, ngư dân đột nhiên quỳ xuống đất. Tại sao tôi lại cảm thấy nóng như vậy nhỉ? Sau đó cơ thể có rút lại, tất cả đặc điểm của cá biến mất trong nháy mắt.
Tôi đã biến trở lại rồi sao? Người cá hào hứng nhìn bàn tay của mình. Quả nhiên đã biến trở lại thành tay người. Nhưng khi nước mưa rơi xuống tay anh, vảy cá lại mọc ra trên tay anh một lần nữa. Đây là tại sao vậy? Chẳng lẽ chỉ cần chạm vào nước, tôi sẽ biến thành quái vật sao? Người cá vội vàng rụt tay lại. Nhìn như vậy, chỉ cần tôi không tiếp xúc với nước thì sẽ không biến thành người cá. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bây giờ anh có thể đi báo thù rồi. Ngư dân hít sâu một hơi, bước ra đường phố. Người qua đường rất ít, thỉnh thoảng va vai vài người, cũng không gây chú ý với ai. Chỉ có một người trông như sinh viên. Va vai qua anh ta sững sờ một lúc. Phú Dương, cậu làm sao vậy? Cậu có ngửi thấy mùi tanh của cá không? Thằng nhóc đó chắc là bán cá đấy. Có gì mà nhìn, đi thôi. Lúc này, tại một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ông, mấy gã đàn ông đang chơi bài. Thằng nhóc đó, các anh ném nó vào đó rồi à? Chứ sao nữa, chúng ta còn phải đưa nó về nhà sao? Ngay lúc này, một tiếng sấm vang lên, mấy người theo bản năng nhìn ra cửa. Nhưng cùng lúc đó, mắt họ trợn to, chỉ thấy trong mưa bão, một người đàn ông mặc áo mưa đứng đó. Người đó vẩy nước trên người, rồi cởi áo mưa ra, để toàn thân tắm trong mưa. Ngay lập tức biến thành hình dạng người cá. Người cá sau khi biến hình, từ từ bước vào kho hàng. Mấy người trước đó đã không nói nên lời, tất cả theo bản năng lùi lại. Nhìn con quái vật đó đến gần hơn, mấy người vội vàng cầm ống sắt, gạch và một loạt vũ khí tay có thể nhặt được. Cái quái gì đây? Mặc kệ, không quan tâm nữa. Mọi người cùng xông lên. Người cá bước một bước, với tốc độ cực nhanh lao tới. Gã đàn ông chạy ở phía trước, bị người cá đánh chết ngay tức khắc. Hai người khác thấy vậy liền bỏ chạy. Người cá lại lao tới, một gã đàn ông khác lại bị giết chết. Gã đàn ông còn lại thừa cơ trốn đi, sợ hãi run rẩy. Ta đã tìm thấy ngươi. Theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi, gần đây một ngư dân trong quá trình đánh bắt cá vô tình vớt được rất nhiều chi thể bị chặt nhỏ. Qua giám định pháp y, những chi thể này đều là chi thể người, và người chết có lẽ có 8 người. Tôi ném điều khiển từ xa sang một bên. Xã hội rối loạn khó chịu quá, tội phạm cũng ngông cuồng như vậy. Nhưng may mà, đối diện nhà tôi chính là đồn cảnh sát, có thể nói là an toàn tuyệt đối. Sau đó tôi đến phòng khách, vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một người đàn ông mặc áo mưa bước vào. Trên vai anh ta còn đậu một con quạ. Tôi thấy vậy liền nheo mắt. Còn con quạ vội vàng bay đến vai tôi. Chủ nhân, những việc ngày giao đã làm xong hết rồi. Việc gì nhỉ? Để tôi nhớ lại xem. Hình như tôi bảo 001 đi theo dõi 002 thì phải. Làm tốt lắm. Sau khi khen ngợi xong, tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Còn anh, tôi không nhớ là đã mời anh. Thấy vậy, liền quỳ xuống ngay tại chỗ. Tôi đã không còn chỗ nào để đi nữa rồi. Xin hãy cho tôi nương nhờ. Nói vậy là anh vẫn có thể biến trở lại thành người à? Ngư nhân ngạc nhiên một chút. Vâng, tôi vẫn có thể biến trở lại thành người. Chỉ cần tôi không chạm nước thì sẽ không biến thành ngư nhân. Trong trường hợp không chạm nước sẽ khôi phục lại hình dạng con người, có thể kiểm soát được. Được rồi, nói xem anh còn có đặc tính và dị thường nào khác không? Người đàn ông trông có vẻ rất khó chịu. Tôi chỉ là muốn uống nước thôi, đặc biệt là muốn uống nước. Nhưng mà hễ tôi vừa uống nước thì sẽ biến thành dạng ngư nhân. Bây giờ tôi đã 12 tiếng đồng hồ không uống nước rồi. Văn Ngôn, tôi ném cho anh ta một chai nước khoáng. Uống đi, ở đây ngoài tôi ra sẽ không có ai để ý đâu. Người đàn ông cầm lấy chai nước khoáng, vừa cổ uống một hơi cạn sạch, và cơ thể của người đàn ông bắt đầu phình to, một lần nữa biến trở lại thành dạng ngư nhân. Sau khi biến hình, anh ta bắt đầu khóc không ngừng. Tôi không biết tại sao biến trở lại thành ngư nhân thì sẽ khóc. Thấy vậy, tôi cau mày, tại sao lại khóc? Điều này có liên quan gì đến sự thay đổi cơ thể của anh? Tôi không biết, nhưng tôi cứ khóc mãi không thôi. Thật là một đặc tính kỳ lạ, còn gì nữa không? Cơ thể của tôi mạnh hơn rất nhiều lần và tôi có thể thở dưới nước. Có thể bỏ qua áp lực nước, còn có thể nhìn thấy mọi thứ trong biển tối đen. Hơn nữa chỉ cần có người nghe thấy giọng nói của tôi sẽ biết được vị trí của người đó. Ngay lúc này, ngư nhân đột nhiên lao ra, nắm lấy một người đàn ông mặc đồng phục công nhân, đập vào tấm kính, rồi kéo người đàn ông đó đến trước mặt tôi. Tôi chỉ là thợ sửa điều hòa thôi, tôi không nhìn thấy gì hết. Đôi mắt của ngư nhân dần đỏ ngầu, không thể để anh sống. Anh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi. Trời ơi, tôi chỉ là thợ sửa điều hòa thôi mà, tôi không nghe thấy gì hết. Người đàn ông sợ đến mức nước mắt sắp trào ra. Đủ rồi, thả ra. Anh ta đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Con quạ bay đến bên tai tôi. Chủ nhân, anh ta đã nhìn thấy rồi. Chúng ta không thể để anh ta sống mà rời khỏi đây. Tôi nhìn người đàn ông. Anh tên gì? Tôi tên Vương Hạo Nam. Tôi cười nhạt. Anh có hứng thú hỗ trợ thí nghiệm của tôi không? Nếu không thì anh cũng đã nghe rồi đấy, sẽ có hậu quả gì. Tôi nguyện ý hợp tác. Tôi tên Mạc Bạch. Còn anh, 002, lần sau dù có người nghe lén, cũng đừng đập vỡ kính của tôi nữa. Tôi nói xong liền liếc nhìn ngư nhân. Ngư nhân ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó tôi liền quay người vào phòng thí nghiệm. Vương Hạo Nam và ngư nhân hai người trợn mắt nhìn nhau. Ngư nhân đại ca, chào anh. Vương Hạo Nam run rẩy đưa tay phải ra. Ngư nhân không đáp lại anh ta. Ngược lại, con quạ phát ra một tràng cười quái dị. Anh thật may mắn, có thể được Bạch đại nhân chọn. Ý gì vậy? Tôi không hiểu lắm. Ngư nhân nhìn Vương Hạo Nam. Giống như tôi, có thể đạt được năng lực vượt xa người thường, nhưng cũng phải trả giá vượt xa người thường. Vương Hạo Nam đột nhiên hiểu ra ý của ngư nhân. Anh là Nhược A-di, muốn biến tôi thành giống anh sao? Không lâu sau, tôi cầm một lọ thuốc bước tới, tùy tiện ném cho người đàn ông. Uống đi. Vương Hạo Nam thấy vậy sửng sốt một chút. Đây là thuốc gì vậy? Uống rồi anh sẽ biết. Vương Hạo Nam hít sâu một hơi, trực tiếp cầm lọ thuốc uống một hơi cạn sạch. Thứ này không màu không mùi, chỉ là hơi đắng. Vương Hạo Nam cố nén cảm giác buồn nôn nuốt chất lỏng xuống. Giây tiếp theo, hai tay anh ta đột nhiên biến mất. Tay tôi sao lại biến mất rồi? Vương Hạo Nam theo bản năng sờ lên mặt mình. Không đúng, tay tôi vẫn còn đây.
Ngay sau đó, toàn thân Vương Hạo Nam cũng biến mất, cả người lẫn quần áo đều trở nên trong suốt hoàn toàn. Tôi vội vàng bước tới, đưa tay sờ về phía trước, vẫn có thể sờ thấy, xem ra chỉ đơn thuần là trong suốt hóa. Anh cảm thấy thế nào? Vương Hạo Nam nghe vậy cảm nhận một chút, chói mắt quá, cho dù nhắm mắt lại, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng. Đau quá, ánh sáng đang thiêu đốt cơ thể và mắt tôi. Anh có thể thử hủy bỏ trạng thái trong suốt không? Vương Hạo Nam sửng sốt một chút, làm sao để hủy bỏ đây? Anh có thể thử tưởng tượng một màu sắc. Vương Hạo Nam nhắm mắt lại. Giây tiếp theo, cả người lẫn quần áo anh ta xuất hiện, nhưng toàn bộ là màu xanh lá. Anh có thể thử tưởng tượng thêm nhiều màu sắc, ví dụ như màu da, màu tóc và cả màu quần áo nữa. Vương Hạo Nam cố gắng nhớ lại hình dáng của mình cùng với màu sắc quần áo. Trong nháy mắt, tất cả màu sắc trên người anh ta đều được hồi phục. Tôi gật gật đầu, cầm điện thoại lên bắt đầu ghi chép kết quả thí nghiệm. Mã số 003, người trong suốt, thành phần thuốc là thủy tinh và tắc kè hoa. Sau khi tổng hợp, màu sắc là vô sắc, đặc sau khi uống, cơ thể và vật tiếp xúc đều trở nên trong suốt. Thông qua tưởng tượng màu sắc có thể thay đổi màu sắc bản thân. Khuyết điểm là không thể tiếp xúc ánh sáng, sẽ có cảm giác bỏng rát mạnh, các đặc tính khác chưa rõ. Anh cảm thấy còn chỗ nào khác thường nữa không? Vương Hạo Nam lắc đầu. Chỉ là tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Phải nói sao nhỉ, tôi cảm thấy tôi dường như không còn là tôi nữa. Người nhân sửng sốt một chút. Cảm giác này tôi cũng từng trải qua. Anh có phải cũng cảm thấy người trước mặt không thể xúc phạm? Giống như trong đầu có một giọng nói bảo anh phải vô điều kiện tuân theo mệnh lệnh của người đó, nếu không sẽ chết. Vương Hạo Nam liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngoài ra tôi cảm thấy tôi dường như đã thăng hoa. Từ tinh thần đến thể xác đều có chút xa lạ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, tôi lại bắt đầu ghi chép. Bất kể thành phần thuốc là gì, người uống thuốc nhìn thấy tôi sẽ sinh ra ý nghĩ vô điều kiện tuân theo, không tuân theo sẽ chết. Điều này thật thú vị. Nếu đúng như họ nói thì không cần lo lắng vấn đề bị phản bội. Bạch đại nhân, xin hỏi tôi có thể tự do điều khiển biến thân như 003 được không? Nghe câu hỏi của ngư nhân, tôi suy nghĩ một chút. Nếu tôi có thể tìm được nguyên liệu tương ứng thì có thể thực hiện. Yên tâm đi, sự tiến hóa của các anh tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đây. Chỉ cần tiếp tục uống thuốc mới là có thể tiếp tục tiến hóa. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ chuyên tâm thí nghiệm một thời gian. Các anh đi đi, để lại thông tin liên lạc. Nếu không có việc gì thì đừng tìm tôi. Lên xuống, thành phố Bắc Lăng lại đổ mưa to. Ngư nhân mặc áo mưa bước đi trong mưa, len lỏi trên con phố đông đúc. Lại mưa rồi, trước đây tôi rất ghét ngày mưa, nhưng bây giờ thì ngược lại. Nhưng Vương Hạo Nam lại chê ông đi theo sau anh ta. 002, trước kia anh là người thế nào? Ngư nhân nhìn Vương Hạo Nam. Ý cậu là trước khi trở thành ngư nhân à? Trước khi trở thành ngư nhân, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, cha tôi tìm cho tôi một người mẹ kế, rồi sinh thêm một đứa em trai. Từ đó, thấy họ có chút bất mãn, là lại đánh đập tôi và sỉ nhục đủ kiểu. Sau khi lên đại học, tôi bị bạn trai của một cô gái đánh một trận, chỉ vì phơi chăn cạnh chăn của cô ấy. Thật ra dù họ đối xử với tôi thế nào cũng chẳng sao, nhưng họ không nên giết chết đại hoàng, bạn tôi 8 năm. Sau đó tôi gặp Bạch đại nhân, trở thành ngư nhân để báo thù. Còn cậu là người thế nào? Tôi là người lương thiện, tôi tận mắt thấy thằng bạn thân nhất lên giường với vợ tôi, nhưng tôi quá hèn nhát, không dám đánh người. Từ đó, hai người họ càng lộng hành hơn, thậm chí còn chẳng thèm giấu tôi. Nói đến đây, cả hai đều im lặng. Ngay lúc này, một con quạ bay qua. Lần đầu tiên ai đó bắt nạt bạn, đó là thử thách với bạn. Lần thứ hai là do bạn tự chọn. Lần thứ ba là bạn đáng bị vậy. Loài người các ngươi không phải thường nói sao, không bùng nổ trong im lặng thì sẽ tiêu vong trong im lặng. Quy tắc của thế giới chưa bao giờ thay đổi. Khi ngươi yếu đuối, ngay cả hít thở cũng là sai, vậy nên tương ứng. Bây giờ các ngươi vô cùng mạnh mẽ. Câu trả lời chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Nghe lời Đỗ Nha nói, ánh mắt Vương Hạo Nam và ngư nhân lúc này đột nhiên trở nên sắc bén. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đã lột xác rồi, cũng đến lúc bắt đầu tính sổ thôi. Lúc này tại một căn hộ, một nam một nữ đang mây mưa trong phòng. Vương Hạo Nam dạo này ngoan quá nhỉ, không về nhà luôn, chắc là muốn nhường chỗ cho chúng ta đấy. Thằng chết tiệt đó có ở đây không? Anh vẫn như vậy. Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người đàn ông quay đầu lại, nhưng phía sau lại không có ai. Ai là Vương Hạo Nam? Về rồi à? Không có tiếng trả lời, cửa phòng lại đóng lại. Người đàn ông cau mày, thôi kệ đi, chúng ta tiếp tục đi, cô gái nũng nịu nói. Nhưng ngay lúc này, một con dao đột nhiên lơ lửng trước mặt họ. Người đàn ông chợt trợn mắt, chỉ thấy lưỡi dao lóe lên, đâm thẳng vào cổ người đàn ông. Còn người phụ nữ thì sững sờ trên giường, máu tươi bắn tung tóe, một bóng dáng mờ ảo hiện ra trong không khí. Ai? Ai ở đó? Tuy nhiên không ai để ý đến cô. Con dao sắc lại lơ lửng lên, đâm thẳng vào cổ họ người phụ nữ. Cùng một thời điểm, trong một ký túc xá nữ sinh, tiếng mưa bên ngoài cửa sổ không ngừng, thỉnh thoảng có tia chớp xé ngang bầu trời. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân kỳ lạ, lộp bộp, giống như một sinh vật biển ướt sũng nào đó. Một tiếng khóc quái dị mà khàn khàn vang vọng trong phòng. Thằng ngu nào vậy? Nửa đêm không ngủ, khóc lóc gào thét. Cậu nghe thấy chưa? Tôi đã tìm thấy cậu rồi. Sau một tiếng sấm, một người cá bất ngờ xuất hiện trước mặt cô gái. Đêm hôm đó, một nữ sinh viên đại học chết bí ẩn trong ký túc xá. Tại cục công an thành phố Bắc Lĩnh, mọi người đang xem một bức ảnh chụp từ camera giám sát. Tất cả đều sửng sốt. Đây là cái gì vậy? Là người cá sao? Người cá nào cơ? Chỉ là có người đang giả thần giả quỷ thôi. Cục trưởng, còn có một vụ án xảy ra gần như cùng thời điểm với vụ án giết người của người cá, có hai nạn nhân. Vụ đó tôi đã xem qua rồi, sơ bộ suy đoán hung thủ có thể là Vương Hạo Nam. Đội trưởng, hình như không phải vậy. Camera không quay được bất kỳ ai ra vào nhà Vương Hạo Nam. Trong khoảng thời gian đó, cả khu chung cư cũng không có ai ra vào. Cậu chắc chứ? Đúng vậy, Vương Hạo Nam ở trong một quán cà phê, trong 3 tiếng đồng hồ mới ra. Và trong khoảng thời gian anh ta ở quán cà phê, hai nạn nhân đã chết.
Hiện trường cũng không phát hiện dấu vân tay của người thứ tư. Nhưng có một điều kỳ lạ. Điều kỳ lạ gì? Cửa nhà Vương Hạo Nam đột nhiên mở ra vào một thời điểm, nhưng không thấy dấu vết người ra vào. Ôi, những vụ án khó nhằn cứ nối tiếp nhau. Ngay lúc này, một thanh niên quay lại đồn cảnh sát. Nhìn thấy thanh niên, cục trưởng vội vàng đi tới. Dương Ngôn, cậu có bận không? Dương Ngôn ngạc nhiên. Không bận. Vậy thì tăng ca nhé. Cục trưởng nói xong, trực tiếp đưa cho anh ta một tập tài liệu. Không, em bận mà cục trưởng. Dương Ngôn vội vàng nói. Vậy cũng tăng ca nhé. Khóe miệng Dương Ngôn giật giật. Ngay lúc này, một cảnh sát khác đi tới, đưa cho anh ta một tấm ảnh. Dương Ngôn cầm lấy ảnh, ngạc nhiên. Đây là cái gì? Vây cá à? Đúng vậy. Theo thông tin từ nhóm khám nghiệm hiện trường mang về, dấu chân trên hành lang giống như vây cá, và còn sót lại mùi tanh của cá. Trên giường nạn nhân cũng có vảy cá rơi vãi. Sơ bộ suy đoán, hung thủ có thể đang cố tình ngụy trang. Thứ anh ta mặc có thể là trang phục đạo cụ. Những thứ như vảy cá có thể cũng được chuẩn bị trước, mục đích là gây nhiễu, đánh lạc hướng chúng ta phá án. Dù sao trên đời này làm sao có thể tồn tại người cá chứ? Một quán ba, bên trong Vương Hạo Nam và người cá ngồi đối diện nhau. Trước mặt là hai ly cắt tên, nhưng không ai uống cả. Năng lực của cậu hiện tại đã có thể nói là vô địch rồi. Cậu cũng vậy, dù sao cũng là cá vận động tay thì có liên quan gì đến người đâu nhỉ? Hai người cười ăn ý với nhau. Nhân viên phục vụ bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của hai người. Các cậu có ngửi thấy mùi gì không? Hình như có mùi tanh của cá. Cá mới mua ở chợ. Được rồi, cũng gần đến giờ rồi. Tôi đi trước đây. Ông chủ, ông nghĩ một tên sát nhân vô hình phải làm sao mới có thể bị tìm ra? Hãy nghĩ cách để hắn hiện hình. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như dùng sơn hay thứ gì đó tương tự tạt lên người kẻ vô hình. Nếu kẻ vô hình có thể thay đổi màu sắc trên người mình, kể cả màu sơn tạt lên người hắn thì sao? Vậy thì có thực khó xử rồi. Lúc này trên đường phố, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Sắp phá sản rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách kiếm tiền thôi. Vì vật thí nghiệm trung thành với tôi như vậy, lần sau hãy tìm người giàu có để làm thí nghiệm. Như vậy tôi sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đúng lúc này, tôi nhìn thấy trước cửa quán cà phê đang đỗ một chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ. Đúng là gặp được quý bà giàu có rồi. Đây chẳng phải là cơ hội sao? Ông chủ, cuối cùng ông cũng đến rồi. Để hai vị phải đợi lâu. Ông chủ Bạch, tôi dẫn bạn đến đây để ủng hộ ông đấy. Chỉ thấy quý bà nhìn tôi, đột nhiên mắt sáng lên. Tiểu Lâm luôn nói với tôi cà phê nhà ông độc nhất vô nhị. Tôi nhất định phải đến đây nếm thử. Tôi không lừa cô đâu. Thẩm tỷ, nhan sắc của ông chủ và tôi có thể nói là ngang ngửa. Nghe vậy, tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Vị khách này muốn uống gì? Cho tôi một ly đắt nhất trong quán các anh. Đắt nhất thì tôi có, nhưng không phải ai cũng dám uống. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền và lòng can đảm. Ông chủ, cà phê này khác với bình thường, lại có mùi thơm nhẹ. Bí quyết độc quyền, chỉ có một ly này. Nói xong, người phụ nữ liền uống cạn. Mùi vị rất kỳ lạ, nhưng có vẻ đây không phải cà phê. Anh cho cô ấy uống cái gì vậy? Đã nói là bí quyết độc quyền rồi mà. Im miệng, ai cho cậu nói chuyện? Thần gọi tôi là mã số 004, ông chúa. Thành phần thuốc được pha chế từ cà phê, kiến chúa, ong chúa, tổ ong, mật ong, bướm vàng và hoa tô lấp. Màu sắc là đen. Sau khi uống, ngón tay có thể mọc ra gai độc giống như ong, có thể tiết ra độc tố thần kinh khiến người ta tê liệt, từ đó có thể điều khiển người bị tê liệt, các đặc tính khác. Đúng là một trải nghiệm mới lạ. Tôi nên cảm ơn ông như thế nào đây? Người phụ nữ nhìn tôi đầy quyến rũ. Nhìn như vậy, hiệu quả có vẻ đang phát triển theo hướng kỳ lạ. Thôi kệ, tôi muốn. Tôi biết món quà này của ông rất quý giá, không thể đo đếm bằng tiền bạc. Đối với ông, tiền bạc chắc chắn là thứ không cần thiết. Nếu không, ông cũng sẽ không mở một quán cà phê không có khách. Điều này hoàn toàn không kiếm được tiền, đúng không? Tôi nghi ngờ cô ta đang mỉa mai mình, nhưng tôi không có bằng chứng. Nhưng hiện tại, ngoài tiền ra, tôi thực sự không có thứ gì khác để cảm ơn ông. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tặng ông một món quà lớn xứng đáng. Ông cứ chờ đợi xem. Nói xong, cô ta rời khỏi quán cà phê. Mọi người đều sửng sốt. Bây giờ tôi đặc biệt thiếu tiền. Nguyên liệu cho các thí nghiệm đều cần tiền. Quán cà phê này cũng không cố ý không kiếm tiền đâu. Nhìn bóng lưng 004 rời đi, tôi hận không thể lấy lại thuốc vừa rồi. Có vẻ như chỉ có thể vắt chút nước từ tên này thôi. Vào buổi tối, người đàn ông đến cùng với ông hậu mới từ từ tỉnh dậy. Lạ thật, sao tôi lại đột nhiên ngủ thiếp đi vậy? Thần kỳ đâu rồi? Cô ấy có việc nên đi trước rồi. Tiền cà phê của cô ấy vẫn chưa thanh toán. Anh thanh toán hộ đi. Người đàn ông ngơ ngác gật đầu. Được rồi, bao nhiêu tiền? 500.000. Cái quái gì vậy? Cô ta ăn hết đậu cà phê nhà anh à? Hay là phá nát cửa hàng nhà anh rồi? Người đàn ông tức giận nói. Cô ta đã phụ lòng chân thành của tôi. Ông chủ, thực ra lý do tôi dẫn cô ta đến tìm anh là vì cơ thể tôi không chịu nổi nữa. Hôm đó tôi khỏe rồi, tôi không muốn nghe anh kể chuyện. Thực ra tôi muốn nói là số tiền này của tôi đều là tôi dùng thân thể từng chút một đổi lấy. Mỗi ngày tôi ăn hàu, rùa, huồng nấm hương và dây bạc hà, ngay cả đồ ăn vặt hàng ngày cũng là kỳ tử và dương khởi ăn. Anh em, bây giờ cơ thể thực sự không chịu nổi. Người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là anh. Tôi vốn định giới thiệu thẩm tỷ cho anh. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển thế này. Bạn có đầu, nợ có chủ. Anh hãy nghĩ đến tấm lòng của tôi. Miễn số tiền này đi. Vốn gì tôi chỉ nói đùa thôi. Nhưng nhìn phản ứng của anh ta thực sự có 500.000. Mỗi thứ một giá. Không có tiền thì ở lại làm việc đi. Khi nào trả hết tiền thì đi. Anh đừng quá đáng quá. Đối diện nhà anh là đồn cảnh sát đấy. Giữa thanh thiên bạch nhật mà tống tiền, coi chừng tôi tố cáo anh. Nghe vậy, tôi cười nhếch mép. Đùa thôi, đừng nghiêm túc. Tặng anh chai nước giải khát đi. Thế mới được chứ. Người đàn ông cầm lấy rồi uống một hơi. Tôi đã nói mà, cà phê gì mà 500.000 chứ. Mã số 005, diện bích giả, thuộc loại dược tề mạnh. Thành phần gồm thép không gỉ, đá cẩm thạch và bê tông, màu xám. Sau khi cắt xuống, tiếp xúc với kim loại hoặc đá, có thể khiến da, cơ bắp và xương kim loại hóa hoặc đá hóa mạnh.
đồng thời thân thể có thể hòa vào đá và bê tông, đạt được hiệu quả xuyên tường. Tác dụng phụ là sau khi toàn thân kim loại, chi thể cứng ngắc cao độ và không thể cử động. Các đặc tính khác chưa rõ. Địa điểm thí nghiệm lần đầu tự lái. Tìm cà phê trà hay không trà? Trà. Ở lại làm việc thì sao? Được. Thật ngoan ngoãn. Cửa hàng có nhân viên miễn phí rồi. Cuối cùng tôi có thể an tâm đắm chìm trong thí nghiệm. Tối hôm sau vẫn đang mưa. Một thanh niên thở hổn hển trên đường. Trên con phố tấp nập. Chỉ có anh ta đang đứng dưới mưa. Tinh thần căng thẳng cao độ. Hắn sẽ không đuổi theo đâu nhỉ? Ở đây người rất đông. Con quái vật đó không dám xuất hiện. Trước mặt nhiều người như vậy, mình hẳn là an toàn rồi. Thanh niên tự an ủi mình như vậy. Thế nhưng ngay khi người đàn ông vừa bước đi vài bước, ngẩng đầu lên thì thấy lúc này, đối diện đứng một người mặc áo mưa bí ẩn, chớp mắt đã biến thành dáng vẻ của ngư nhân. Người đàn ông sợ hãi quay người bỏ chạy. Anh sao vậy? Cứu tôi với, có người muốn giết tôi. Anh bình tĩnh lại đi, từ từ nói xem ai muốn giết anh. Là ngư nhân. Tôi nhìn thấy trên mặt anh ta mọc đầy vảy. Anh ta muốn giết tôi để bịt đầu mối. Anh phải tin tôi. Làm ơn, anh nhất định phải tin tôi. Kẻ ngốc mà anh nói trông như thế này sao? À hơ. Sau khi giải quyết xong người đàn ông, người phụ nữ xoay người, lại biến trở về hình dạng của cô gái trẻ. Con người thật mong manh. 002, tôi đã dọn dẹp đống lộn xộn của anh rồi. Lần sau nhớ mời tôi uống cà phê nhé. Lúc này, tại sở cảnh sát Bắc Lang, một nhóm cảnh sát mang quần thâm mắt. Họ đã bận rộn suốt mấy ngày nay. Dương Ngôn, có phát hiện mới gì không? Dương Ngôn nhíu mày. Kẻ ngốc khóc lóc, kẻ giết người vô hình. Vụ án ngày càng ly kỳ. Đây có thực sự còn nằm trong phạm vi con người có thể can thiệp không? Không có cách nào, ai bảo cục trưởng của chúng ta là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định chứ? Nếu không tận mắt nhìn thấy, ông ấy sẽ không tin trên thế giới này có cái gọi là quỷ thần. Đề án tôi nộp trước đó về việc thành lập nhóm điều tra phi tự nhiên thế nào rồi? Con phải nói sao nữa? Bị từ chối rồi. Được rồi, đừng nhăn nhó nữa. Tăng ca này không biết phải tăng ca đến bao giờ. Qua bên kia uống cốc cà phê thư giãn một chút đi. Vương Hạo Nam, sao anh lại ở đây? Dương cảnh quan, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tên tội phạm đó đã bắt được chưa? Tạm thời vẫn chưa, nhưng chúng tôi đã tìm ra manh mối đột phá mới rồi. Đúng rồi, nghe nói anh nghỉ việc rồi à? Đúng vậy, thưa cảnh quan, bây giờ thân thể không còn khỏe nữa, thực sự là không làm nổi nữa. Công việc sửa điều hòa quá mệt mỏi. Sau này anh có dự định gì không? Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Đúng rồi, Dương cảnh quan, đây là cá tôi mới câu được. Anh có muốn đến nhà tôi nếm thử tay nghề của tôi không? Không được, tôi còn vụ án phải xử lý. Vậy thôi, hẹn gặp lại cảnh quan Dương. Chúng ta cũng đi thôi. Hôm nay ông chủ không có ở đây à? Ông chủ nghỉ ngơi rồi. Tôi là nhân viên mới đến. Tay nghề không tinh, mong quý khách thông cảm. Vị khách này, anh nhìn chằm chằm vào người ta như vậy, người ta sẽ ngại đấy. Xin lỗi, tôi thất lễ rồi. Cảm giác kỳ diệu này, tại sao chỉ nhìn cô ta một cái mà tôi suýt bị cô ta mê hoặc rồi. Lão Dương, tại sao Vương Hạo Nam lại xuất hiện ở đây? Anh ta là một trong những đối tượng tình nghi của vụ án giết người vô hình, là đối tượng điều tra trọng điểm. Không biết, nhưng trong mấy lần điều tra trước, Vương Hạo Nam đều có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ, lời khai cũng không hề sơ hở, nhưng tôi luôn cảm thấy trên người anh ta có rất nhiều điểm đáng ngờ. 003, tên cảnh sát vừa rồi có phải đang để ý đến anh không? Đã một thời gian rồi. Anh cần tôi giúp xử lý hắn không? Không cần, nếu hắn chết, cảnh sát sẽ càng cảnh giác hơn. Vậy anh tự xem xét đi. Không có gì thì tôi đi trước đây. Lúc này trong căn hộ, tôi vừa tưới nước cho cây trong phòng, vừa lẩm bẩm. Không ngờ thực vật cũng có thể hấp thụ hình dạng. Tuy hấp thụ chậm, nhưng nếu có thể nhân giống thành công, có lẽ sẽ rất hữu dụng. Ồ, quả nhiên rất hữu dụng. Đây đơn giản là phiên bản nâng cấp của bẫy ruồi mà. Nhưng mà nói lại, 004 có vẻ nó đã chuẩn bị quà cho tôi, bảo tôi đến tham quan. Thật phiền phức. Thôi vậy, vẫn nên đi xem thử. Địa chỉ hình như là Nam Yến. Rất nhanh thời gian đã đến chiều, tôi không nhanh không chậm đến khách sạn Nam Yến. Ông chủ mời vào trong. Cô Thẩm ở phòng nào? Dẫn tôi đi tìm cô ấy. Ông chủ mời vào trong. Không ổn rồi. Những nhân viên phục vụ này dường như bị điều khiển. Tất cả mọi người đều tuân theo một mệnh lệnh nào đó để hành động. Hình dung chính xác nhất chính là toàn bộ khách sạn Nam Yến giống như một tổ ong khổng lồ. Và những cô gái này được dùng để cúng tế cho Linh Linh Tự. Đây chẳng lẽ chính là năng lực của ngươi sao? Bạch đại nhân quang lâm trốn thâm sơn, khiến cho nơi đây trở nên sáng lạn hơn. Nếu người của Linh Linh Tự cứ làm việc liên tục như vậy thì sẽ chết mất. Ngài nói đến chuyện này à? Điểm này ngài không cần lo lắng. Tôi yêu thương họ giống như yêu thương những bông hoa dưới tổ ong vậy. Đây chính là món quà ngươi nói đến sao? Món quà thật sự ở đây. Tôi nghĩ rằng ngài cần một căn cứ lớn hơn và tuyệt đối an toàn. Vì vậy tôi đã mua lại toàn bộ khu Nam Lang, tất cả nhà máy và đất đai. Lần giao dịch này có thể thuận lợi như vậy, con phải cảm ơn năng lực ngài ban cho tôi. Tất cả nhà máy và đất đai của khu Nam Loan sao? Đúng vậy, quả nhiên vẫn còn nhỏ. Mảnh đất lớn như vậy, mấy chục nhà máy, cô ta làm thế nào mà được? Hơn nữa, năng lực phong phú. So với tưởng tượng ban đầu của tôi lệch không chỉ một chút. Tôi vốn hy vọng hắn có thể tự chủ sinh sản sinh mệnh thể, không ngờ bây giờ lại trở thành dùng dịch thể để khống chế con người. Thật là tạo nghiệt anh. Xem ra vẫn phải tiếp tục nghiên cứu một chút mới được. 004, ngươi làm rất tốt. Ngoài ra còn cần ngươi lấy một ít máu cho ta. Sau khi lấy một ít máu từ 004, tôi cầm một cái cặp da đen đi xuống lầu. Trong lúc ra cửa, tôi vừa hay va vai với một thiếu niên. Lúc này tôi lại ngửi thấy mùi thơm của nguyên liệu cực phẩm. 002, tôi đã gửi ảnh mục tiêu cho ngươi rồi. Nghĩ cách lấy một ít máu từ trên người hắn. 100ml là đủ. Đại nhân muốn máu của hắn, vậy thì phiền hắn hy sinh một chút. Ông chủ tính tiền. 004, ngươi xác định hắn đang ở đây sao? Không thể sai được, bên cạnh tên nhóc đó có sao non của ta đang giám sát hắn. Vị trí cuối cùng chính là ngôi trường này.
Mục tiêu nhiệm vụ tên là Sở Dương, nhưng gần đây hắn hơi kỳ quái. Năng lực thể chất tăng lên một cách vô lý, còn luôn nhắc đến trò chơi các kiểu. Người tốt nhất nên để lại một chút. Ngư nhân buông điện thoại xuống, trước mắt là một trường cấp 3, lại là trường học. Ngư nhân bước lên phía trước, không ngờ từ phòng bảo vệ đột nhiên bước ra một ông lão. Anh là người thế nào? Nơi đây cấm người ngoài vào. Ông lão, trước đây tôi quen một ông già. Ông ấy sống hơn 90 tuổi, vẫn khỏe mạnh cường tráng. Ông biết tại sao không? Nghe lời của ngư nhân, ông lão sửng sốt một chút. Tại sao? Bởi vì ông ấy không xen vào chuyện bao đồng. Ông đừng diễn, tôi là người đáng sợ. Tôi nói cho ông biết, hồi trẻ tôi cũng từng là người của Đồng La Loan. Hôm nay đừng nói là anh, cho dù ta sân đến đây tôi cũng... Nói nhiều quá. Lúc này, một tiếng bước chân ướt át vang lên trong hành lang. Mơ mơ màng màng, Sở Dương mở mắt ra. Nửa đêm rồi. Tiếng gì vậy? Chỉ nghe thấy tiếng trong hành lang. Đột nhiên im lặng, vừa định ngủ tiếp, hành lang đột nhiên vang lên tiếng khóc quái dị và khàn khàn. Sở Dương cau mày, rốt cuộc là ai vậy? Nửa đêm không ngủ, ở đó khóc lóc thảm thiết. Lúc này Sở Dương giật mình, ngồi bật dậy. Tiếng khóc, còn có tiếng bước chân ướt át. Chẳng lẽ đây là người cá? Chưa kịp phản ứng, tiếng khóc quái dị đó bắt đầu ngày càng gần. Sở Dương vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên nhận ra người cá đang ở ngoài cửa, vội vàng dừng bước. Ta đã tìm thấy ngươi rồi. Sở Dương vội vàng quay người chạy về phía cửa sổ, sau đó nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người cá lúc này đang đứng bên cửa sổ, nhưng chớp mắt một cái đã biến mất không dấu vết. Không thấy nữa, hắn đi rồi, hay là đuổi theo người khác rồi, hoặc đã ở sau lưng ta rồi. Ta bắt được ngươi rồi, phiền ngươi chết đi nhé. Ta thậm chí không biết biển như thế nào, cũng chưa từng ăn một con cá nào. Ngươi muốn trả thù loài người, cũng nên bắt đầu từ những người ăn cá chứ. Tại sao lại tấn công ta? Ngươi không thể trốn thoát đâu. Tiếng khóc chết tiệt này thật là vô lý. Chỉ cần nghe thấy tiếng của hắn, hắn có thể biết chính xác vị trí của ta. Đúng rồi, sao ta lại quên mất điều này? Chỉ thấy Sở Dương lấy ra tai nghe đeo vào, bật một bài nhạc và vặn âm lượng lên mức tối đa. Như vậy tiếng khóc của người cá sẽ biến mất. Đúng lúc Sở Dương chuẩn bị tấn công người cá, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có một con quạ đen. Chà, tôi đã xúc phạm đến Chúa rồi sao? Con quạ này không phải là 001 đấy chứ? Con quạ nghe thấy lời của Sở Dương, sững người một chút, vỗ cánh bay đi. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, người cá đã đến chỗ rẽ. Sở Dương tích lũy sức mạnh, đấm trúng đầu người cá. Người cá bị đòn tấn công bất ngờ, đánh cho hơi mất ý thức. Sở Dương thừa thắng xông lên, liên tục tấn công người cá. Không biết đánh bao lâu, người cá đã không còn khả năng chống cự. Để phòng ngừa vạn nhất, Sở Dương lại cầm một thanh sắt bên cạnh, mạnh mẽ đâm xuyên qua ngực người cá. Sau khi người cá chết, Sở Dương bắt đầu tìm kiếm bóng dáng con quạ. Con quạ đó thực sự đi rồi sao? Xin chào, đây có phải là cục công an thành phố Bắc Cương? Tôi bị một người cá tấn công. Xin chào, xin hỏi bây giờ anh đang ở đâu? Trường trung học số 2 khu Dương Sơn. Xin anh hãy đợi tại chỗ một lát, chúng tôi sẽ đến ngay. Không đúng, sao thi thể người cá lại biến mất rồi? Cảnh sát đến rồi. Tôi phải giải thích thế nào đây? Xin chào, tôi tên là Dương Ngôn. Xin hỏi có phải anh báo cảnh sát không? Đúng, chính tôi báo cảnh sát. Anh báo cảnh sát nói bị người cá tấn công. Bây giờ người cá đang ở đâu? Ban đầu ở chỗ đó, nhưng tôi chớp mắt một cái, người cá đã biến mất. Tiểu Lưu, cậu điều tra hiện trường một chút, đem vảy cá trên mặt đất về kiểm nghiệm, xem có giống với trước đây không. Vâng, trông anh có vẻ không sao cả. Vậy tôi có việc gì không? Cậu không có. Được chứ, tất nhiên là tốt rồi. Nhưng cậu chắc chắn đó là ngư nhân sao? Tôi hoàn toàn chắc chắn. Toàn thân hắn đều phủ đầy vảy cá, về tốc độ và sức mạnh đều vượt xa người bình thường. Được rồi, ngoài ra phiền cậu quay lại đồn cảnh sát với tôi một chuyến. Đừng sợ, chỉ là để cậu lấy lời khai thôi. Về vụ án ngư nhân, đây đã là vụ thứ 6 rồi. Trong 6 vụ án này, cậu là người sống sót duy nhất, nên chúng tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Chỉ cần là những gì tôi biết, tôi chắc chắn sẽ thành thật khai báo. Trên đường về đồn cảnh sát, Sở Dương kể lại toàn bộ quá trình gặp ngư nhân. Về việc tại sao anh có thể đánh bại ngư nhân, anh đưa ra nguyên nhân chính là nhờ vào bác cực quyền mà bác bảo vệ đã dạy anh. Nhưng thực tế, tất cả bắt nguồn từ một trò chơi bí ẩn. Tôi tên là Sở Dương, là một học sinh cấp 3. Một ngày nọ, tôi vô tình phát hiện ra một trò chơi bí ẩn. Trong trò chơi, ý thức của tôi sẽ tiến vào một bối cảnh đặc biệt và chiến đấu với quái vật. Chỉ cần vượt ải sẽ nhận được đủ loại phần thưởng. Những phần thưởng này thậm chí có thể tăng cường thể chất của tôi trong đời thực. Nhưng điều tôi không ngờ là những quái vật này lại xuất hiện trong đời thực. Cậu nói cậu dùng bát cực quyền mà bảo vệ dạy để đánh bại ngư nhân. Cậu chắc chắn đó là ngư nhân chứ? Cậu chắc là không nhìn nhầm chứ? Tôi chắc chắn. Cục trưởng, ngài cũng nghe thấy rồi đấy. Ngài bây giờ vẫn cho rằng đó là người mặc đồ giả sao? Chết tiệt, không phải nói sau khi thành lập nước không cho phép yêu quái sao? Đúng rồi, cậu nói trước đó ngư nhân dựa vào thính giác của con mồi để săn bắt. Đúng vậy, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc của ngư nhân, dù cậu ở đâu, hắn cũng có thể tìm thấy cậu. Khó trách vụ án ngư nhân khóc, thời gian lập án sớm nhất là 1 tháng trước. Lúc đó có 9 người chết. Chúng tôi tìm thấy một đoạn ghi âm tại hiện trường, trong đó có ghi lại tiếng khóc của ngư nhân. Cậu nghe thử xem có phải cái này không? Chính là cái này. Cục trưởng, ngài cũng thấy rồi đấy. Tình hình chính là như vậy. Bây giờ tôi xin đề xuất lại với ngài, thành lập nhóm điều tra sự tồn tại phi tự nhiên. Sáng mai nộp cho tôi một bản đơn. Nhưng phải nói trước, tôi đồng ý rồi. Không có nghĩa là cấp trên sẽ đồng ý, nhưng tôi sẽ báo cáo tình hình lên cấp trên. Cảm ơn cục trưởng, cậu là người sống sót duy nhất trong vụ ngư nhân. Nếu ngư nhân chưa chết, có thể sẽ còn đến tìm cậu, nên tôi muốn mời cậu hỗ trợ chúng tôi cùng điều tra vụ án ngư nhân khóc. Chúng tôi sẽ hết sức bảo vệ an toàn cho cậu. Được, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ các anh phá án sớm. Lúc này, trong quán cà phê, 001 mang ngư nhân đầy thương tích bước vào. Mau đi gọi đại nhân, 002 sắp không xong rồi. Diện Bích Xả thấy vậy, lập tức bước lên phía trước. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai có thể đánh 002 thành ra như vậy? Không có thời gian giải thích, tôi đi tìm đại nhân trước đã.
Chủ nhân, 002 sắp không xong rồi à? Ngài đã biết rồi sao? Động tĩnh lớn thêm chút nữa, đồn cảnh sát đối diện cũng biết được. Đi thôi, đến xem sao. Hơi thở của 002 yếu đến mức này, không biết có cứu được không. Thôi coi cá chết như cá sống vậy. Sau đó tôi trực tiếp rót thuốc vào miệng người cá. Cơ thể người cá bắt đầu co giật dữ dội, cơ thể cũng bắt đầu phồng lên rồi co lại. Sau đó anh ta nằm lấy thành thép và rút ra. 005 kéo anh ta vào kho, để anh ta tự từ từ hồi phục. Vết thương của 002 có lẽ không phải do súng bắn. Vâng thưa ngài. Tên ngốc đó bị người ta đánh bằng nắm đấm thành ra như vậy. Chức năng cơ thể của người cá sau khi có thể đạt gấp 3 lần người bình thường. Cho dù là ta sân đến cũng không thể đánh anh ta thành như vậy được. Nguyên liệu hảo hạng của Nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ anh ta cũng có năng lực đặc biệt nào đó sao? Chủ nhân, lần hành động này thực ra không thể trách hết 002. Anh ta chỉ là khinh địch liều lĩnh thôi. Nói thẳng vào trọng tâm đi, kể cho ta nghe đầu đuôi sự việc. Quả đen lần lượt báo cáo. Một lần nữa sự việc, thật thú vị. Vào ban ngày, ta đã cảm thấy trên người cậu thiếu niên đó có thứ gì đó đang thu hút ta. 001, sau khi 002 hồi phục, hãy mang theo thiết bị ghi hình và đi tìm cậu thiếu niên đó. Rồi mang đoạn ghi hình về cho ta. Ngoài ra phải chú ý một chút, đừng làm cậu ta chết nhé. Ta còn có việc dùng đến cậu ta. Hồi phục tốt lắm nhỉ? Chúc mừng cậu đã đón nhận lần tiến hóa thứ hai. Lần tiến hóa thứ hai à? Quả thực có một cảm giác khác biệt. Cơ thể càng tiến gần đến sự hoàn hảo. Là Bạch đại nhân đã cứu tôi sao? Chứ còn ai vào đây? Với tình trạng của cậu hôm qua, cho dù thần tiên đến cũng vô dụng. Ngoài đại nhân ra còn ai có thể cứu cậu chứ? Đại nhân rõ ràng đã nói không quan tâm đến sống chết của bọn thí nghiệm chúng ta, nhưng ngài ấy vẫn hào phóng ban tặng cho tôi liều thuốc quý giá. Tôi thực sự cảm thấy mình bất tài. Đại nhân bảo chúng ta đi tìm cậu thiếu niên đó một lần nữa. Lần này yêu cầu chúng ta quay phim toàn bộ quá trình xem năng lực của cậu thiếu niên đó. Nhưng cậu đừng lại tự làm mình chết nữa đấy. Tôi sẽ không mắc sai lầm tương tự hai lần đâu. Vào ban đêm ở Bắc Lĩnh là ngõ Nam Loan, trên trời đang mưa phùn. Không biết là ông chủ nào đã bao trọn cả Nam Loan. Chúng ta dỡ hàng cũng không biết đi đâu nữa. Dỡ xong thì đừng than vãn nữa. Người ta đã trả tiền rồi mà. Nhanh chóng làm việc thôi. Trời ơi, sao trong biển lại có con cá chép hoàng hà to như vậy chứ? Trời ơi, là người cá. Hãy cùng tôi ôm lấy sự tiến hóa nào. Sao tôi lại biến thành quái vật rồi? 002 thợ lặn sâu đến tiến hóa lần 2 đến vô biển. Thành phần thuốc gồm máu đậm đặc, cá mập răng đen và nguồn nóng chảy màu sắc đen đỏ. 002 sau khi tiến hóa, bụng có thể chứa vật thể lớn gấp 10 lần cơ thể. Khả năng biến hình có thể điều khiển, có thể tạo ra thuộc hạ trung thành với mình. Các đặc tính khác chưa rõ. Các tiểu đệ, từ giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của các ngươi. Ta chỉ có một yêu cầu dành cho các ngươi, đó là tuân theo mệnh lệnh của ta. Chủ nhân, tôi còn có vợ và con. Họ phải làm sao đây? Vậy thì để họ cũng gia nhập chúng ta. Các ngươi nghe cho rõ đây, ở thế giới này, các ngươi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ duy nhất không được làm trái ý ta và vị đại nhân kia. Vị đại nhân đó, các ngươi chưa đủ tư cách để biết. Không tệ nhỉ 002, lần này chuẩn bị kỹ lưỡng thế cơ à. Tôi không thể để Bạch đại nhân thất vọng nữa. Nên lần này dù thế nào tôi cũng sẽ không khinh địch nữa. Cách làm của anh rất đúng. Mục tiêu của chúng ta hiện đã liên kết với cảnh sát. Vì thế, họ đã thành lập một tổ điều tra sự tồn tại phi tự nhiên, tức là chuyên đối phó với chúng ta. Người lớn không hề đưa ra chỉ thị về việc này, chắc là đang thử thách anh. Dù sao anh cũng là người duy nhất tiến hóa lần 2 trong chúng ta. Ngư nhân im lặng một lúc. Vậy những thứ này vẫn chưa đủ, tôi cần thêm nữa. Ít nhất phải có 200.000 quân đoàn thâm tiềm giả. 200.000 quân đoàn thâm tiềm giả? Anh định tấn công Liên Hợp Quốc à? Thứ anh đối mặt chỉ là một sở cảnh sát nhỏ chưa đến 100 người thôi. Lần trước tôi cũng nghĩ vậy. Kết quả tôi đã phải trả giá bằng máu. Lần này tôi phải thận trọng. Thằng nhóc này là thận trọng hay nhát gan đây? Lúc này tại căn hộ ở Bắc Lăng, Tiểu Bạch không biết đang suy nghĩ điều gì. Máu của 004 đã cho 002 khả năng tạo ra thuộc hạ, nhưng vẫn không thể tự tạo ra bản thân. Của Nhiên vẫn nên cân nhắc đến ốc trùng. Hai loại thuốc thử ma cà rồng này có thành phần hơi khác nhau. Nguyên liệu chính của thuốc số 1 là máu người cộng rơi cộng dung nham. Nguyên liệu chính của thuốc số 2 là châu chấu cộng rơi cộng dung nham. Ngoài ra trong hai lọ thuốc này đều có pha máu thâm tiềm giả thế hệ 2, nhưng không biết hiệu quả sẽ khác nhau bao nhiêu, nên tìm ai để thử nghiệm đây. Nếu để 5 người kia đi bắt, không biết có thể kiếm được mấy hàng tốt. Nói cho cùng dựa vào người không bằng dựa vào mình, vẫn nên tự tay làm thôi. Trên đường phố Bắc Lăng, ngư nhân mặc áo mưa đi chậm rãi. Bỗng nhiên anh ta dừng bước. Có người đang nghe bản ghi âm của tôi. Tổng cộng 19 người. Tổng cộng 19 người. Lần này hơi rắc rối rồi. Để đảm bảo vạn sự đều ổn, có lẽ phải nghĩ thêm vài phương án nữa. Lý Viễn, sao cậu lại ở đây? Tôi nghe nói cậu bị trường đuổi học. Cậu phạm lỗi gì vậy? Sao cậu không nói gì đi? Sao 2 năm không gặp vẫn như cái lưu âm ý thế? Có gì bất ức thì nói với tôi không được à? Tôi đâu có cười nhạo cậu. Mưa tạnh rồi. Mưa tạnh gì cơ? Đâu có mưa đâu. Ôi lại không nói nữa rồi. Sao trên người cậu có mùi tanh thế? Cậu nói gì đi có được không? Cậu nghĩ xem 3 năm cấp 3 có phải chỉ mình tôi tốt với cậu nhất không? Cô đừng đi theo tôi được không? Tôi còn có việc phải làm. Bây giờ cậu làm nghề gì vậy? Tôi đã bảo đừng theo tôi nữa mà. Cút đi. Hứ. Ôi chao, cô gái này là ai vậy? Nhìn qua có vẻ rất tốt với cậu. Cậu vừa mới quát cô ấy, chắc là cô ấy đau lòng lắm. Chi bằng biến cô ấy thành thâm tiền giả luôn đi. Với thái độ của cô ấy với cậu, nếu trở thành thâm tiền giả, chắc chắn sẽ trung thành đáng tin cậy hơn đám thuộc hạ của cậu nhiều. Cô gái đó nói nhiều quá, không hữu dụng lắm.
Đi thôi, chúng ta cũng nên hành động rồi. Thật thú vị, Nam Yến là đối tượng điều tra trọng điểm của chúng ta lần này. Về tất cả mọi thứ liên quan đến Nam Yến, tôi nghĩ trong tổng kết trước đã trình bày rất rõ ràng rồi. Còn vấn đề gì nữa không? Lần này chúng ta chỉ có một mục đích, đó là làm rõ thứ bên trong Nam Yến rốt cuộc là gì. Dù là quái vật hay là con người, chúng ta nhất định phải tìm ra câu trả lời. Nghe cho kỹ, lần hành động này, đối thủ chúng ta sắp đối mặt có thể không còn là con người nữa. Đây có thể là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với quái vật, nhưng tuyệt đối không phải là lần cuối cùng. Tên của hành động lần này là Bạo Vân. Mọi người kiểm tra lại trang bị lần nữa, chúng ta lập tức xuất phát. Anh chắc chắn bọn chúng sẽ đi ngang qua đây chứ? Tuyến đường của bọn chúng không thay đổi, tổng cộng 4 xe cảnh sát, 17 người, mục tiêu của bọn chúng là Nam Yến. Thông báo cho ông hậu một tiếng, cô ấy đã bị lộ rồi. Xin chào, ông hậu có đó không? Tôi tìm ông hậu. 004, bây giờ cô đã bị lộ rồi. 002 nói cảnh sát đã đi về phía cô rồi. Cô tự xem mà xử lý đi. Đưa điện thoại cho Lý Viễn. Ông hậu, trong nhóm người này có một người cô chắc chắn không phải là đối thủ. Tên nhóc đó hơi quái dị. Cô lập tức đuổi tất cả người bình thường trong khách sạn đi. Sau đó thả quân đoàn thâm tìm của tôi ra. Tất cả sao? Đúng, tất cả. Hôm nay không ai được sống sót rời khỏi đây. Nam Yến, Sở Dương, nếu các người thực sự có bản lĩnh, vậy thì hãy sống sót qua đêm này trước đã. Lại chủ quan rồi, lát nữa anh chết bất đắc kỳ tử đấy. Công việc chính của tôi là quay phim, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Tôi đi trước một bước đây. Im lặng thế này, chúng ta đến muộn rồi sao? Chỉ sợ đây là bữa tiệc hồng môn thôi. Đây là muốn mời khách vào lồng. Mọi người đều tỉnh táo lên, đối thủ của chúng ta không phải là con người. Sở Dương, anh cũng cẩn thận một chút. Yên tâm đi, bản lĩnh tự vệ tôi vẫn còn một chút. Quý khách đến nhanh vậy sao? Mặc dù con cá đó nói không cho chúng tôi nhúng tay vào, nhưng dù sao đây cũng là sân nhà của tôi. Tôi không muốn nơi này biến thành chợ hải sản. Các anh chiếu cố một chút. Cần ngắt điện thì ngắt điện, cần đâm thì đâm, cần canh cửa thì canh cửa. Bất kỳ ai dám bước vào cửa này thì bắt họ để mạng lại. Vâng, thưa chủ nhân. Có một nhóm cảnh sát nhỏ uống say ở chỗ tôi gây rối. Một tên danh mãnh ngã chết rồi. Chuyện này không thể trách người ta được. Anh sẽ xử lý công bằng đúng không? Đúng vậy, gió to mưa lớn. Cái gì? Toàn bộ phòng khách sạn không có một ai. Lạ thật, cho dù biết chúng ta sẽ đến, cũng không để nỗi sơ tán nhanh như vậy chứ. Trừ khi mỗi người đều rất nghe lời. Điều này có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn rồi. Chẳng lẽ khách hàng đã trả tiền sẽ ngoan ngoãn nghe lời? Cho dù có sử dụng biện pháp cưỡng chế, cũng không thể nào không có một khách hàng nào cố chấp. Hơn nữa đây là khách sạn, giả sử có một cặp tình nhân ở đây, đến nửa chừng nhân viên đến bảo thu dọn đồ đạc rời đi ngay, họ lại không muốn sao? Xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của đối thủ. Các vị, trò chơi bắt đầu rồi. Gọi đội trưởng, chúng tôi bên này gặp phải người cá. Nhắc lại, chúng tôi bên này gặp phải người cá. Bên các anh có bao nhiêu người cá? Khoảng gần 100 con. Có thể trực tiếp nổ súng. Cố gắng chống đỡ, chúng tôi sẽ đến ngay. Lý Viễn thấy vậy, trực tiếp lè đến sau lưng người cá. Người cá nhìn thấy nòng súng chĩa vào mình, không ai hành động. Bởi vì trước đây họ cũng từng là người, họ cũng sợ súng. Mặc dù đã biến thành người cá, bị súng bắn cũng sẽ chết. Lý Nguyên thấy vậy, phát ra tiếng gầm giận dữ. Ngư nhân trong nháy mắt đỏ mắt, như phát điên xông lên. Tiếng súng liên tục vang lên, có ngư nhân bị bắn trúng đầu, tức khắc tử vong. Nhưng rất nhanh đã có ngư nhân mới tiến lên. Không bao lâu, đã có một ngư nhân xông qua tuyến phòng thủ. Anh ta trong làn mưa đạn, như một con chó dữ lao tới. Móng vuốt sắc nhọn xuyên qua bản sao của một cảnh sát, mà người sắp chết bắn phát súng cuối cùng. Ngay sau đó, lại có từng ngư nhân lao tới. Gọi đội trưởng đội 2 đã. Toàn bộ tiểu đội 8 người tới đây toàn quân bị diệt. Bên kia 9 người đang liên tục tiến về phía này. Những ngư nhân nhìn thấy súng đều lùi lại. Lý Nguyên thấy vậy, lại phát ra một tràng âm thanh kỳ lạ. Nghe thấy âm thanh, tất cả ngư nhân đều đỏ mắt. Họ không còn sợ súng và đạn nữa, bắt đầu điên cuồng lao tới. Ngay lúc này, Lý Viễn cau mày, anh cảm nhận được một luồng sát khí. Chỉ thấy Sở Dương lập tức chĩa nòng súng vào Lý Nguyên, rồi mạnh mẽ bóp cò. Lý Viễn thấy vậy, nắm lấy một ngư nhân, kéo tới trước ngực chắn đạn. Đã bị phát hiện sao? Thật đáng tiếc. Trương Cảnh Quan, anh dẫn các đồng đội bị thương đi trước, tôi sẽ đoạn hậu cho các anh. Tôi đã luyện qua quyền pháp cấp 8, họ cũng không làm gì được tôi trong thời gian ngắn. Anh mau đi gọi viện binh. Sở Dương, anh nghe tôi nói đã. Họ muốn lợi dụng chúng ta để kéo chết anh. Cuối cùng tôi xin anh một việc, hãy đưa tin tức ra ngoài để cấp trên biết. Quái vật đã thâm nhập vào xã hội loài người. Nghe thấy giọng của Dương Ngôn, ánh mắt Lý Nguyên lạnh lẽo. Xem ra cần phải tự tay ra tay rồi. Hôm nay ai cũng có thể sống, nhưng Sở Dương hôm nay nhất định phải chết ở đây. Trong đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn liên quan tới một phần ân oán cá nhân. Lý Nguyên vừa định xuống trận, nhưng lại đột nhiên dừng lại. Sao cô ta lại ở đây? Lạ thật, sao lại mất điện? Mọi người đi đâu hết rồi? Mùi tanh của cá lớn quá. Tôi uống rượu say mê man rồi sao? Tên khốn Lý Nguyên đó dám gầm tôi. Hừ, may mà tôi còn quan tâm anh ta. Nếu không phải trước đây tôi thích anh ta, tôi còn lời để ý anh ta, cũng nên về nhà thôi. Không thì khách sạn sẽ đòi tiền qua đêm của tôi. Hình như vừa rồi có tiếng gì đó. Hãy để cô ta đi sau khi gió lặng. Cảm nhận các thông tin cung phong truyền về, có chút không hiểu. Con cá đó đang làm gì vậy? Đây là đang chơi trò gián điệp với tôi sao? Này chim thối, 002 đang làm gì vậy? Ai mà biết chứ? Có lẽ là gặp người yêu cũ rồi. Đưa điện thoại cho 002, để người phụ nữ đó đi. Cô nói cái gì? Vì cô ta đã xuất hiện ở đây, chúng ta không thể để cô ta sống sót rồi đi. Đạo lý này cô không hiểu sao? Nhiệm vụ của tôi là đối phó với Sở Dương, sơ tán đám đông là nhiệm vụ của cô. Nhưng cô lại bỏ sót một người. Bây giờ tôi không phải đang xử lý rồi sao?
Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng động vào cô ta. Anh nói gì cơ? Anh đang đe dọa tôi à? Bà già tức giận là sẽ có nếp nhăn đấy. Được thôi, bà già này có mấy cửa hàng KFC. Anh có muốn xem xét gói gia đình của tôi không? Ánh mặt trời tối nay hơi chói mắt nhỉ. 001, cậu giúp tôi một việc được không? Ồ, tôi đến đây để quay phim. Hơn nữa anh cũng không có quyền ra lệnh cho tôi. Ngay cả yêu cầu cũng không được. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của người đó. Ồ đúng rồi, anh cũng không được đi. Trừ khi anh muốn tôi mách lẻo với Bạch đại nhân. Vậy tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ trước. Sở Dương bị đánh không thể đánh trả. Anh ta nghiến chặt răng, lấy ra một quả lựu đạn và rút chốt an toàn. Lý Viện thấy vậy vội lùi lại. Sóng xung kích vẫn đẩy anh ta ra xa. Khói tan. Bóng dáng của Sở Dương và hai cảnh sát đã biến mất. Đuổi theo họ. Sở Dương, anh chạy không thoát đâu. Anh chính là tên giết cá của tôi hôm đó phải không? Anh của Nhiên chưa chết. Gợi ý thân thiện là nhanh lên một chút nhé. Bên kia sắp không chịu nổi rồi đấy. Biết rồi. Nhiệm vụ của tôi đã xong. Người bên trong không được cử động. Hai tay ôm đầu, bỏ vũ khí xuống. Chết tiệt, phá hủy chỗ này đi. À. Để tạo ra trình tự gen có thể thành thần. Tôi đã chế tạo nhiều loại thuốc kỳ quái để thử nghiệm quái vật. 002 à, tôi sắp bị cậu làm phát điên rồi. Tôi phối hợp hành động với các cậu. Nhưng các cậu đã làm gì vậy? Các cậu đã cho nhà tôi nổ tung từ dưới lên. Các cậu có biết sửa mấy thứ này tốn bao nhiêu tiền không? Còn cả người phụ nữ đó nữa. Bất kể cô ta có nhìn thấy bí mật của chúng ta hay không. Đã ở đây hôm nay rồi thì không thể để cô ta sống sót rồi đi. Tôi thực sự không thể tin được cậu lại để cô ta chạy thoát. Hơn nữa, bây giờ bên ngoài đã có một đám cảnh sát chặn trước cửa nhà tôi rồi. Không được, tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại. Alo, một đám cảnh sát đang lục soát nhà tôi. Anh mau đuổi bọn chúng đi. Còn về tất cả thông tin hôm nay, tôi không muốn có ai có thể nộp lên từ chỗ anh. Vâng, 004 Phong Hậu đại nhân. Tôi sẽ xử lý ngay. Tôi đã xác nhận tất cả mục tiêu đã chết. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Thu dọn tàn dư phải là việc của anh. Việc của tôi. Anh biến nhà tôi thành chợ hải sản. Tôi nợ anh hay anh nợ tôi? Ở cùng với các người thật mệt mỏi. Đừng vui mừng quá sớm. Vẫn còn một người chưa chết. Ai chưa chết? Trái tim của người cá. Sóng biển rung động. Trong cảm nhận của tôi, người sống sót đó hẳn là người cá của tôi. Nhưng lại có vẻ hơi khác. Giống như là nửa người cá. Dù sao người đó chắc chắn không phải người cá của anh. Anh ta đã bị cảnh sát đưa đi rồi. Mau nghĩ cách khắc phục đi. Ý anh là sớm muộn gì Hạo Nam cũng sẽ gặp chuyện sao? Hãy làm tốt công việc thu dọn. Tôi hiểu rồi. Xã hội đang rối loạn. Bọn họ cũng thật vô dụng. Đã lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa có tin tức gì. Thôi được rồi, vẫn là tôi tự làm vậy. Sau khi uống thuốc, cơ thể bắt đầu biến dạng. Vô số chữ chu kỳ quái xuất hiện xung quanh người. Đại nhân gọi, trước hết hỏi chúng ta lấy được máu chưa? Máu gì cơ? Đại nhân không phải báo giết anh ta sao? Nhiệm vụ chúng ta nghe có vẻ hơi khác nhau. Ý anh là, cô chắc chắn đại nhân bảo giết Sở Dương, chứ không phải bảo lấy máu sao? Đúng đúng, hôm đó qua điện thoại đại nhân nói muốn anh ta chết. Cô chắc không phải muốn máu của anh ta chứ? Đại nhân nói là cần nguyên liệu. Thằng nhóc đó rất có thể chính là nguyên liệu chế thuốc mà đại nhân cần. 001 ơi, là tai cô điếc à? Nói như vậy, đại nhân từ đầu đã định bắt sống. Nhưng chúng ta lại giết chết nguyên liệu của đại nhân. Chúng ta có phải sẽ chết không? Tính khí của vị đại nhân kia không tốt lắm. Muốn giết chúng ta để chút giận. Chờ đã, biết đâu Sở Dương vẫn còn sống. Còn sống? Ý là người vừa bị cảnh sát bắt đi đó à? Mau xác nhận lại xem. Xem có phải Sở Dương không? Biết đâu anh ta vẫn còn sống. Chúng ta có quên việc gì không nhỉ? Gấp rồi, Hạo Nam đã trên đường rồi. Mau gọi điện báo anh ta quay lại. Trong lúc họ nói chuyện, ở thành phố Bắc Linh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện trường lửa bốc lên trời, khói đen cuồn cuộn, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Hạo Nam đột nhiên reo lên. Anh Lô, Hạo Nam, việc đã xong chưa? Đã kết thúc rồi. Mục tiêu đã chết chưa? Cậu yên tâm, tôi làm việc, chết không thể chết hơn được nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không, không có gì. Cậu về trước đi. Sau khi Vương Hạo Nam rời đi, từ trong chiếc xe hơi bỏ chui ra một người đen thui. May mà tôi vẫn còn một trái tim sâu thẳm. Trong sở cảnh sát thành phố Bắc Lĩnh, cục trưởng, hiện giờ toàn bộ thành phố Bắc Lĩnh dường như đã bị một tấm lưới khổng lồ bao trùm. Có người đang che trời ở đây, che giấu tất cả. Tiếng kêu than của chúng ta không ai nghe thấy. Cái chết của chúng ta không ai quan tâm. Họ dám làm như vậy một cách trắng trợn. Chắc chắn là có người đang hỗ trợ họ. E rằng cấp trên đã bị thâm nhập. Có lẽ tôi phải tự đi một chuyến đến thủ đô. Cục trưởng, đây là kế hoạch cửu vĩ hồ mà trưởng đội Trương trước lúc lâm trùng đã dặn tôi nhất định phải giao cho ngài. Cục trưởng, nếu tập tài liệu này không phải do chính tay tôi giao, vậy có lẽ tôi đã chết rồi. Đừng tiếc thương cho tôi. Từ ngày tôi trở thành cảnh sát, tôi đã có sự giác ngộ. Đối phó với quái vật, chúng ta không thể dùng cách đối phó với con người. Mở khóa tư tưởng của chúng ta.
vượt qua rào cản nhận thức của chúng ta, thành lập một tổ chức chuyên đối phó với những sinh vật hoặc sự vật siêu nhiên, để hiểu chúng, thu nạp chúng, khống chế chúng. Cách đánh bại quái vật có thể nằm ở chính bản thân quái vật. Chúng ta phải tìm cách giải quyết từ chính bản thân quái vật. Có lẽ sẽ biết được câu trả lời cho tất cả. 005, anh đang làm gì vậy? Đại nhân cho tôi nghỉ phép một tháng. Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi đầy kích thích. Trên đường đi này, chắc chắn sẽ có một số cô gái trẻ và xinh đẹp đang chờ đợi sự xuất hiện của một quý ông. Và tôi sẽ lãng mạn và tao nhã chinh phục trái tim họ. Chỉ cần tưởng tượng thôi, tôi đã say mê rồi. Đúng rồi, các cậu đến đây có việc gì? Chúng tôi đến tìm đại nhân. Các cậu đến muộn rồi, đại nhân đã đi rồi. Đại nhân không nói ông ấy đi đâu sao? Không nói gì cả. Vậy đại nhân không dặn dò gì sao? Đại nhân nói rồi, các cậu giống như những sản phẩm gỗ mới ra lò. Tuy sáng bóng, nhưng lại chẳng đáng xu nào. Vì vậy hãy đi tìm kiếm sự rèn luyện đi. Tìm ra giá trị của các cậu, hoàn thành một bước đột phá từ thể xác đến tâm hồn. Đại nhân thực sự nói vậy sao? Sự nghi ngờ của cậu hoàn toàn là thừa thãi. Đúng rồi, đại nhân còn đặc biệt dặn dò 001. Bảo cô đến phòng của ông ấy, hình như là để lại thứ gì đó cho cô. Được rồi, không nói nữa, tôi cũng phải đi tìm giá trị tồn tại của mình đây. Nếu đại nhân thực sự nói vậy, vậy chúng ta chỉ có thể làm theo thôi. Sau đó, 001 quay người đi đến phòng của đại nhân. Đại nhân bảo tôi đến lấy thứ gì đó. Chẳng lẽ đại nhân chuẩn bị quà cho tôi sao? Đây là cái gì vậy? Cậu thả tôi ra, cậu nhìn kỹ lại xem tôi là ai nào. Hừ, con định lấy tôi làm phân bón à? Đại nhân trồng loại cây nguy hiểm như vậy. Nếu một ngày nào đó nó quay lại hại đại nhân thì sao? Chỉ bằng tôi nhổ nó đi cho rồi. Tôi chỉ đùa thôi. Đây là tiết mật giả. Phải nhớ chẳng lẽ đây chính là thứ đại nhân chuẩn bị cho tôi. Đại nhân biết tôi thích màu đen, chắc chắn đã sớm liệu trước rồi. À, vì để tạo ra trình tự gen có thể thành thần, chế tạo ra rất nhiều loại thuốc quái dị để tiến hành thí nghiệm quái vật. Sau khi tiến hóa, màu sắc trong mắt của 001 đều biến mất, chỉ còn lại bóng tối vô tận. Thế giới trước mắt đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ, mọi thứ đều giống như lần đầu tiên nhìn thấy. 001 tiến hóa lần thứ hai. Kẻ trộm bí mật có thể đánh cắp bí mật trong lòng người, có thể mô phỏng bất kỳ sinh vật và vật thể đã biết nào. Mức độ hiểu biết về mục tiêu càng sâu, khả năng sao chép càng mạnh. Cứu tôi với, tôi đã chịu đủ rồi. Tôi hình như nghe thấy một giọng nói yếu ớt. Cô ấy đang cầu cứu. Mày là đồ ăn chào đá bát. Tao nuôi mày lớn lên để mày kiếm chút tiền báo đáp tao. Sao vậy, mày còn dám để chú bắt tao? Mày thật là có hiếu thảo. Cầm miệng rồi à? Trước mặt chú mày không phải nói rất giỏi sao? Tao bảo mày nói. Đâu ra con chim ngu ngốc này? Ôi chao, ông vẫn thất bại như vậy. Sống như một con chó. Ở bên ngoài thì hạ mình, chỉ dám nổi giận trong nhà. Sao lại là mày, kẻ chuyên đem đến chết vận rồi mà cũng không chịu yên? Tôi là kẻ đem đến vận rủi ư? Rõ ràng anh cứ nói miệng rằng chỉ cần tôi chết, anh sẽ sống tốt hơn. Đều là lỗi của con. Vậy bây giờ tôi đã tội nguyện anh. Sao anh vẫn là bộ dạng này? Ở bên ngoài bị người ta chửi mà cũng không dám hò hé, chạy về nhà chút giận lên người mẹ con tôi. Anh đúng là đáng thương mà. Mày là người hay ma? Anh rất đau khổ phải không? Tôi đến đón anh đây. Phải đó, mẹ. Người đàn ông đó thật đáng ghét. Hay là chúng ta giết lão ta đi? Giết lão ta, đúng rồi. Giết lão ta đi, giết lão ta đi. Thì con sẽ được giải thoát. Doanh Doanh, Doanh Doanh, bố chính là bố của con mà. Con không thể làm vậy được Doanh Doanh. Con định đi đâu? Mẹ là mẹ. Mẹ có thể ăn con được không? Mẹ biết sống đối với con là một sự đau khổ. Được rồi, vậy hãy giao thân thể của con cho mẹ. Nói xong, 001 đội nha đột nhiên cúi đầu xuống, cắn vào bóng của cô gái. Ngay sau đó, bóng của cô gái bị 001 hút vào bụng, rồi thân thể của cô gái liền tan biến. Còn đội nha đã có được toàn bộ ký ức của cô gái và một cơ thể vĩnh cửu, biến thành cơ thể này. Con người thật là một sinh vật phức tạp, cảm xúc căm hận thật mãnh liệt. Đã nhận lễ vật của con, vậy mẹ sẽ giúp con báo thù. Ôi chao, lần này sao lại chủ động thế này? Mọi việc đều có một quá trình, sớm muộn gì cũng sẽ quen thôi. Vào đi, khách đã đợi ở bên trong rồi. Mùi hương nhẹ nhàng này chắc chắn là một cô gái xinh đẹp. Không tồi, đúng là một cô bé cảnh giác. Cứu mà. Cô bé đừng la hét ầm ĩ như vậy. Hãy giữ im lặng, đừng động vào con gái tôi. Thật là vô vị. Thưa ngài, tôi nghĩ mức độ cảnh cáo này đã đủ rồi. Đúng không? Đừng căng thẳng, tôi chỉ dùng một cách đặc biệt để mời cô dùng bữa tối cùng.
Cô không cần phải sợ tôi như vậy. Tất nhiên tôi cũng không định làm hại bất kỳ ai, kể cả người cha kính yêu của cô. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào cô có sẵn lòng chấp nhận lời mời thân thiện của một quý ông hay không. Thả con gái tôi ra, có chuyện gì cứ tìm tôi. Thưa anh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi. Tôi không có hứng thú với đàn ông, ta chỉ quan tâm đến những thứ xinh đẹp. Vậy thì cô gái xinh đẹp này, câu trả lời của cô là anh đang quấy rối con gái tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Cắt ngang lời mời của một quý ông thật là bất lịch sự. Tôi đang hỏi cô gái xinh đẹp này, chứ không phải ông, sống không phải là tốt sao? Tôi hứa với cô, thật là một quyết định tào nhã. Nhưng tôi đổi ý rồi, để cuộc hẹn của chúng ta không bị quấy rầy, tôi sẽ đưa quý ông này xuống nghỉ ngơi trước. Không cần đâu. Con chim hôi, mi theo ta làm gì? Mi không có chỗ nào để đi à? Mi không phải nói muốn ta tìm kiếm giá trị bản thân sao? Thật không may, ta đã tìm thấy rồi. Chỉ cần theo mi, ta có thể nhận được rất nhiều linh hồn tuyệt vọng để nuôi dưỡng sức mạnh của ta. Có lẽ ta đã hấp thụ quá nhiều cảm xúc tiêu cực, khiến ta bây giờ đặc biệt muốn ăn cả mi, nếm thử vị mặn nhạt. Mặc dù mi giả dạng thành một cô gái xinh đẹp, khiến ta không nỡ ra tay, nhưng nếu mi cứ muốn động thủ, ta không ngại giúp mi cắt tỉa lông vũ đâu. Vậy thì mi có thể thử xem. Đúng là một quý cô cứng đâu. Từ bỏ đi, bất kỳ biện pháp vật lý nào cũng không làm tổn thương được ta. Con người chỉ là kẻ yếu nhất trong số chúng ta, chỉ là một thứ xấu xí thôi, cũng khá cứng đấy. Phần dưới của ta cũng có thể cứng như cơ thể ta. Thật kinh tởm. Các người cứ tiếp tục đi, ta chẳng nhìn thấy gì cả. Chúng ta đánh nhau là do một chút ân oán cá nhân, nhưng các người đã nhìn thấy rồi. Điều này đã vi phạm ý của vị đại nhân kia, chỉ có thể làm phiền các người một chút thôi. Không không một độ nhà nói. Đột nhiên lấy ra một ống tiêm. Trải nghiệm phong phú. Loại trải nghiệm này thường có hai công dụng. Công dụng thứ nhất là khống chế tinh thần, công dụng thứ hai là biến người thành nữ. Lại đây nào em yêu, không muốn chết thì tự qua đây, ta không muốn nói lần thứ hai đâu. Cuộc đời ta thật tầm thường và vô nghĩa. Ta nhớ đại nhân trước đây từng nói một câu: trên thế giới này, mỗi người đều có thiên phú. Nhưng nếu dùng cá biết leo cây hay không để đánh giá năng lực của một con cá cả đời sẽ cho rằng mình ngu ngốc. Nhưng trong thế giới bệnh hoạn này, mọi người chỉ công nhận hai loại thiên phú, một là thiên phú học tập, hai là thiên phú kinh doanh. Tất cả mọi người đều coi dục vọng là lý tưởng, coi tai nạn là trưởng thành, coi mưu mẹo là trí tuệ. Cậu cho rằng điều này đúng sao? Tôi nghĩ đó hẳn là sai. Trước đây tôi chỉ sống một cách vô nghĩa, nhưng giờ tôi chỉ sống để thực hiện tâm nguyện của đại nhân. Nhưng đại nhân để chúng ta ra ngoài lịch lãm, chứng tỏ không hài lòng với biểu hiện của tôi. Cũng đối với đại nhân, cần người biết đọc hiểu mệnh lệnh, chứ không phải công cụ tuân theo mệnh lệnh. Cũng đến lúc từ biệt quá khứ, hướng tới tương lai rồi. Con quay lại làm gì? Con quay lại là để lấy đi thứ thuộc về con. Ôi chao, thật là buồn cười. Trong nhà này còn có gì của con nữa chứ? Con đã cống hiến gì cho gia đình này? Dù là đồ đạc trong phòng con hay quần áo trên người con, có cái nào là do chính con bỏ tiền ra mua không? Năng khiếu hài của mẹ có từng nghĩ đến việc đi nói tấu hài chưa? Con nói cái gì? Tai của mẹ có vấn đề à? Cũng phải, người già cả rồi, sẽ có một số vấn đề nhỏ lớn khác nhau. Thôi được rồi, con đang vội, không kể lấy chuyện cũ nữa. Lúc Lý Viễn đang dọn đồ đạc, cậu ta vô tình làm rơi và vỡ khung ảnh trên bàn. Đó là ảnh tốt nghiệp cấp 3. Cùng lúc đó, một tờ giấy cũng rơi ra. Lý Viễn, tên ngốc này, theo tôi hiểu về cậu, có lẽ cậu sẽ không bao giờ phát hiện ra tờ giấy này. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng khi lên tiếng, tôi lại không biết bắt đầu từ đâu. Vậy tôi sẽ viết vài dòng vậy. Cậu trông cũng không tệ, chiều cao cũng khá cao, nhưng cậu luôn nhút nhát và bị người khác bắt nạt. Cậu không dám đối mặt, tôi sẽ thấy cậu thật đáng thương. Tôi đã theo dõi cậu 2 học kỳ, tôi không biết cậu đã trải qua thời cấp 3 như thế nào. Nói ra thì, tôi cũng không nhớ lúc nào mình bắt đầu thích cậu. Có lẽ là lúc cậu đưa âu cho tôi trong cơn mưa, hoặc có thể là lần chúng ta cùng nhau cho mèo hoang ăn trong sân trường. Tôi cũng không nhớ nổi, nhưng tôi cũng không định nói với cậu điều này. Cậu quá ngốc, chắc chắn sẽ không nhận ra. Tôi biết ngày mai chúng ta sẽ chia tay. Tôi chúc cậu thành công trên con đường sự nghiệp. Đừng để người khác bắt nạt nữa. Hãy cứng rắn hơn khi gặp chuyện. Một cô gái xinh đẹp trong quán bar, uống một mình buồn lắm phải không? Anh đây sẽ cùng em vui vẻ nhé. Anh nói gì vậy? Muốn cướp đồ ăn của tôi à? Không muốn chết thì đừng có lại gần. Mấy đứa kia, lên đây. Anh hào nào vậy? Hay là thôi vậy? Mày nói cái gì? Tay tao bị gãy rồi còn gì? Anh Hào, có lẽ anh chưa biết, gã này đã đánh tất cả bọn xã hội đen gần đây. Lý Viễn, chúng ta đi thôi. Ồ, dù anh đến xin lỗi em cũng sẽ không tha thứ đâu. Trước khi anh uống với em một ly, tôi không uống rượu. Vậy anh tới đây làm gì? Tình cờ đi ngang qua đây thôi.
Trước khi Lý Viễn nói hết câu, cô gái đã say và ngã xuống ghế sofa. Bây giờ cô ấy ở đâu? Thôi, hay là mang cô ấy đến khách sạn đã. Anh định đi đâu? Lý Viễn vừa định nói gì đó thì cô gái bất ngờ hôn lên môi anh ta. Khi chất lỏng trong miệng tiếp xúc, Lý Viễn không thể kiềm chế và sắp biến thành người cá. Anh ta vội vàng đẩy cô gái ra. Anh ghét em đến vậy sao? Vậy tại sao anh còn tìm em? Lý Viễn không biết trả lời thế nào, chỉ đành quay lưng bỏ đi. Khẳng khiêu, nếu hôm nay anh đi rồi thì đừng bao giờ tìm em nữa. Được. Tiểu Vũ, xin lỗi em, trước khi biến thành người cá, anh chỉ là một kẻ vô dụng yếu đuối, hoàn toàn không xứng với em. Giờ đây dù có sức mạnh to lớn, nhưng quái vật vẫn là quái vật. Làm sao anh có thể biến em thành quái vật được? Quái vật có luật lệ riêng của quái vật. Nếu bí mật của anh bị em biết, những quái vật khác sẽ tìm cách giết em. Bây giờ cách duy nhất anh bảo vệ em là phải rời xa em. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất rồi. Lão đại, con muốn trở lại làm người. Xin hãy biến con trở lại làm người. Ngay cả bản thân ta cũng không thể trở lại làm người. Tại sao ngươi lại nghĩ ta có thể biến ngươi trở lại làm người? Thế giới vốn không công bằng, nhưng sức mạnh mà người lớn ban cho là công bằng. Điều kiện để nhận được là phải mất đi. Đó là cái giá của sức mạnh. Lúc đó ngươi cầu xin ta, nói muốn có được sức mạnh như ta. Từ lúc đó, ngươi đã nên chuẩn bị sẵn sàng để mất đi. Có vẻ như sắp có chuyện lớn xảy ra rồi. Đồng chí, lần này mục tiêu của chúng ta là Nam Yên. Đây là lão quỷ mã số 004 bị tách ra. Theo tin tức từ người dân địa phương, mục tiêu là một phụ nữ có thân hình đầy đặn, có thể bắn ra những chiếc kim nhọn có chứa độc tố thần kinh từ ngón tay. Loại độc tố thần kinh này có thể kiểm soát tinh thần và cảm giác của con người. Đã xác nhận một số người nắm quyền lực tại Bắc Lĩnh Thị đã bị 004 kiểm soát tinh thần và vô điều kiện làm lá chắn bảo vệ cho mục tiêu. Hiện đã bị chúng ta bắt giữ. 004 phải tiêu hao rất nhiều tinh lực để kiểm soát mục tiêu, nên thời gian hoạt động mỗi ngày chỉ có 5 tiếng đồng hồ. Thời gian còn lại đều ở trạng thái ngủ say. Nhiệm vụ chính của đợt hành động này là bắt giữ và giam giữ. Nếu có người bị thương trong quá trình, hãy lập tức rút lôi. Nếu không rút lôi, chúng tôi sẽ coi người bị thương đã bị 004 kiểm soát và sẽ bắn hạ tại chỗ. Ngoài ra trong đợt hành động này có thể gặp phải mã số 002. Số lượng nhiều nhất có thể lên tới trên 200 con. 002 có tốc độ cực nhanh và khả năng hành động vượt quá con người. Đồng thời mục tiêu còn có thể phát ra một loại tiếng kêu để cảm nhận vị trí của con mồi. Đâu là điểm yếu của chúng. Nếu điều kiện cho phép thì có thể bắt giữ một con. Tên mã của đợt hành động lần này là Bắt Ong. Đồng chí, đây là lần đầu tiên loài người chính thức giao chiến với quái vật. Mong rằng tất cả mọi người đều có thể trở về bình an. Gọi bộ chỉ huy, đây là đội cừu hồ hồ số 1. Xác nhận đã phát hiện mục tiêu 004 đang ngủ say. Có thể bắt đầu hành động bắt giữ. Nhiều người đến tìm cô nàng thế này, thật làm cô nàng cảm thấy vinh hạnh biết bao. Một đội hình lớn như vậy, chẳng lẽ các người muốn nã đạn vào một phụ nữ tay không vô hại như cô nàng sao? Gọi bộ chỉ huy, đây là đội cừu hồ hồ số 1. Tôi là chỉ huy trưởng Trương Kiện Tùng. 004 đã tỉnh dậy, mục tiêu không thể hiện hành vi tấn công. Có nên đàm phán không? Không cần đàm phán, trực tiếp chuẩn bị súng bắn ngủ. Đám người này đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Đàn ông con của ta không thể tiếp cận họ. Dùng kim độc thì quá xa. Cái tên Lý Viễn kia cũng không biết chạy đi đâu rồi. Hôm nay em rằng khó thoát hiểm rồi. Bắn đi. Cái gì? Vì sự an toàn của bạn, tốt nhất đừng cử động. Lần đầu gặp mặt, để tôi tự giới thiệu một chút. Các người có thể gọi tôi là Ngoại Tư hay Thần Vũ. Gọi bộ chỉ huy, quái vật mới xuất hiện. Năng lực của đối phương rất kỳ lạ. Dù là những sợi tơ kia hay những người vô hình xung quanh tôi đều không được đề cập trong thông tin tình báo. Một binh sĩ lén lút lấy súng ngắm Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉ giơ tay lên, một sợi tơ bay qua, khẩu súng trong tay binh sĩ lập tức gãy làm đôi. Trương Kiện Tùng nhìn thấy cảnh này, lập tức có giọt mồ hôi lạnh chảy trên trán. Nếu sợi tơ kia không cắt đứt vũ khí mà là cắt đứt chính mình, hậu quả thật khó lường. Các vị đừng nóng vội, ta không có ý định cướp mạng các người, cũng không muốn đối đầu với tổ chức. Ta là một công dân tuân thủ pháp luật. Ban đầu không muốn cản trở việc thi hành công vụ của các người, nhưng người phụ nữ này, cô ấy là vật thí nghiệm của tôi. Nếu mục tiêu của các vị là cô ấy, thì tôi cảm thấy rất tiếc về điều đó. Cô ấy vẫn phải tiếp tục phối hợp với nghiên cứu của tôi. Tạm thời chưa thể đi với các vị được. Hơn nữa hôm nay em rằng các vị cũng không thể đưa cô ấy đi. Thần Vũ đại nhân lại tự mình đến cứu tôi, đây là vinh hạnh gì vậy? Nhưng mà tôi có phải quá vô dụng không? Đại nhân nhất định rất thất vọng về tôi. Rõ ràng có sức mạnh đại nhân ban tặng, nhưng lại không thể phục vụ tốt đại nhân, thậm chí còn liên tục gây ra đủ loại phiền phức. Cuối cùng còn phải đại nhân tự mình ra mặt giải quyết. Tôi đã thất bại đến mức nào vậy? Xem ra quả thật phải suy ngẫm lại cho tốt. Mấy thứ này thật sự gây không ít phiền phức cho tôi.
Ngay cả bộ phận đặc biệt cũng đến rồi, xem ra phải bắt bọn chúng lại tập trung giáo dục một chút. Tôi chỉ muốn yên tĩnh làm nghiên cứu mà khó đến vậy sao? Để chúng đi. Đội trưởng, anh đang nói gì vậy? Tôi đã nói rồi, để chúng đi. Quyết định của anh là đúng đắn. Sắp đến Tết rồi, về nhà sum họp với gia đình. Họ quan trọng hơn công việc nhiều lắm phải không? Chết tiệt, hắn đang dùng gia đình của chúng ta để uy hiếp chúng ta sao? Gọi bộ chỉ huy, hành động thu dung thất bại, đại đội cử Vĩ Hồ xin rút lui. Thủ trưởng, lần này chúng tôi gặp phải quái vật mới. Năng lực của hắn rất giống nhện. Hắn sở hữu năng lực điều khiển sợi tơ đó cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng cắt đứt kim loại. Ngay cả vũ khí của chúng tôi cũng bị hắn cắt đứt trong nháy mắt. Đồng thời hắn còn sở hữu năng lực điều khiển người tàng hình. Hiện tại vẫn chưa xác định hắn có thể chỉ huy tối đa bao nhiêu đơn vị tàng hình, cũng không xác định cụ thể khoảng cách điều khiển là bao xa. Ngoài ra thể hình của hắn không khác người thường. Lần đầu gặp mặt đội một chiếc mặt nạ trắng trên đầu, tự xưng là ngoại tư hay thần vũ, và hắn còn tuyên bố 004 là vật thí nghiệm. Ý nghĩa cụ thể của điểm này chưa rõ. Chết tiệt, chẳng lẽ ngoài vũ khí sát thương diện rộng thì không còn cách nào khác để trừng phạt những quái vật đó sao? Ta cảnh cáo ngươi, 004, ta hy vọng đây là lần cuối cùng. Đại nhân, ngài định xóa bỏ tôi sao? Đại nhân, tôi biết sai rồi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Xin đại nhân cho tôi thêm một cơ hội. Nếu còn lần sau, ngươi tự xem mà làm. Đa tạ đại nhân. Cũng không biết loại dược tề phân liệt giả lấy sâu gióm làm nguyên liệu chính này có thể cho phong hậu có năng lực tự phân liệt quyến thuộc hay không. Nếu có thể thì sau này tôi sẽ không phải vất vả lấy nguyên liệu uống nó nữa. Cảm tạ ân huệ của đại nhân. Phong hậu sau khi uống bắt đầu tiến hóa lần thứ hai, chỉ thấy trên ngực nhô ra một đường rãnh. Từ chỗ rãnh có thể nhìn thấy bên trong ngưng tụ rất nhiều tinh thể màu sắc khác nhau. Đại nhân, tôi có thể cảm nhận được tác dụng của những tinh thể này. Tinh thể trắng là hạ phẩm, nó có thể biến người thành công phong, khác với khống chế tinh thần trước đây. Tinh thể này có thể xóa bỏ ý thức nguyên bản của họ và cấy ghép ý thức mới. Tinh thể vàng là trung phẩm, nó có thể biến sinh mệnh thành băng phong, có năng lực chiến đấu cực mạnh. Tinh thể vàng là thượng phẩm, nó có thể biến sinh mệnh thành cấm vệ phong. Loại cấm vệ phong này cực kỳ mạnh mẽ, không những đào thương bất nhập mà các năng lực đều gấp bội băng phong. Trên tay còn có thể phóng ra vũ khí có uy lực ngang công trình nỏ, nhưng sau khi phóng ra vũ khí, cấm vệ phong sẽ lập tức chết đi. Nhược điểm duy nhất của nó là sợ nước, vẫn còn thiếu sót. Mặc dù là tự tạo ra nguyên liệu, nhưng cuối cùng vẫn cần sự chuyển hóa của sinh mệnh. Đưa ta mấy tinh thể, ta muốn về nghiên cứu lại. Đây là ta sống sót sau tai ương sao? Áp lực mà đại nhân cho ta còn lớn hơn cả những họng súng đen ngòm kia. Hóa ra hướng đi của ta vẫn luôn sai lầm. Tiền bạc và quyền lực đại nhân chỉ cần vung tay là có. Rõ ràng đại nhân căn bản không thèm để ý những thứ này. Tầm mắt của người đã sớm đặt ở độ cao mà loài người khó với tới, vượt lên trên cả sinh mệnh, không còn ước mơ thành thần nữa. Đã như vậy, vậy ta sẽ từ bỏ tất cả những gì đã có trước đây, một lòng phó tá đại nhân, giúp người đăng thần. Ăn lọ thuốc tiết mật giả bán thành phẩm của ta, sao lại không thấy đâu? Vốn định đưa cho 001, nhưng vẫn còn thiếu một thứ. Sao lại biến mất rồi? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm sao? Thôi để lần sau nói tiếp vậy. Vẫn nên lưu trữ dữ liệu của bản thân trước đã. Ma số 006 mục thị trí mệnh giả, đặc điểm ngón trỏ có thể bắn ra sợi tơ trong suốt cứng như thép. Có thể dựa vào sợi tơ điều khiển con rối. Con rối được liên kết bởi sợi tơ có thể tàng hình, có thể dùng kim loại và đá luyện chế vũ khí và các đặc tính khác của con rối. Nhìn vào hiện tại, phần tấn công của con rối vẫn phải dựa vào vũ khí. Trong trường hợp sử dụng binh khí lạnh, rất khó đảm bảo giết chết đối thủ trong nháy mắt. Nếu có thể phối hợp với vũ khí nóng và làm cho vũ khí nóng tàng hình, vậy hiệu quả có lẽ sẽ hoàn toàn khác. Chỉ là sợi tơ của ta không thể uốn cong, vấn đề này thực sự khiến người ta đau đầu. Xem ra vẫn phải nghiên cứu thêm. Nhưng mà nói lại, bọn họ là tổ chức nào vậy? Sao lại nhắm vào 004 giống người nhất chứ? Ngư nhân bị lộ thì cũng đành chịu, phong hậu không nên bị lộ nhanh như vậy mới đúng. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Đúng rồi, ta để 001 đội nha quay phim bọn họ, không biết hắn để đoạn phim ở đâu. Sao ta vừa ra ngoài một chút, mấy vật thí nghiệm này đều biến mất hết? Đúng là một lũ không đáng tin. Xem ra mọi thứ vẫn phải tự mình làm. Lọ thuốc hút huyết quỷ này có lẽ có thể giúp ta. Cũng đến lúc nên đưa nó lên lịch trình rồi. Nếu có thể nắm giữ được đặc tính bất tử, vậy ta cũng sẽ không còn lo lắng nữa. Tình hình bên Sở Dương thế nào rồi? Vẫn đang phối hợp thí nghiệm. Cấu trúc bên trong cơ thể của anh ta đã hoàn toàn khác biệt so với con người. Các chỉ số đều vượt xa người bình thường. Nếu chúng ta có thể đạt được đột phá về công nghệ sinh học trên người anh ta, vậy tiến độ nghiên cứu và phát triển thế kỷ tăng cường sơ đại sẽ trực tiếp đạt được bước tiến vượt bậc. Cụ thể còn cần bao lâu nữa?
Không chắc chắn nhưng tôi nghĩ rồi. Anh biết năng lực của những quái vật đó mạnh cỡ nào không? Khi đối mặt với 006, tôi xin nữa đã dẫn cả đội xuống địa ngục gặp bà nội rồi. Chúng ta cần năng lực của Sở Dương. Tôi hiểu tâm trạng của các anh, nhưng xin hãy bình tĩnh một chút. Tác dụng của Sở Dương ở hậu lớn hơn nhiều so với ở tiền tuyến. Nếu thuốc thử nghiệm tăng cường có thể nghiên cứu thành công, vậy thì lực lượng vũ trang 100 người của chúng ta sẽ có thể chính diện địch nổi 1.000 tên 002. Tôi không quan tâm chuyện gì khác. Tôi chỉ quan tâm sinh tử của đội viên. Chẳng lẽ anh không thể nhìn xa hơn một chút sao? Anh khó khăn lắm mới có thể đặt tầm mắt xa hơn một chút à? Lâu dài, ý anh là chúng ta nên chuẩn bị sẵn giấy vàng bạc cho mình, để phòng khi cần thiết sao? Chúng ta còn chưa biết phải sống sao với hiện tại. Chúng ta nghĩ cái quái gì về tương lai chứ? Chúng ta còn tương lai gì nữa? Anh cái gì anh? Tôi hỏi anh, nếu các anh nghiên cứu dược phẩm thất bại mà chúng tôi ở tiền tuyến toàn quân bị diệt, trách nhiệm này anh gánh được không? Tôi cái gì tôi? Tôi đột nhiên bị điều đến dẫn đầu đối phó với quái vật. Anh nghĩ tôi muốn sao? Anh nghĩ anh em dưới trướng của tôi muốn sao? Vài ngày sau, thành phố Bắc Lĩnh đổ mưa phùn. Một cô gái trẻ thất thần đi trên đường phố. Cô gái là một ca sĩ mạng nổi tiếng, tên là Hi. Giọng hát của cô trong trẻo thanh thoát, rất độc đáo. Dù hát bài gì đều có một vẻ đẹp riêng mà người khác không hát được. Nhưng cho đến 2 tháng trước, sau một trận sốt cao, giọng của cô gái đột nhiên bị khàn đi. Vẫn không được sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt. Một lúc lâu sau, cô gái lau khô nước mắt, một mình đến sân thượng. Đây là tầng 8. Cô gái ngây ngốc bước đến mép sân thượng, rồi nhắm mắt lại, vui vẻ nhảy xuống. Nghe tiếng động này, biết chắc là đau đầu lắm. Đau đau, cậu đang làm trò gì vậy? Cậu lại đang làm gì thế? Chẳng phải rõ ràng lắm sao? Tôi còn tưởng đây là một loại nghệ thuật hành vi cơ, đã muốn tự sát, chỉ bằng trước khi chết hỗ trợ nghiên cứu của tôi một chút. Coi như chết cũng có giá trị hơn một chút. Nghiên cứu gì? Nghiên cứu về phương diện sinh mệnh. Tiểu Bạch nói, trực tiếp đưa thuốc thử ma cà rồng số 1 vào tay cô gái, uống đi. Đây là cái gì? Dù sao cô cũng sắp chết rồi, quan tâm nhiều vậy làm gì? Vậy thì ít nhất cũng để tôi chết cho rõ ràng chứ. Đây là thuốc độc. Thuốc độc gì mà ghê vậy? Cô còn chết hay không đây? Đối mặt với sự thúc giục của Tiểu Bạch, cô gái hít sâu một hơi, vẫn ngửa cổ uống hết thuốc. Đây là nàng tiên cá. Không phải, đây là thuốc thử ma cà rồng mà. Sao lại cho tôi biến thành nàng tiên cá? Đây là đang đùa tôi à? Xem ra hiệu quả này không phải sai lệch một chút nửa điểm. Lần này rắc rối to rồi. Có khi thuốc thử ma cà rồng phải làm lại từ đầu. Tuy rất miễn cưỡng, nhưng Tiểu Bạch vẫn ghi chép cô gái trước mắt và hồ sơ trong điện thoại. Mã số 007, tam nhân hải yêu. Thành phần thuốc cầu máu người, máu rơi, máu dung nguyên và máu thâm tiềm thế hệ thứ 2. Đặc tính chưa rõ. Sao tôi vẫn chưa chết? Tuy là sản phẩm thất bại, nhưng cũng không thể mặc kệ. Chỉ thấy một làn khói trắng bay qua, nàng tiên cá lại biến về hình dạng con người. Tôi lại biến trở lại rồi. Nói cụ thể xem cậu biến trở lại như thế nào. Tôi chỉ tưởng tượng một chút, đôi chân liền biến trở lại. Cái này dễ điều khiển hơn 002 thâm tiềm giả. Có lẽ có thể lấy máu từ người 007 cho 002. Biết đâu lại phát triển ra được người cá hoàn toàn có thể điều khiển. Quan trọng là người. Rốt cuộc anh là người thế nào? Cô có tin vào số mệnh không? Tôi tin. Tuy tôi không biết số mệnh của mình do ai nắm giữ, nhưng cô nên hiểu rõ một điều. Từ giờ trở đi, số phận của cô nằm trong tay tôi. Tất nhiên không chỉ mình cô. Tôi nắm giữ số phận của rất nhiều người. Họ đều vì sự xuất hiện của tôi mà bước vào một con đường hoàn toàn khác. Vì vậy đối với họ, tôi là thần vũ. Chẳng lẽ từ lúc đầu mất giọng đến tự sát, từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, từ cái chết đến tái sinh, tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên mà là do người đàn ông trước mắt này một tay sắp đặt. Xin hỏi ngài, số phận sẽ dẫn bước tiếp theo của tôi đi về đâu? Cô tùy ý là được. Thật là thâm sâu. Chẳng lẽ ông ấy là để tôi làm theo trái tim mình sao? Hình như giọng của tôi cũng đã hồi phục rồi. Tuyệt quá, vậy tôi có thể tiếp tục làm ca sĩ của mình. Nhớ đừng để ai biết bí mật của cô, và mỗi ngày viết một bản báo cáo cho tôi, gửi cho tôi những thay đổi và năng lực trên cơ thể. Vâng thưa ngài. Ông ấy biến mất như thế nào vậy? Thôi kệ đi, vẫn nên làm quen với cơ thể mới trước đã. Ma cà rồng 1 thất bại, ma cà rồng 2 cũng phải nhanh chóng thử. Nếu cũng thất bại thì chỉ còn cách quay lại làm lại. Mà nói mình trước đây biến thành người cá như thế nào nhỉ? Thử nhớ lại xem. Cảm giác thật kỳ diệu. Không có cảm giác của đôi chân, cũng không thấy lạnh. Hóa ra biến thành quái vật cũng không khó chấp nhận lắm. Mà người cá đi vệ sinh kiểu gì nhỉ? Thôi cứ dừng ở đây đi. Đã giọng tốt rồi thì hát một bài thôi, cũng nên tìm lại cảm giác ban đầu. Bài hát mới vừa phát hành chỉ mới nửa tiếng, dữ liệu đã bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Chỉ cần nghe qua bài hát của tam nhân đều như bị tẩy não mà điên cuồng chia sẻ. Đồng thời phía đội cửu vĩ hồ cũng nổ tung, lập tức cấm bài hát này trên mạng. Chết tiệt, lũ quái vật đó, đây là tiên chiến với chúng ta sao? Đúng vậy, tôi cũng nghe bài hát đó rồi. Đến khi tôi phản ứng lại, tôi đã chia sẻ cả vạn lần rồi. Đây có phải là 007 mới xuất hiện không? Đúng vậy, nhưng vẫn chưa xác định được hắn có phải là người hay không. Tạm thời định nghĩa là ma âm đi. Chúng ta đều bị tấn công bởi ma âm. Bây giờ mỗi người chúng ta đều có khả năng là 007 tiềm ẩn. Sở Dương thế nào rồi?
anh ấy không bị ảnh hưởng. Anh ấy dường như có sức đề kháng tinh thần vượt xa con người, nên loại tấn công ma âm này hoàn toàn vô hiệu với anh ấy. Này các cậu đừng vội tưởng tượng lung tung. Để tôi xem lại lần nữa. Tôi chỉ đeo tai nghe thôi. Với cả những thông tin mấy ngày nay các cậu ghi chép toàn bộ đều sai. 006 không phải nhện, mà là kẻ chết chóc. 007 cũng không phải một bài hát, mà là hải yêu. Sao cậu biết vậy? Cái này tôi đoán đấy. 007 tam nhân nhìn dữ liệu khủng khiếp của bài hát mới rất phấn khích. Nhưng ngay sau đó bài hát của cô đã bị gỡ xuống. Tại sao bài hát của tôi biến mất rồi? Bây giờ kiểm duyệt nghiêm ngặt vậy sao? Các người bắt tôi làm gì? Gọi bộ chỉ huy, mục tiêu 007 hải yêu đã bị bắt. Lập tức tiến hành hành động giam giữ. Đúng vậy chủ nhân, đã thối rữa thành bộ dạng này rồi. Cũng không biết có được không nữa. Thôi cứ thử xem sao. Nếu thành công, thì coi như món quà tặng vị đại nhân kia vậy. Nói xong, Phong Hậu lấy ra một khối tinh thể vàng, ném về phía một cái xác. Tinh thể nhanh chóng hòa hợp với cái xác. Thế giới của tôi chìm trong bóng tối. Đây có phải là cảm giác của cái chết không? Hóa ra không đáng sợ như tưởng tượng. Tiếng nước, tôi không phải đã chết rồi sao? Tại sao vẫn còn nghe thấy tiếng nước? Lạ thật, tôi không phải đã bảo 007 báo cáo tình hình mỗi ngày sao? Sao 3 ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Chẳng lẽ đã bị bắt rồi? Vậy cũng quá nhanh. Mới có mấy ngày thôi mà. Tiểu Bạch Mơ cũng không ngờ. Từ biến thành quái vật đến bị tống giam, 007 chỉ mất có 4 ngày. Đại nhân, ngài không phải vẫn luôn nghiên cứu về bất tử sao? Tôi đã chuẩn bị cho ngài một bất ngờ. Tôi tin chắc ngài sẽ hài lòng. Nếu ngài có thời gian, xin hãy đến Nam Lan cả một chuyến. Được. Đại nhân, 004, không phải ngươi nói có quà muốn tặng ta sao? Đại nhân, đây chính là món quà tôi chuẩn bị cho ngài. Như ngài thấy đấy, hắn chính là người dẫn đầu bắt tôi mấy hôm trước. Hắn không phải đã chết rồi sao? Vâng, thưa đại nhân, nhưng tôi đã dùng năng lực ngài ban cho để hắn thông qua hóa kén mọc ra xương thịt mới. Giờ đã được tôi hồi sinh. Ngay cả dấu hiệu sinh mệnh cũng đã phục hồi hoàn toàn. Chỉ là tôi không thể khôi phục ý thức của hắn, giống như người thực vật, không tỉnh lại được. Hiện giờ hắn là cận vệ phong của tôi, nhưng vì không có ý thức, nên tôi cũng không thể điều khiển hắn. Với tôi bây giờ, hắn chẳng có tác dụng gì. Nên ngươi định dâng hắn cho ta làm nguyên liệu. Vâng, thưa đại nhân, dù sao thứ như xác sống cũng tương đối hiếm thấy. Loại này của thật lần đầu thấy. Không biết sẽ có tác dụng gì. Lấy một ống máu về nghiên cứu kỹ vậy. Nói xong, Tiểu Bạch vẫy tay, một con rối lập tức xuất hiện. Hắn lấy ra ống tiêm, định đâm vào cơ thể người kia để lấy máu. Nhưng ống tiêm đâm xuống lại không xuyên qua được. Đây là sao? Chẳng lẽ vì hắn đã bị biến thành cấm vệ phong, nên da mới trở nên cứng rắn đến vậy? Tiểu Bạch thấy thế lại vẫy tay, một sợi tơ bắn ra, đâm thủng một lỗ nhỏ trên da cấm vệ phong. Con rối thấy vậy lại lấy ống tiêm ra, đâm vào lỗ nhỏ, bắt đầu hút máu. 4 ống chắc là đủ rồi. Đừng hút chết nó nhé. Phong Hậu nhất định phải chăm sóc tốt nó. Trước khi thí nghiệm của ta chưa xong, đừng để nó chết. Vâng, thưa đại nhân. Nếu nguyên liệu Phong Hậu đưa lần này thật sự nghiên cứu ra được thứ gì, coi như cô có công lớn. Lạ thật, dạo này lũ này ngoan ngoãn hẳn. Ngay cả 002 nguyên nhân và 001 độ nhà cũng nói đã tìm được nhiều nguyên liệu quý. Bọn nhóc đã lớn rồi sao? Kệ đi, vẫn nên đi nghiên cứu thuốc mới trước đã. Đưa nó về sao huyệt đi. Nhớ chuyển glucose và dịch dinh dưỡng cho nó. Nhất định phải trông chừng nó. Bây giờ nó không thể chết. Vâng, thưa chủ nhân. Cơ thể tôi ngứa quá. Chẳng lẽ người chết rồi cũng có thể thấy ngứa sao? Không đúng, trực giác của tôi đang dần khôi phục. Đây là đâu? Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi là ai? Ái cha, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Đúng là không thể tin nổi. Này cậu bé, cậu còn nhớ mình là ai không? Không nhớ nổi. Vậy thì dễ rồi. Xem tài liệu chút đi. Trong đó có tất cả những gì cậu muốn biết. Nói xong, người đàn ông xem kỹ nội dung bên trong. Dương Ngôn, 28 tuổi. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Bắc Lĩnh. Hiện là đội trưởng đội 1, Cục Công an thành phố Bắc Lĩnh. Đã kết hôn, có một con trai gần 4 tuổi. Hừ, đội cử Vĩ Hồ phải không? Dám đánh sập hang ổ của ta. Đợi đây, ta sẽ gửi cho các người một bất ngờ ngay bây giờ. Cận vệ Phong Dương nói, sau khi xem xong tài liệu thì đi gặp các đồng đội cũ của anh đi. Đây chính là 007 Hải Yêu sao? Sao tôi cảm thấy cô ta giống mỹ nhân ngư nhỉ? Cô ta đúng là Hải Yêu. Con quái vật này có giọng hát với sức tấn công ma âm cực mạnh. Cô ta có thể thông qua tâm trạng khi hát để điều khiển hành vi của người bị tấn công. Ví dụ như khi 007 hát mà nảy sinh ý định giết người,
thì bất kỳ ai nghe thấy giọng hát của cô ta đều sẽ lập tức giết chết người bên cạnh với tốc độ nhanh nhất. Vậy nếu bên cạnh người bị điều khiển không có ai thì sao? Vậy thì người bị điều khiển sẽ tự sát. May mà 007 dường như không có phương thức tấn công khác, ít nhất là chưa thể hiện ra. Ngoài ra, cấu trúc bên trong cơ thể của 007 tương tự như 002, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Phần dưới của 007 có thể chuyển đổi giữa hai chân và đuôi cá, cũng có thể sống dưới nước. Không ngờ, lần này chúng ta lại dễ dàng bắt được cô ta như vậy. Tôi luôn cảm thấy việc này quá khó hiểu, có vẻ quá thuận lợi. Thuận lợi chẳng phải tốt sao? Nhưng mà nói đến, 007 này hình như tôi đã từng gặp ở đâu rồi. Đúng rồi, đây không phải là cô Tây, chuyến hát trên mạng. Con trai tôi rất thích giọng hát của cô ta. Kỳ lạ là trước đây tôi cũng từng nghe bài hát của cô ta. Lúc đó hình như cũng không có tình huống đặc biệt gì. Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là trước đây cô ta không sử dụng tấn công ma âm. Khả năng thứ hai là trước đây cô ta không thể sử dụng tấn công ma âm. Hai khả năng này có gì khác biệt không? Sự khác biệt là rất lớn. Nếu là không thể sử dụng thì đại diện trước đây cô ta không có năng lực này, là trong khoảng thời gian này đã xảy ra một số biến hóa khiến cô ta có được năng lực này. Nếu là như vậy, tình huống của cô ta giống như những người cá mà Sở Dương nói, vốn là con người, là tự nguyện hoặc bị ép buộc, bị người khác biến thành quái vật. Ý của anh là có người đang liên tục tạo ra những quái vật này. Những quái vật này đều do con người tạo ra, làm sao có thể? Tôi cũng cảm thấy không thể nào. Vì vậy bây giờ chúng tôi đang tập trung điều tra về những người mà 007 đã tiếp xúc trong khoảng thời gian này. Số lượng mục tiêu 247. Nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu. Ai đấy? Đứng im đừng động đậy. Giơ tay lên. Không ổn rồi. Sự kiện số 4. Tất cả mọi người lùi lại. Cái gọi là sự kiện số 4 chính là có quái vật tấn công được kích cửu vĩ hồ. Lại là một con quái vật không có hồ sơ ghi chép. Cảnh sát trưởng Dương là anh sao? Được rồi, xem ra anh không phải Dương Ngôn, chỉ là một con quái vật mang dáng vẻ của anh ta. Số lượng mục tiêu 247. Nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu. À, chết tiệt. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy? Là vì chúng ta bắt hải yêu sao? Lập tức truyền lệnh đội 2, đội 3 tiến về phía nơi giam giữ tạm thời. Ngay lập tức truyền 007 đến khu vực giam giữ đã định. Đội 1 kiếm chân con quái vật đó. Tất cả mọi người nghe lệnh, từ bỏ tấn công. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Xét từ góc độ con người, anh thuộc cấp bậc gì? Xét từ góc độ con người, vậy thì tôi chắc là yếu nhất. Vậy xét từ góc độ quái vật thì sao? Anh thuộc cấp bậc gì? Giống như anh vậy, cùng là yếu nhất. Con quái vật này quá mạnh, xem ra chỉ có quái vật mới đối phó được với quái vật. Các anh em, đừng lãng phí thời gian mà Sở Dương dành được cho chúng ta. Tiếp tục rút lui, ít nhất phải đem tế bào chết xuất từ người cá mang về, chỉ có sự tăng cường thế kỷ, sau này chúng ta mới có sức chiến đấu. Gọi 004 nữ vương, là Dương Ngôn đấy à? Thế nào tìm được? Tổng hành dinh cửu vĩ hồ chưa? Đã tìm được rồi. Giết bao nhiêu người? 345 người. Bao nhiêu nói lại lần nữa? Bỏ sót 11 người. Không phải người đã tiêu diệt toàn bộ đại đội cửu vĩ hồ rồi sao? Khá lắm, một mình ngươi đã tiêu diệt toàn bộ đại đội cửu vĩ hồ. Thật đáng sợ, một cấm vệ phong lại mạnh như vậy. Vậy ta có làm quá đáng không? Đúng rồi nữ vương, tại đây ta còn phát hiện một người nữa. Là ai? Là Sở Dương phải không? Người đàn ông kia, không cần quản hắn, thả hắn đi. Không, ta nói là một người phụ nữ. Phụ nữ? Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Dương Ngôn trở về, phía sau còn dẫn theo một cô gái. Nữ vương. Ồ, là Dương Ngôn trở về rồi à? Đây là người phụ nữ ta phát hiện tại tổng hành dinh cửu vĩ hồ. Người là ai? Ta có lẽ là người loài người. Người loài người à? Vậy tìm chỗ nào đó chôn đi. Khoan đã, thực ra ta không phải là người loài người. Vậy à, tìm chỗ xa một chút chôn đi. Lúc cô gái đang ngơ ngẩn, Dương Ngôn đột nhiên vác cô ấy lên đi ra ngoài. Ngay lúc đó, cô gái bỗng mở miệng hát. Nghe tiếng hát của cô ấy, cơ thể Dương Ngôn bỗng đứng im. Dương Ngôn, người đang làm gì vậy? Còn không buông cô ta ra nói gì? Dương Ngôn đột nhiên quay đầu lại. Cùng một lúc, vài cái nhọn đen hiện ra, vài tên cấm vệ phong đằng sau phong hậu đồng thời tấn công bao vây phong hậu. Hành động này khiến phong hậu vô cùng tức giận. Các người muốn phản loạn sao? Không hiểu vì sao 10 tên cấm vệ phong có ánh mắt đờ đẫn. Đây là tấn công tinh thần, can thật đấy. Tại địa bàn của ta, dám khống chế người của ta, khốn nạn. Các người quên rồi sao, ai mới là chủ nhân của các người? Tất cả lui ra. Người đến cùng là ai? Ta là người tuân theo định mệnh, nhờ duyên may mà được vị đại nhân kia cứu thoát.
được tái sinh. Vị đại nhân kia, chẳng lẽ là Ngạo Tư Thần Vũ đại nhân? Ta tưởng là con cá chết kia làm ra, không ngờ lại là đại nhân. Ngạo Tư Thần Vũ đại nhân đã ban cho ngươi năng lực này, nhưng ngươi lại bị bọn Cửu Vĩ Hồ bắt được. Không trách vị đại nhân kia không nhắc đến ngươi với chúng ta, hẳn là ngươi chỉ là một sản phẩm thất bại thôi. Nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ ngươi và ta giống nhau? Đừng đem ta so sánh với ngươi. Ngươi có tư cách gì để so sánh với ta? Nhìn vì ngươi cũng là sản phẩm của vị đại nhân kia, ta sẽ không làm khó ngươi. Nhưng nếu ngươi biết điều một chút, thì hãy tìm chỗ nào đó vắng vẻ tự vẫn đi. Lần sau ngươi sẽ không có vận may như thế đâu. Đại nhân, nếu có thời gian, hãy đến khu nhà máy ở Nam Vạn cả một chuyến. Tại đó ta đã chuẩn bị một điều bất ngờ cho ngài. Được rồi. Đại nhân xem này, đây chính là món quà ta chuẩn bị cho ngài. Ngươi chắc đây là điều bất ngờ ngươi chuẩn bị cho ta sao? Vâng, đại nhân, chẳng lẽ ngài không thích sao? Thật là tạo nghiệt đấy. Tất cả đều do ngươi làm ra. Đại nhân oan cho ta quá. Ngài thấy ta có giống người như vậy không? Vậy họ là? Họ là một gia đình ba người. Người cha mắc bệnh bạch cầu, người mẹ được chẩn đoán ung thư cách đây 2 năm. Chỉ có đứa con trai là bình thường. Nhưng không lâu trước đó, cha mẹ của cậu ta đã chết vì tai nạn xe hơi. Và cậu thiếu niên đó đã vô tình ngã xuống cầu thang mà chết. Khi đang đi xuống, cha mẹ đã chết quá 24 giờ. Còn cậu con trai chết được 12 giờ. Thật là một gia đình đa đoan khổ. 002, anh đi trước đi, tôi cần nghiên cứu kỹ hơn một mình. Vâng, đại nhân. Cặp vợ chồng này đã chết quá lâu rồi, nhưng đứa trẻ này vẫn còn ổn. Vậy ta sẽ chọn nó. Năng lực của Ngạo Tư đại nhân thật kinh khủng. Cuối cùng cả gia đình chúng tôi cũng được giải thoát. Đúng vậy, đại nhân đã ban cho chúng tôi một cuộc sống mới. Chúng tôi nên báo đáp đại nhân mới phải. Cha mẹ ơi, bây giờ thì tốt rồi. Cả gia đình chúng ta cuối cùng có thể ở bên nhau mãi mãi. Cảm giác của đại nhân thật tuyệt vời. Ô cô gái xinh đẹp, một mình ở đây lúc nửa đêm làm gì vậy? Để anh đồng hành với em nhé. Em thích không? Sao lại không thích chứ? Thích thì đến gần hơn nào. Số hiệu 008 Tam Sư có khả năng bay lượn, có thể phát ra sóng âm thanh tấn công phá hủy mục tiêu. Hệ thống thính giác có thể kiểm soát dòng máu trong phạm vi 60 mét. Máu còn có tính xâm lấn và lây nhiễm cực mạnh. Những người bị nhiễm có thể thừa hưởng một phần năng lực. Tác dụng phụ là sợ ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, 008 ở các hình thái khác nhau sẽ có mức độ suy yếu cơ thể khác nhau. Ở trạng thái nam giới trưởng thành, 008 có thể phát huy năng lực tối đa. Đồng thời ngoại hình cũng giống ma cà rồng nhất, cực kỳ sợ ánh sáng mặt trời. Ở trạng thái thiếu niên, 008 chỉ có thể phát huy một nửa năng lực và chỉ biểu hiện một nửa dấu hiệu. Ma cà rồng cực kỳ yếu ớt dưới ánh sáng mặt trời, nhưng lại không cảm thấy đau đớn. Ở hình thái phụ nữ trưởng thành, 008 sẽ mất hoàn toàn năng lực. Mọi dấu hiệu sự sống đều giống như người bình thường, có thể hoàn toàn bỏ qua ánh sáng mặt trời. Quý ông quý bà, hãy đi nhanh lên. Cuộc đại tử sát ban đêm đã bắt đầu. May mà lần này thuốc ma cà rồng không gặp sự cố. Nhưng lần này có thể suôn sẻ như vậy, đó là nhờ bạch cầu trong cơ thể người phụ nữ đó và bệnh bạch cầu trong cơ thể người đàn ông kia. Tôi đã thêm tế bào não của hai người vào thuốc, nên 008 mới xuất hiện ba nhân cách hình thái khác nhau. Cuối cùng cũng thành công tạo rồi. Ra được quái vật đầu tiên có khả năng tái tạo tế bào vô hạn, không già không chết. Thật may mắn có 002 tìm được thứ này cho ta. Lần này ghi nhận công lao lớn cho hắn. Ngạo Tư đại nhân, cứu tôi với. 008 đã điên loạn rồi. Ngươi còn chưa xong à? Ta và ngươi không cùng đường. Lời này nói không đúng rồi. Nếu không phải ta đưa ngươi đến chỗ đại nhân, làm sao ngươi có được năng lực như bây giờ? Đó có phải là lý do ngươi giết chồng và con trai ta không? Đó có phải là lý do ngươi giết vợ và con trai ta không? Đó có phải là lý do ngươi giết ta và cha mẹ ta không? Đại nhân à, chuyện nhỏ nhặt này tôi xin miễn bàn, tôi sẽ đi trước vậy. Các người có xong chưa? Đúng rồi, 008, ta đã đặt cho người một vé máy bay đến Bắc Mỹ. Ta nghĩ nơi đó sẽ thích hợp hơn cho sự sinh tồn của ngươi. Tuyệt quá. Cuối cùng cũng có thể đi du lịch với cha mẹ rồi. Tôi phải về lập kế hoạch ngay đây. Nói đến chuyện này, đã lâu rồi mà vẫn không có tin tức gì từ 007. Chẳng lẽ thật sự đã bị bắt rồi? Chẳng lẽ ta đã đi sai hướng rồi sao? Khỉ thật. Chẳng lẽ ta đã bị lưu đày như vậy sao? Giữa đại dương mênh mông này mà không có la bàn, khi nào tôi mới có thể lên bờ vậy? Thôi bỏ đi, không cần cứ bơi tiếp như thế này. Sớm muộn gì cũng sẽ nhìn thấy lục địa. Cứ thế, 007 vừa bơi vừa hát. Không biết trôi qua bao lâu, may mắn thay, cô nhìn thấy một chiếc tàu. Cô ta liền hát một bài hát để gây sự chú ý của đối phương. Nhưng không lâu sau, chiếc tàu đó đã chìm. Đoạn phim cuối cùng trước khi tàu chìm được một thủy thủ tỉnh táo gửi về quốc gia của anh ta. Vì vậy, quốc gia đó đã lập tức thành lập một nhóm điều tra siêu nhiên, thậm chí còn cử hạm đội và tàu ngầm để tìm kiếm. Nhưng thực ra họ không cần phải tốn sức tìm kiếm, bởi vì 008 đã ở nơi đó rồi. Thật là mong đợi. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời. Hoa Hạ, đứng lại. Người biết đây là đâu không?
Khi tôi vừa xuống máy bay, các người đã chặn tôi lại. Tôi đã nói rằng tôi không hiểu rồi. Tại sao các người không hiểu vậy? Bởi vì không ai hiểu. Vậy thì tôi phải thay đổi sang cách mà mọi người đều có thể hiểu. Thưa quý ông, quý bà, hãy nhanh chân lên. Cuộc tàn sát ban đêm bắt đầu rồi. Những thứ mà ta tạo ra, không có một thứ nào khiến ta yên tâm cả. 001 quạ đen đang truy sát 005 diện bích giả, 004 phong chúa thù địch với 002 ngư nhân, và cũng là loài cá, 007 hải yêu, 008 thi nhân chỉ muốn giết 002. Duy nhất không liên quan đến cuộc xung đột này chỉ có 003 Vương Hạo Nam mà thôi. Đúng rồi, ta suýt quên mất 003, một sự tồn tại mà ngay cả ta cũng có thể người bỏ qua. Người khác chắc chắn cũng sẽ không để ý đến anh ta. Nói cho cùng, điều này cũng phải ghi công cho chính 003. Tính cách ngoan ngoãn, chất phác, 003 vẫn là người khiến ta yên tâm nhất. Nếu những người khác cũng như vậy thì tốt biết bao. Sau này ta sẽ chỉ nuôi dưỡng 003 thôi. Ngoại tư đại nhân, không xong rồi, 003 gặp chuyện rồi. Ngậm miệng lại. Miễn là ngươi không nói thì người hâm mộ sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Thật là miệng lưỡi gỗ. Vừa về đã có chuyện rồi. Mới đây vẫn còn yên ổn mà. Ta phải đi trốn thôi. 001 hóa thân thành thiếu nữ quay trở lại phòng, nhưng phát hiện Tiểu Bạch đã biến mất. Trong phòng không có một ai, chỉ còn lại một tờ giấy nhỏ. Có vẻ như bệ hạ không thể ra tay rồi. Với tư cách là thuộc hạ, bây giờ là lúc phải giúp bệ hạ giải quyết phiền não. Tất cả đều có. Bệ hạ ra lệnh, tất cả mọi người hãy lập tức buông công việc đang làm, vây giết phản đồ 009. Thí nghiệm của 008 đã thành công, khiến ta nắm được gen bất tử. Nhưng nguyên liệu vẫn chưa đủ. Đã đến lúc tạo ra một quái vật có thể sản xuất nguyên liệu. Hy vọng thuốc được tạo ra từ máu của 008 Tam Sư và 004 sẽ mang lại điều bất ngờ cho ta. Và như vậy, 009 hỗn loạn phân liệt được tạo ra. Mã số 009 hỗn loạn phân liệt. 009 là một sự tồn tại phá vỡ lẽ thường, sở hữu thân thể bất tử bất diệt, trên cơ thể không có bất kỳ điểm yếu nào. Và hơn nữa, cơ thể sẽ định kỳ phân liệt ra các vật thể ngẫu nhiên, chẳng hạn như con rắn cắn đuôi trên cổ, chính là vật phân liệt của ý. 009 vật phân liệt tiểu xà. Một con rắn liên tục cắn vào đuôi mình, co quắp thân mình lại. Sở thích là siết chặt cổ 009. 009 vật săn mồi. Một khi hắc kỳ được phóng ra, nếu không có mục tiêu tập trung, nó sẽ không dừng lại. Sức mạnh đủ để xuyên qua tâm mặt trời và không thể bị phá hủy. 009 vật săn mồi. Con sâu trắng ký sinh trong cơ thể 009 sẽ khiến năng lực cơ thể 009 được nâng cao phi thường, nhưng phải liên tục cắn nuốt vật ký sinh. 003, người có biết khi chim non trưởng thành, chim ưng trưởng thành sẽ làm gì không? Rất đơn giản. Chúng sẽ đẩy chim non xuống vực thẳm, hoặc là chết ngay, hoặc là sẽ bay cao. Ngươi không hiểu lẽ tự nhiên loại trừ sao? Trong một bầy đàn, kẻ yếu đuối và vô năng sẽ bị loại bỏ một cách tự nhiên. Chỉ có những kẻ sống sót cuối cùng mới là đại diện của bầy đàn. Nhưng ta khác với các ngươi. Ta là tác phẩm xuất sắc nhất của đại nhân. 009, ngươi thậm chí còn hại đồng bạn. Ngươi cứ đợi đấy, 001 đã quay về tìm đại nhân rồi. Ngươi chết đi. Thật không may phải không? Đây chính là ý của đại nhân đấy. Ngươi tự xem này. Đây là mật hiệu mà đại nhân để lại cho ta. Ngươi không cần nghi ngờ, đại nhân không thể ra tay trực tiếp. Ngài đã dùng mật hiệu để báo cho ta rồi. Trên thế giới này, chỉ có một mình ta mới có thể đọc được mật hiệu của đại nhân. Sự sống còn của loài mạnh nhất, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, kẻ vô năng nên bị xóa sổ. Nói thật, các ngươi sống quá thoải mái rồi. Bởi vì không ai có thể làm đối thủ của các ngươi. Đại nhân tạo ra ta, chính là để tăng độ khó cho trò chơi của các ngươi. Ngươi có thể cố gắng vùng vẫy xem sao, xem có thoát được không nào. Khoan đã, cái này cũng gọi là mật hiệu à? Liệu đại nhân có ý muốn để ngươi chết không? Không thể nào, ta là tác phẩm đáng tự hào nhất của đại nhân mà. Đại nhân chỉ cần có một mình ta thôi, cho nên cái chết ấy chắc chắn là dành cho các ngươi. Này nhà mày đóng hộp, chúng ta chơi chút nhé. Thằng khốn nào dám gọi ta như vậy? Nguyên lai là người, tên chuột già này. Nói xong, 009 liền rút phi kiếm ra. Phi kiếm trong nháy mắt xuyên qua thân thể của 005. Nhưng rất nhanh, 005 đã khống chế kim loại sửa chữa lại lỗ hổng trên người. Phải nói nhà máy đóng hộp cũng chỉ có chút thực lực này thôi. Còn tự xưng là sinh vật hoàn mỹ nhất cũng không biết xấu hổ. Vốn dĩ ta định để ngươi lại cuối cùng, không ngờ ngươi lại đến thứ hai. Không có cách nào, đây là mệnh lệnh của người đó. Người đó muốn tự tay giết kẻ phản bội. Ai dám chậm trễ? Người muốn giết ta? Đừng đùa nữa, ta chính là bất tử chi thân. Người lấy tư cách gì cho rằng người có năng lực giết chết ta? Vẫn chưa hiểu sao, người đó thực sự muốn giết chết chính là các người đấy. Đồ ngu. Giết không chết ta có thể học tập bọn cửu vĩ hồ kia. Thu nhập ngươi. Ủa sao ta lại tách ra một miếng kẹo vậy? Có lẽ hắn muốn người chết ngọt ngào hơn một chút đấy. Đáng tiếc, ở đây không có kim loại có độ cứng cao hơn để sử dụng.
Trong cơ thể hắn có ngân tuyến trùng, chỉ là bê tông vẫn chưa đè được hắn. Này 002, ngươi còn muốn đứng đó nhìn đến bao giờ? Chết tiệt, bọn chúng cứ như mờ hắc vậy. Da dày thịt béo, ta đánh nhau với chúng, chúng rớt ra, còn ta thì mất mạng đấy. Thôi không quan tâm nữa, đã đến rồi thì đến luôn. Mọi người đều đến cả rồi, hôm nay đủ náo nhiệt đấy. Nói đi, phong thần vệ đại nhân. Phong lập tức giơ cao cánh diều, bao vây 009. Mọi người đều đến cả rồi, đây quả thật là vinh hạnh. Ta ăn cái kẹo trước đã, chư vị không phiền chứ? Dù sao cũng là rớt từ trên người ngươi xuống, ngươi thích ăn thì cứ ăn đi, ăn xong rồi an tâm lên đường. Ta rõ ràng đã nói ta là bất tử rồi mà. Ồ, viên kẹo này lại là vị sầu riêng. Không tệ, đây chính là vị ta thích. Không đúng, viên kẹo đó có đặc tính. Nhanh móc nó ra. Ta vốn định xáo các ngươi thành một nồi, không ngờ lần này lại là kẹo dịch chuyển ngẫu nhiên. Chư vị rất tiếc, lần này không thể thoải mái rồi, đều rửa sạch rồi. Hãy đợi ta, lần sau chúng ta lại giết lẫn nhau nhé. Xem ra vấn đề trở nên rắc rối rồi. Nhưng ngươi có vẻ hoàn toàn không gấp gáp gì cả. Gấp gáp, làm sao ta có thể không gấp chứ? Chỉ là trước khi đối phó với 009, ta còn có một món nợ phải tính với người đã từ ngư đầu. Nói như vậy, ta cũng có một món nợ phải tính với người. Đúng là dịch chuyển ngẫu nhiên mà, coi như là thưởng thức toàn cảnh trái đất vậy. Đáng tiếc nhiệm vụ thần vũ giao cho ta không hoàn thành được. Ta về phải báo cáo thế nào đây? Lạ thật sao ta vẫn chưa hạ cánh? Này đại ca, là tôi đây, tôi đang ở trên trời. Đúng rồi, gió hơi lớn, tín hiệu cũng không tốt lắm. Đại ca, anh có thể nghe rõ tôi đang nói gì không? Gần đây táo bón của anh đã khỏi chưa? Cái gì, anh nói cái gì? Cần cần là ba chấm nước bên cạnh, nói rằng tôi sắp rơi xuống. Không hổ danh là lão đại, thậm chí ngay cả chuyện tôi rơi xuống biển cũng đoán trước được. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp, dù sao chữ vẫn có thể tách ra thành một nét và một vật. Hội sư đại nhân, điều này ám chỉ rất hợp lý. Vậy phía trên chữ lại có ý nghĩa gì đây? Một ngang một chấm, phía dưới là cung. Chờ đã, chẳng lẽ một ngang một chấm thực ra là một hình ảnh? Ý chỉ tôi có thể cưới hắc kiếm quay về. Hợp lý, quá hợp lý. Không hổ danh là lão đại, lại có thể nghĩ ra việc lợi dụng đặc tính tuyệt đối bắt chúng của hắc kiếm. Để tôi quay về, hắc kiếm đi thôi, dẫn đường đến quán cà phê của lão đại. Đã là cách quay về cũng nằm trong dự liệu của lão đại. Vậy chữ phía dưới một chấm một ngang, chắc chắn là chỉ bảo tôi sau khi về tiếp tục thực hiện công vụ. Yên tâm đi lão đại, tôi lập tức quay lại ngay đây. Hiếm khi hôm nay thời tiết không tệ, buổi trưa yên tĩnh thư thái như vậy, chỉ là không có mấy vị khách. Ôi chao, đúng là vị khách hiếm. Vốn còn đang nghĩ không biết có nên đi tìm anh ta không, ngờ anh ta lại tự mình đưa tới cửa. Điều này đã giúp tôi bớt không ít phiền phức. Ngài là ngay hẳn là đã gặp tôi rồi. Tôi hẳn cũng đã gặp ngài rồi, nhìn dáng vẻ này là đến với ý đồ không tốt rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là lần duy nhất là ở trước cửa khách sạn Nam Yến, nhưng đó chỉ là lướt qua vai nhau mà thôi. Anh ta không nên nhớ ra tôi mới đúng chứ, rõ ràng là nhắm vào tôi mà đến, chẳng lẽ tôi đã bị lộ rồi sao? Xem ra ngài đến đây là có chuẩn bị. Ngài có thể thử dùng tơ của mình cắt thử xem, chỉ cần một sợi tơ sai, tất cả bom sẽ nổ tung ngay lập tức. Đừng nhìn nó không nhiều, đây đều là tinh hoa cô đặc, chỉ với lượng này thôi đủ để phá hủy cả một tòa nhà lớn trong nháy mắt. Ngoài ra quả bom này tổng cộng có 3 cách kích hoạt. Một là người bên ngoài điều khiển từ xa, hai là dấu hiệu sinh mạng của tôi biến mất, ba là ngài cắt xài bất kỳ một đường dây nào, nó đều sẽ nổ tung ngay lập tức. Tiểu Bạch âm thầm triệu hồi ra một con rối, bắt đầu nhanh chóng tiếp cận sở nương. Tôi khuyên ngài tốt nhất đừng làm vậy. Tôi có thể nghe thấy, ngài không cần phải căng thẳng, tôi chỉ đến để thương lượng điều kiện thôi. Chi mệnh giả, tôi ghét bị người khác đe dọa, không tính là đe dọa đâu, đây chỉ là một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu tôi không làm vậy, vậy thì đến gặp ngài chỉ là đi chịu chết mà thôi. Nếu những gì anh ta nói đều là thật, vậy thì một khi quả bom cấp độ này nổ, tôi quả thực có khả năng sẽ chết. Bây giờ cũng không thể dùng tơ để điều khiển nó, một khi bị người bên ngoài điều khiển từ xa kích tôi cũng sẽ tiêu đời. Vậy thì nói chuyện đi, nhưng trước đó tôi muốn hỏi anh, làm sao anh biết được thân phận của tôi? Về chuyện này tôi không muốn thảo luận, tôi đã nói tôi đến để nói chuyện mà. Chúng tôi chỉ muốn hỏi anh, mục đích của tất cả những việc này là gì? Lần cược lớn nhất của anh là gì? Đến gặp anh chính là canh bạc lớn nhất của tôi. Thật sao? Lần cược lớn nhất của tôi là 330.000. Tôi cược mạng sống của mẹ tôi, kết quả là tôi thua tan tác. Tôi đưa tiền cho bệnh viện, hy vọng vào người khác, nhưng họ đưa cho tôi một giấy báo tử. Điều này chẳng phải vừa đáng thương vừa buồn cười sao? Sau đó, tôi không thích có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Vì vậy tôi muốn có được quyền năng tối cao. Khi thần chết vung lưỡi hái về phía người thân của tôi sẽ chặt đầu hắn trước. Cách để đánh bại tử thần là trở thành tử thần, cách để phá vỡ số mệnh là trở thành số mệnh. Lý do này có đủ thuyết phục không? Như vậy mọi thứ cũng đều có thể giải thích được. Chỉ cần giải quyết thì sẽ không còn quái vật mới xuất hiện nữa. Anh thực sự chắc chắn chứ? Tôi không chắc lắm. Nếu anh đoán sai thì sao? Vậy cũng tốt hơn là không làm gì cả. Anh muốn làm gì? Hãy cùng chết ở đây với tôi. Tôi cũng có ý định đó, nhưng tôi cũng đã nói tôi đến đây để thương lượng. Vậy thì hãy nói điều kiện của anh đi. Điều kiện của tôi là triệu hồi tất cả quái vật của anh về, hoặc đơn giản là hủy diệt chúng. Vậy thì tôi sẽ được gì? Một bản án chung thân. Điều kiện của tôi chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu anh từ chối thì chúng ta hãy cùng chết ở đây. Chẳng có chút thành ý nào cả. Sở Dương, tôi phải nói rằng anh thực sự quá ngây thơ. Anh thương lượng với chi mệnh giả thì người thua chỉ có thể là anh, bởi vì tôi chính là vị thần điều khiển số mệnh.
Tiếng gì vậy? Giờ mới nhận ra à? Đã quá muộn rồi. Chủ nhân, tôi đến muộn rồi. Không muộn, đến đúng lúc lắm. Các tổ chức lớn hành động nhanh thật đấy. Đã nhanh chóng tìm đến tôi như vậy. Vì mọi người đều thích chơi như vậy, thì tôi sẽ chơi với các người một trận ra trò. Màn kịch vừa mới mở ra, các người đã muốn hạ màn rồi sao? Chẳng phải nên biểu diễn một chút trước à? Ngài hãy đi trước, tôi sẽ cản bọn chúng lại. Không cần phải phiền phức vậy đâu. Sở Dương, lúc này tôi có nên nói một câu đứng im không nhỉ? Các người đã bị bao vây rồi. Kế hoạch thất bại rồi, nhanh chạy thôi, tôi đã nói rồi. Lần đánh cược này, người thua chắc chắn là anh. Thưa ngài, tôi sẽ bắt chúng ngay bây giờ. Đừng đuổi theo kẻ cùng đường. Chúng đến đây, chắc chắn còn để lại những tay trời khác. Tết còn chưa đến, tôi không muốn xem pháo hoa sớm đâu. Xem ra căn cứ này đã bị lộ rồi. Thưa ngài, quán cà phê này của ngài chẳng phải lúc nào cũng lộ sao? Mục đích mở quán của ta không phải để kiếm tiền. Nhưng những điều này không quan trọng. Điều thực sự rắc rối là kế hoạch tiếp theo của họ. Nếu họ thực sự quyết tâm đánh đổi mạng sống, sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, thì chúng ta sẽ tiêu đời. Đi nhanh theo tôi quay lại một chuyến. Quái vật không còn nữa, tôi vẫn có thể tạo ra lại. Nếu ma hồ bị nổ tung thì tất cả sẽ kết thúc. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải mang ma hồ đi. Điều hoa cũng phải mang đi, dù sao cũng nuôi lâu như vậy rồi. Còn những thuốc dở dang này thì không lấy nữa, cho dù có người uống cũng không sao. Nhiều lắm là thêm vài vật thí nghiệm bị đóng dấu trung thành thôi. Thưa ngài, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Con người rốt cuộc vẫn có điểm yếu. Hoặc là người thân, hoặc là bạn bè, hoặc là người hoàn toàn xa lạ. Nếu chúng ta lấy toàn bộ người dân thành phố Bắc Lăng làm con tin, người nghĩ bọn chúng dám đánh cược không? Từ góc độ của bọn cửu vĩ hồ kia, chúng nhất định sẽ kiêng dè không dám hành động. Dù sao chúng cũng là cơ quan nhà nước, chúng phải cân nhắc đến sự an toàn của nhân dân, cho nên chúng không thể sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt được. Vì vậy tiếp theo tôi định bắt cóc cả thành phố Bắc Lăng. Ngươi nghĩ điều này có khả thi không? Từ góc độ của loài người mà nói, đương nhiên là không thể. Nhưng từ góc độ của quái vật, mọi thứ đều có thể. Không ổn rồi. Bay quá nhanh, không phanh kịp. Hy vọng sếp không nhìn thấy. Không thì nguy to. Trời ơi, đây là trộm vào à? Lạ thật, chẳng lẽ sếp chuyển nhà rồi sao? Xem ra lần này sếp chuyển nhà rất gấp, đến cả thuốc cũng quên lấy. Này sếp, sếp chuyển nhà rồi à? Sao không báo cho tôi một tiếng? Mấy lọ thuốc này của sếp phải làm sao đây? Sếp có cần tôi mang đến nhà mới không? Không cần nữa, đem cho chó ăn đi. Không có việc gì thì đừng gọi cho tôi nữa. Cho chó ăn, cho chó ăn, tất cả đem cho chó ăn. Bom đã lắp đặt xong xuôi trong toàn bộ tòa nhà, nhưng làm sao người chắc chắn chi mệnh giả nhất định sẽ xuất hiện ở đây? Chuyện này người không cần lo lắng, là do một người cầm nhật ký tương lai nói với ta. Phía các người lục soát thế nào rồi? Đội trưởng, chúng tôi đã lục soát xong phía này, tất cả tài liệu quan trọng đều biến mất, thông tin trong máy tính cũng bị xóa sạch, hiện tại vẫn chưa phát hiện manh mối gì. Nhưng chúng tôi tìm thấy cái này. Đây lại là cái gì? Tôi cũng không rõ, nhưng khi tôi vừa phát hiện, bên trong còn chẳng có gì cả. Đến khi tôi quay lại thì xuất hiện một viên kẹo. Kẹo xuất hiện từ hư không sao? Thật không thể tưởng tượng nổi. Vẫn nên mang về tổng bộ trước đã. Nó chắc hẳn có giá trị nghiên cứu không nhỏ. Ngài đã bảo tôi cho chó ăn rồi. Xem ra trong mắt ngài, bọn thí nghiệm chúng tôi chắc cũng chẳng khác gì lũ chó. Chỉ có mình tôi mới thực sự hiểu được ý của ngài thôi. Bắt được nhiều chó con như vậy chắc là đủ dùng rồi. Đây là nơi nào vậy? Đầu đau quá, cảm giác như bị chó gặm vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi bị bắt cóc sao? Có ai ở đây không? Cứu mạng, tôi khuyên anh tốt nhất đừng la hét nữa. Nếu dẫn người bắt chúng ta tới đây, anh sẽ là người đầu tiên bị họ xử lý đấy. Anh nói gì cơ? Khó hiểu lắm sao? Cũng phải thôi, dù ai cũng có não, nhưng không phải ai cũng biết dùng. Để tôi nói những gì tôi biết trước nhé. Tôi đang ở Hải Nam, một người trông có vẻ không bình thường tìm đến tôi. Anh ta bật ngón tay, tôi liền mất ý thức. Không biết anh ta dùng thủ đoạn gì, tôi có lẽ là người tỉnh dậy sớm nhất. Đến giờ đã qua 3 tiếng 15 phút rồi, cơ thể tôi đã bắt đầu đói bụng. Bình thường tôi có quy luật ăn uống nghiêm ngặt, tôi có lẽ vừa ăn xong bữa tối thì bị bắt. Nhưng giờ tôi đã cảm thấy đói rồi. Điều này chứng tỏ chúng ta bị bắt đến đây đã hơn 12 tiếng rồi. Anh ở Hải Nam, còn tôi ở Vịnh Hạ Long, Việt Nam cơ. Đây không phải Đông Tam tỉnh sao? Tôi là người Ninh Hạ. Cha, thế này thì phạm vi càng rộng hơn. Nhìn như vậy, chúng ta đều đến từ những nơi khác nhau. Rốt cuộc là ai có thể trong một ngày từ phương Bắc đến phương Nam, vượt qua trời Nam đất Bắc để bắt chúng ta lại với nhau? Chẳng lẽ là tia chớp sao? Tôi thấy mấy anh đều không giống người giàu có gì. Họ cố tình không xa vạn dặm bắt chúng ta đến đây, rốt cuộc là vì cái gì? Các vị bình tĩnh hơn tôi tưởng đấy. Quả nhiên là những giống loài ưu tú mà tôi đã chọn lọc kỹ càng. Tuy các người có thể không hoàn hảo như tôi, nhưng làm tùy tùng của tôi thì cũng đủ tư cách rồi. Chính anh đưa chúng tôi đến đây sao? Đúng, chính tôi đưa các người đến đây. Anh bắt chúng tôi đến đây có mục đích gì? Vì mọi người đều muốn đi thẳng vào vấn đề, vậy tôi cũng không nói nhảm nữa. Mỗi người đều từng nghĩ đến việc đảo ngược thiên mệnh, nhưng rất ít người dám thử. Vì mọi người đều lý trí cho rằng điều đó là không thể, nhưng vẫn có một số ít người không tiếc thử một lần. Nhưng điều họ không biết là
Đây cũng là một phần trong số mệnh của họ. Con người không thể nắm giữ số mệnh. Số mệnh của các người, sinh tử của các người, từ trước đến nay không phải do các người quyết định. Nhưng nếu tôi nói, bây giờ tôi có thể cho các người một cơ hội nắm giữ số mệnh của mình. Trong số các người, có bao nhiêu người có thể nắm bắt được? Các người có thấy thuốc nước trên mặt đất không? Uống nó đi, các người sẽ lột xác đổi đời, vượt qua nhân loại, nắm giữ định mệnh. Nhưng thuốc nước cũng có hạn, cũng có nghĩa là trong số các người sẽ có một số người không thể có được sức mạnh này. Đối với những người bỏ lỡ cơ hội, tôi sẽ bày tỏ sự tiếc nuối vì điều này. Họ đã định sẵn không thể bước ra khỏi nơi này. Hãy đi tranh giành đi, cơ hội chỉ có một lần. Mọi người thấy thế, mọi người xông lên giành lấy thuốc. Nhưng cũng có kẻ muốn giở trò xảo quyệt, không giành được thuốc, quay đầu bỏ chạy. Hắc kiếm lập tức bay ra, xuyên thẳng qua người đó. Nhắc nhở thân thiện, cách tốt nhất để tránh bị cướp mất thuốc chính là uống vào. Kể từ bây giờ, cứ mỗi 10 giây, hắc kiếm của ta sẽ giết chết một người không có được thuốc. Mọi người nghe thấy, hiện trường chung trở nên càng thêm đẫm máu. Cứ như vậy không lâu sau, cuộc tranh đoạt kết thúc. Tại hiện trường chỉ còn lại 12 người. Cảm giác này chẳng lẽ đây chính là sức mạnh siêu phàm sao? Chúc mừng các vị đã trở thành thành viên của quái vật. Quy tắc của chúng ta quái vật chính là không có quy tắc. Ý nghĩa tồn tại của chúng ta chính là tạo ra hỗn loạn. Ta là 009 hỗn loạn phân liệt giả. Kể từ nay, các ngươi sẽ trở thành thuộc hạ của ta. Hãy đi làm những việc các ngươi muốn làm đi. Hãy cầm lấy vũ khí của các ngươi, đập nát tất cả mọi thứ của loài người đi. Quái vật ngày càng nhiều. Gần đây tàu đánh cá rơi xuống biển. Nhiều quốc gia phương Tây đều bị làn sóng ma cà rồng và sát sống tràn ngập. Chúng dường như xuất hiện trong video vậy. Không hề có dấu hiệu nào. Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp những chiến binh ưu tú nhất trong loài người và một số kỳ nhân dị sĩ có tuyệt kỹ trong người, tổ chức thành một quân đoàn anh hùng và hỗn loạn đến vạn dân. Loài người bây giờ cần những anh hùng như vậy. 3 ngày trước, phương án liên minh siêu nhiên toàn cầu mà chúng tôi đề xuất lên Liên Hợp Quốc đã được thông qua. Liên minh siêu nhiên toàn cầu đã được thành lập. Hy vọng thảm họa lần này sẽ không dẫn đến sự diệt vong của loài người. Lúc này thành phố Bắc Linh yên tĩnh đến đáng sợ. Trên đường phố khắp nơi đều là quân đội và xe bọc thép. Nhìn số lượng này, ít nhất cũng có lực lượng của 2 thành phố. Cảnh tượng này thật là long trọng mà. Một tướng công thành vạn cốt khô. Tất cả những kiệt tác vĩ đại đều hy sinh để đúc nên sự xuất hiện của một vị thần. Đã sớm là sự thật không thể lay chuyển. Cho dù ta còn cách xa quá trình này bao xa, thì đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong quá trình này, họ gọi ta là thiên tai cũng được, ác ma cũng được, ta đều sẽ vui vẻ chấp nhận. Bởi vì bất kỳ lời giải thích nào cũng đều là thừa thãi. Khi thần giáng lâm nhân gian vào khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ sẽ trở thành chân lý. Ngươi thấy sao Sở Dương? Ngươi làm sao biết ta ở đây? Thôi bỏ đi, những cái này đều không quan trọng. Ta đến đây là để thương lượng điều kiện. Chí mệnh giả, đây là lời mở đầu của ngươi sao? Hay là ngươi thật sự đang bắt chước ai đó? Đừng đùa nữa. Nếu ngươi muốn nói chuyện lần trước, vậy ngươi nên tiếp tục mang quả bom đó đến đây. Ta nghĩ quả bom như vậy chắc cũng không giết chết ngươi đâu nhỉ. Hơn nữa ta cũng không có quả bom như vậy. Đó là giả. Nếu không ta đã tự bạo từ lâu rồi. Đã như vậy, ngươi còn dám xuất hiện ở đây? Ta đã nói ta đến đây là để thương lượng điều kiện. Nếu ta đoán không sai, ngươi muốn trực tiếp khống chế toàn bộ thành phố Bắc Lĩnh, lấy toàn bộ thị dân Bắc Lĩnh làm con tin. Hãy để cử Vĩ Hồ giao phó thành phố Bắc Lăng cho bạn. Đúng rồi, chúng tôi có thể đồng ý rút khỏi thành phố Bắc Lăng. Điều kiện là phải thả một nửa dân thành phố Bắc Lăng. Chúng tôi chỉ có điều kiện này. Thả một nửa, giữ một nửa, vẫn giữ con tin trong tay, nhưng có thể chiếm được thành phố Bắc Lăng mà không tốn sức. Nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng những cử Vĩ Hồ này làm sao chỉ cứu một nửa người được chứ? Rõ ràng là đây chỉ là cuộc khói mà họ dùng để làm tê liệt ta mà thôi. Ngươi biết ta muốn bắt cóc cả thành phố Bắc Lăng như thế nào? Ai đã nói với ngươi vậy? Ngươi không tự tìm số mệnh sao? Khó mà đoán ra sao? Thật không ngờ, kẻ tự tìm có thể điều khiển số mệnh cũng sẽ có ngày bị số mệnh điều khiển. Thú vị, ta muốn xem số mệnh đã chuẩn bị bất ngờ gì cho ta. Để ta đoán xem nào. Là vũ khí hủy diệt hàng loạt, hay là có ai đó trong các ngươi có thể quan sát tương lai, hoặc là ngươi là kẻ tái sinh đã biết kế hoạch của ta từ lâu, hoặc cả hai đều có. Ô, hình như ta đoán đúng rồi. Nhưng cụ thể là đoán đúng bao nhiêu, có thể nói cho ta biết không? Ta cũng rất tò mò về tương lai. Ngươi đoán đúng rồi. Quả thực có một người trong chúng tôi có thể nhìn thấy tương lai. Lần này ta sẽ ghi nhớ. Tương lai đã vượt qua số mệnh một lần. Nếu họ thực sự có người có thể đoán trước tương lai thì sẽ rất nguy hiểm. Giả sử họ thực sự đã biết trước tương lai, thì lần này họ đến chắc chắn là đã nhìn thấy chiến thắng trong tương lai. Cũng có thể là hắn đang đánh lừa ta. Họ biết không thể thắng ta, nên giả vờ có thể chiến thắng để ép ta xuống cuộc. Bởi vì nếu họ thực sự đã nhìn thấy chiến thắng trong tương lai, vì sao đến bây giờ vẫn chưa hành động chứ? Họ đang chờ điều gì? Không phải nói đàm phán điều kiện sao? Tại sao không đàm phán nữa? Đàm phán chỉ là dùng nắm đấm đấy thôi. Tên nhóc này khó lòng có thể làm người khác vấp ngã hoàn toàn không? Còn 30 giây nữa, lập tức rời khỏi đó. Này, Sở Dương, ngươi muốn làm gì vậy? Ta ra lệnh cho ngươi lập tức rút lui. Năng lực của ngươi có vẻ thú vị. Nói xem ngươi làm cách nào để làm ta vấp ngã. Nhưng con rối kia không chịu nói. Không sao cả, chúng ta có rất nhiều thời gian để nghiên cứu từ từ. Ngươi đã hết thời gian rồi. Ngươi nói gì vậy? Ta nói ta sẽ chiến thắng số mệnh một lần. Chí mệnh giả, ngày tàn của ngươi đã đến. Chỉ thấy Sở Dương đột nhiên há miệng phun ra một luồng khí lạnh. Luồng khí lạnh này trong nháy mắt đã đóng băng tứ chi của hai người. Bây giờ hiểu rồi, bởi vì đã nhìn thấy tương lai, biết vị trí của ta, nên đã sắp đặt trước quả bom trong tòa nhà. Kế hoạch không tồi,
Nhưng ngươi làm sao đây? Có thể kéo ta cùng chịu chung số phận. Mạng của ta cũng đáng giá lắm. Ngay khi vụ nổ sắp xảy ra, Tiểu Bạch đột nhiên cắn vỡ viên nang trong miệng. Giây sau, cơ thể hai người bị cuốn vào vụ nổ và ngọn lửa nuốt chửng trong biển lửa. Khí đen cuồn cuộn tràn vào cơ thể của Tiểu Bạch. Cơ thể biến thành bộ xương trắng trong ngọn lửa, bốc cháy thành ngọn lửa đen. Tôi không nghĩ sẽ sử dụng nó sớm như vậy. Dù sao nó vẫn chỉ là một sản phẩm bán. Kế hoạch của bạn không tồi, chỉ là đáng tiếc thôi. Tiểu Bạch giơ tay nắm lấy thân hình tan nát của Chu Dương, rồi một tay chọc vào hư không, xé ra một khe hở. Tiểu Bạch trực tiếp kéo thân hình của Chu Dương lần vào khe hở hư không. Báo cáo chỉ huy, đã xác nhận không có dấu hiệu sự sống trong tòa nhà. Nghĩa là chúng ta đã thành công. Chi mệnh giả đã chết. Theo thông tin hiện có, chi mệnh giả không có đặc tính bất tử, cũng không có khả năng tái sinh. Vụ nổ lớn như vậy có thể giết chết hắn là điều bình thường, nhưng không loại trừ khả năng mục tiêu vẫn còn sống. Nhưng mà xung quanh đây thực sự không có bất kỳ dao động sóng sinh mệnh nào. Vậy còn Chu Dương thì sao? Nếu Chu Dương không thể rút lui kịp lúc đó, ước tính rằng anh ta cũng đã bị nổ không tung còn lại như một mảnh vụn nào. Anh ta không muốn rời đi, hãy liên lạc với gia đình của Chu Dương, cố gắng tranh thủ một số khoản trợ cấp, ít nhất đảm bảo gia đình anh ta trong tương lai không phải lo lắng về ăn mặc. Bạn muốn gia nhập chúng tôi phải không? Người này tên là Đường Duệ, là chủ nhân của nhật ký tương lai. Tất nhiên là tôi muốn gia nhập các bạn. Tôi nghĩ rằng kế hoạch lần này của các bạn sẽ thành công. Tất cả là nhờ tôi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nhật ký tương lai của bạn đã đóng vai trò then chốt. Hiện tại đúng lúc có một thí nghiệm tại trụ sở chính, cần bạn đến hỗ trợ một chút. Thí nghiệm gì vậy? Bạn còn nhớ viên kẹo mà chúng ta nhặt được trước đây không? Kết quả thí nghiệm mới nhất đã ra, viên kẹo đó có thể khiến con người có được siêu năng lực. Siêu năng lực gì vậy? Tình hình cụ thể hãy đợi tôi đưa bạn về rồi nói sau. Tất cả nghe lệnh. Những người còn lại làm công tác dọn dẹp. Lửa không thể đốt cháy, nước không thể làm ướt, thần chết cũng không thể chết bán thành phẩm thần chết. Thuốc có đặc tính bất tử, được tạo thành từ sự kết hợp của thuốc 001 đến 009. Thần chết vô hình vô chất, có đặc tính bất tử cao hơn cả phân thân giả 009. Có thể nhìn thấy sợi chỉ định mệnh của người khác. Sở hữu khả năng thực sự điều khiển số mệnh, có khả năng đi lại giữa thế giới vật chất và thế giới tinh thần, có thể mang vật chất vào không gian tinh thần mà mình mở ra. Báo cáo trưởng đội, chúng tôi đã tìm thấy cái này. Đây có phải mặt nạ của 006 không? Cứ mang về phân tích trước đã. Ngay lúc đó, bỗng nhiên xuất hiện một khe nước trên bầu trời. Sinh mệnh cuối cùng sẽ tàn lụi, cánh hoa rồi cũng sẽ héo tan, tất cả đều sẽ qua đi. Chỉ có thần chết là bất tử. Ta cũng phải khen ngợi lòng can đảm của các người. Nói xong, Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, vô số sợi chỉ định mệnh hiện ra trong tay hắn. Ta vẫn chưa đi tìm các người, các ngươi lại tranh nhau đến gặp ta. Vậy ta sẽ tiến các ngươi một đoạn đường. Tiểu Bạch một cái giật đứt sợi chỉ. Đây là sợi chỉ mạng sống của con người. Một khi đứt đoạn thì đại diện sinh mạng đã đến hồi kết thúc. Vậy là cái hiện hữu đó trong truyền thuyết đã diệt vong rồi sao? Chúng ta có vẻ đến muộn rồi. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đã đến đây rồi, cũng không thể trở về tay không? Không bằng chúng ta tiễn đưa những người này đi. Rất hân hạnh phục vụ. Cửu vĩ hồ ly của nhân danh bất hư truyền. Ta còn tưởng rằng họ ít ra cũng có một chút năng lực phản kháng. Sự thực đã chứng minh chúng ta vẫn đánh giá cao họ quá. Hỗn loạn phân liệt giả là một lực lượng quái vật mới sao? Chúng mà khốn nạn, chúng dám đem đi 30.000 người của chúng ta một cách nhẹ nhàng như vậy. Bình tĩnh lại, ít ra 006 đã diệt vong rồi. Rồi sao nữa, chúng ta đã đạt được gì? Giết một con quái vật có giải quyết được gì không? Miễn là giải quyết 006 thì sẽ không có quái vật mới xuất hiện nữa. Đây là chiến thắng có ý nghĩa căn bản. Ngươi làm sao có thể khẳng định được? Quả nhiên để ngươi chỉ huy là một quyết định sai lầm. Ta sẽ lên trên cấp, yêu cầu được giao nhiệm vụ chỉ huy. Kèo và thí nghiệm sẽ lập tức triển khai. Mục đích triệu tập mọi người hôm nay, tất cả các vị cũng đều biết rồi. Trước mặt các vị có một hộp kẹo với 4 viên kẹo. Ăn nó sẽ khiến người ta có được một siêu năng lực. Nhưng cần lưu ý rằng, mỗi người chỉ được ăn một viên. Trong lần thí nghiệm trước, một nhân viên cấp địa phương đã ăn liền 2 viên kẹo. Kết quả cơ thể y bị nứt ra, biến thành một vũng nước mù. Nhưng mọi người yên tâm, chỉ cần ăn một viên sẽ không có ảnh hưởng gì. Vậy năng lực chúng ta nhận được là ngẫu nhiên hay cố định? Là ngẫu nhiên. Nhưng thí nghiệm của chúng tôi đã đưa ra kết luận. Hãy tưởng tượng kẻ thù giả định của mình sẽ ban cho bạn năng lực để đánh bại kẻ thù giả định chính là những con quái vật. Đây là hồ sơ của từng con quái vật. Các vị cần ghi nhớ những hồ sơ này. Rồi chọn một con quái vật làm kẻ thù, kẹo sẽ ban cho các vị một siêu năng lực. Nó sẽ đối trọng năng lực của quái vật ở một mức độ nào đó. Vì vậy, ta đã chuẩn bị cho các vị hồ sơ của những con quái vật chúng ta phải đối mặt. Mọi người chọn đối thủ của mình rồi, chúng ta có thể bắt đầu. Mọi người nhìn về phía màn chiếu, trên màn chiếu hiển thị rõ ràng dữ liệu của các con quái vật. Mọi người chọn đối thủ của mình rồi thì có thể bắt đầu. Vậy ta sẽ đảm nhiệm đối phó với 004 phong hậu. Nói rồi người đàn ông cầm viên kẹo bỏ vào miệng. Giây lát sau, trên cơ thể người đàn ông dâng lên vô số sợi chỉ. Đó là năng lực điều khiển sợi chỉ. Nếu dùng để khống chế thì quả thực có thể đối trọng được phong hậu. Nhưng tại sao ta chỉ có một năng lực này thôi? Kẹo chỉ cho phép bạn có một năng lực. Tuy năng lực của bạn có vẻ tầm thường, nhưng nếu sử dụng khéo léo, giết chết đối thủ, hoặc ít nhất là khống chế, giam cầm thì không bởi vì kẹo đã ban cho bạn năng lực này, nên đối với bạn nó chắc chắn là hữu dụng. Hơn nữa, sau khi thí nghiệm này kết thúc, các vị sẽ được tiêm chất tăng cường mới nhất số 1.
kết hợp với chất tăng cường, mỗi người trong các vị sẽ đạt được sức mạnh thể chất gấp đôi người bình thường, nên không cần phải lo lắng. Ồ vậy à, tiếp theo ai nữa? Tôi sẽ là người thứ hai, tôi sẽ đối phó với Linh Linh Nhị. Người đàn ông nói và ăn viên kẹo, dường như không có gì đặc biệt. Cờ bát bóng của gã đàn ông to lớn đột nhiên tách ra khỏi cơ thể, tôi cảm thấy nó. Năng lực của bạn là điều khiển bóng đen phải không? Tôi hiểu rồi, bóng của tôi có khả năng phá hủy tuyệt đối đối với mọi bóng đen. Và sự tấn công vào bóng đen của mục tiêu sẽ phản ánh lại vật thể đó. Không tồi, đó là một năng lực xuất sắc. Vậy tiếp theo ai nữa? Vậy tôi sẽ đối phó với 001. Không chỉ đối phó với 001, tôi còn muốn có khả năng đoán trước tương lai. Hãy để nhật ký tương lai gắn liền với tôi mãi mãi. Hỗn loạn sử dụng thói quen xấu. Người thợ rèn có thể rèn mọi thứ thành thanh kiếm. Đây là nguyên lý gì vậy? Bây giờ có phải lúc quan tâm đến nguyên lý không? Để đối phó với những quái vật này, chúng tôi đã thành lập một tổ chức đặc biệt cứu hộ cậu. Nhưng tình hình các bạn cũng thấy rồi, họ chỉ có vài người, nhưng đã tiêu diệt 30.000 người của chúng tôi. Xin lỗi vì nói thẳng, nếu đó là quân đội của chúng tôi, thì các bạn sẽ chết thảm hơn. Vậy các bạn hy sinh 30.000 người để đạt được gì? Chúng tôi đã giết chết 006. Cái gì vậy? Tôi nghĩ, phía các bạn nên công khai tất cả thông tin tình báo về những gì các bạn đánh bại. Không có gì để nói cả, thật đáng tiếc. Ban đầu chúng tôi định trong một chừng mực nào đó, cung cấp cho các bạn một chút hỗ trợ vũ lực. Không cần đâu, chúng tôi sẽ tự giải quyết những quái vật này. Hy vọng niềm tin của các bạn không phải là mù quáng. Trong một không gian tối tăm, Tiểu Bạch đi ra từ bên trong. Những tia sáng lấp lánh bay về phía Tiểu Bạch từ khắp nơi. Những tia sáng này ngày càng nhiều, cuối cùng chúng bùng cháy trên cơ thể cậu ta. Vô số linh hồn gia nhập Bạch và điên cuồng thiêu đốt cơ thể già của Tiểu Bạch. Sau một lúc lâu mới giảm bớt. Quả nhiên chỉ là bán thành phẩm, tác dụng phụ tiêu cực này thực sự ngoài dự đoán. Nếu chỉ là một linh hồn thì nó không gây ra thiệt hại gì cho tôi, nhưng phản ứng của 30.000 linh hồn này suýt nữa thiêu dụi linh hồn của tôi thành tro bụi. Nhưng may mắn thay, năng lực của tôi vẫn đang trên quỹ đạo dự kiến và không bị lệch đi. Tôi có thể kiểm soát số phận của người khác bằng cách kéo sợi chỉ. Trước đây tôi đã cắt đứt sợi chỉ số phận của 30.000 người, rồi những kẻ phân liệt hỗn loạn xuất hiện và tiêu diệt 30.000 người đó. Đây cũng là một phần của cái chết theo nhân quả. Ngay cả khi những kẻ phân liệt hỗn loạn đó không xuất hiện thì cũng sẽ có những thí nghiệm khác nhảy ra. Sau khi nỗi đau trên linh hồn biến mất, Tiểu Bạch đến trước mặt Sở Dương. Lúc này Sở Dương đang nằm trên mặt đất, ý thức đã rơi vào trạng thái hôn mê. Tiểu Bạch thì không ngần ngại lấy đi 10 lon nước dưa hấu của anh ta. Nói ra thì tất cả những chuyện này chỉ vì tôi muốn một chút nước dưa hấu của bạn mà thôi. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến dần dần thành ra như vậy. Đúng rồi, nghe nói có người có thể đoán trước tương lai. Không tệ, tôi lại ngửi thấy hương vị của nguyên liệu đặc biệt. Sau đó Tiểu Bạch giơ tay lên, một đám đen bao trùm lấy thân thể của Chư Dương. Sở Dương, nếu người tái sinh đầu thai, người đầu tiên ngươi sẽ tìm là ai? Là cha mẹ ngươi hay là người có thể đoán trước tương lai kia? Thôi bỏ đi, tất cả đều không quan trọng nữa rồi. Tâm sinh một khắc. Đừng! Thật là kỳ lạ! Lần trước hộp kẹo chia tách của ta rơi ở đâu rồi nhỉ? Sao tìm không thấy nữa? Đang nói thì viên đá cổ trên cổ 009 cửu vĩ hồ trực tiếp siết chặt cổ họng của hắn. Cổ họng rơi xuống đất, biến thành 12 viên đá. Cùng lúc đó, trên người phân liệt giả lại mọc ra một cổ họng mới. Xem lần chia tách này là cái gì nào? Nói rồi định nhặt những viên đá dưới đất. Ngay lúc đó, một khẩu súng đột nhiên chĩa vào đầu hắn. Ngươi là người của cửu vĩ hồ sao? Gã đàn ông không trả lời hắn, chỉ đấm một quyền khiến hắn ngã nhào. Các ngươi cửu vĩ hồ đều thô lỗ như vậy sao? Gã đàn ông nhặt một viên đá hình con khỉ dưới đất, nghi hoặc nhắm viên đá về phía phân liệt giả. Hình vẽ trên viên đá này là con khỉ trượt chân à? Bỗng nhiên từ viên đá bắn ra một tia sáng, trực tiếp bắn trúng phân liệt giả. Giây sau, hình dạng của phân liệt giả biến đổi, trực tiếp biến thành một con khỉ. Nhìn thấy cảnh này, gã đàn ông vô cùng kinh ngạc. Vật có thể giết quái vật lại do quái vật rơi ra, năng lực có thể giải quyết quái vật lại bị quái vật chiếm đoạt. Thật là trớ trêu biết bao. Ngươi không phải tự xưng là bất tử sao? Biến thành con khỉ rồi, ngươi còn bất tử nữa không? Phân liệt giả vung tay lên, chiếc phi đao lập tức bay ra nhằm về phía thân thể của gã đàn ông. Đâu ngờ thân thể gã đàn ông đột nhiên trở nên trong suốt, phi đao xuyên qua thân thể hắn một cách trơn tru. Vận khí không tệ, thực lực cũng nắm bắt được đúng mức. Nhưng đối với ta thì vô dụng. Năng lực của ta là ảo ảnh. Nói cho cùng, năng lực này cũng là do người ban tặng. Thôi đừng chống cự nữa. 009 gọi tổng bộ, yêu cầu nhân viên hỗ trợ. 009 yêu cầu thành công. Thứ này thật phiền phức, muốn khâu miệng nó lắm. Hắn chính là tên đứng đầu phân liệt giả khét tiếng kia sao? Không ngờ hắn lại yếu đuối đến vậy. Năng lực của 009 rất đặc biệt, bất tử chỉ là năng lực phụ của hắn. Quan trọng là hắn sẽ chia tách ra những thứ kỳ quái, giống như chiếc hộp kẹo chúng ta phát hiện trước đây vậy, sẽ mang một số hiệu ứng kỳ lạ. Đó mới là thứ chúng ta cần. Vậy những viên đá tôi mang về lần này thì sao? Giáo sư, ông vừa nói ông dùng một trong những viên đá có hình con khỉ biến 009 thành con khỉ. Đúng vậy, nhưng tôi cứ có cảm giác thứ này rất quen thuộc. Ông có xem phim hoạt hình 12 vị thần tái không? Hồi nhỏ xem qua một chút, nhưng quá lâu rồi không nhớ nổi. Tôi nghi ngờ những viên đá này có tác dụng giống với các con giáp trong 12 vị thần tài vậy. Những phù chú đó có khả năng gì?
chuột, biến tĩnh thành đông, châu, sức mạnh vô tận, thỏ, cân bằng âm dương, rồng, đi ngàn dặm trong chớp nhoáng, lửa thiêu đốt mãnh liệt, ẩn mình vô hình, ngựa, cặp vạn vật, khỉ, phách xuất ra khỏi xa, biến hóa muôn hình vạn trạng, vô hiệu lực hấp dẫn, chó, bất tử, lợn, mắt điện áp đảo người khác. Thế giới đã trở nên khác lạ mà tôi không nhận ra sao? Tôi nghĩ tôi nên tìm cơ hội bổ sung kiến thức về hoạt hình. Có tiến triển gì với các nhân viên cấp A khác không? Không rõ, lần này chúng ta đã cử tổng cộng 6 nhân viên cấp A. Họ đã ăn kẹo nhất năng và đạt được năng lực tương ứng, nhưng đồng thời cũng có nhược điểm tương ứng. Nếu họ mang những phù chú này ra trận, tôi nghĩ đến một mức độ nào đó có thể bù đắp cho nhược điểm của họ. Mục tiêu bắt giữ lần này là 001 quả mô phỏng, 002 ngư phủ khóc lóc, 003 người trong suốt, 004 phong hậu, 005 cường trung thự, 009 kẻ phân thân, ngoại trừ 006 tử mệnh đã chết và 007 hải tinh đã bỏ trốn mất tích, cùng với 008 thi tổ không có mặt trong nước. Lần hành động này có thể nói là liều lĩnh nhất từ trước đến nay. 6 người đó có thực sự đáng tin không? Đừng xem thường họ, họ đều là tinh anh trong đội ngũ tinh anh, quái vật trong đám quái vật. Hiện tại chỉ có 8 viên kẹo nhất năng. Đây là sức chiến đấu tối đa của chúng ta. Nếu thất bại và để kẻ thù phát hiện vị trí của chúng ta thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó, một nhân viên cấp C đột nhiên chạy lại, báo cáo chỉ huy, tin tức khẩn từ tuyến đầu. Tin tức gì vậy? Ai gửi đến? Tin tức từ nhân viên cấp anh tuyến đầu. Thiên hạ đại xá, lặp lại thiên hạ đại xá. Tốt lắm, thu phục thành công rồi. Tại một ngõ nhỏ ở khu Nam Lãng Cảng, lúc đó có một người đàn ông đứng, và trước mặt ông ta là 004 phong hậu và kim mũ phong dương ngôn. Truyền thuyết phong hậu là một mỹ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế giới bên ngoài đã trở nên như vậy rồi sao? Thật là bọn mèo mù chó đuôi cũng dám tới đây. Dương ngôn, dạy cho hắn cách làm người đi. Dương ngôn vừa định tấn công thì bỗng bị to nhện buộc chặt xuống đất. Con ong bắt chuồn chuồn mắc vào tơ. Mặc dù trong thế giới động vật, ông bắt tay là kẻ thù của nhện, nhưng đó chỉ vì tơ nhện chưa đủ chắc chắn. Trò chơi của phong hậu đã kết thúc. Phong hậu vô thức lùi lại, nhưng tơ trắng lập tức dính chân cô ta. Ngươi là ai? Nhân viên thu phục cấp anh cửu vĩ hồ lô đến nhện. Được rồi, em thua anh rồi. Gọi tới bộ chỉ huy, nhân viên thu phục cấp anh nhện. Thu phục thành công, thiên hạ đại xá. Trên một con đường ở khu Dương Sơn, Bắc Lăng Thi, Lý Viễn bị một người đàn ông cơ bắp đánh ngã xuống đất. Hai người cá lao ra từ sau lưng người đàn ông, nhưng bóng của người đàn ông tự động cử động. Hai người cá ngư nhân bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Muốn đánh bại ta à? Trước tiên hãy thử đấm bóng với bóng đen của ta đã. Thật kỳ lạ, sao ta cảm thấy trên người hắn có một thứ gì đó cộng hưởng với ta. Ta muốn đi cùng hắn để xem thử. Thầy Lý Nguyên buông xuôi chống cự, người đàn ông bật máy truyền tin, gọi trung tâm chỉ huy bắt giữ đối tượng cấp anh bóng đen. Bắt giữ thành công, thiên hạ đại xá. Ngươi nói không sai, mùi cà phê này thật tuyệt vời. Người đàn ông tận hưởng một cách nhàn nhã. Trong lúc đó, 001 liếc nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt lại và thè lưỡi ra, trông như đã chết rồi vậy. Người đàn ông không nhận ra điều gì bất thường, mà bật máy truyền tin lên, gọi trung tâm chỉ huy bắt giữ đối tượng cấp ánh mắt tương lai. Bắt giữ thành công, thiên hạ đại xá. 001 người mô phỏng, 002 người lặn sâu, 004 phong hậu và 009 người phân thân đã bắt giữ thành công. Vậy ai sẽ đối phó với 003 người trong suốt và 005 quyền lực tối thượng đây? Gián Lục và Tứ Khẩu phụ trách đối phó với hai người đó, nhưng cả hai đều bắt giữ thất bại. Tôi thấy quá trình bắt giữ của những người khác rất thuận lợi. Tại sao hai người này lại thất bại? Người đối phó với 003 là Gián Lục, năng lực của hắn là tạo ra một con rắn, chỉ cần bị rắn cắn là sẽ mất khả năng hành động. Hắn đã đi khắp các ngóc ngách của Bắc Lĩnh nhưng vẫn không tìm thấy 003. Người đối phó với 005 là năng lực của hắn là nuốt chửng, nhưng do bản chất đặc biệt của cơ thể 005, Tứ Khẩu nuốt chửng rồi không thể tiêu hóa được nên đã thất bại. Ngay cả khi tiêm chất kích thích cũng vô ích. Đúng vậy, chất kích thích được chiết xuất từ tế bào người. Tuy có thể nâng cao thể chất của con người, nhưng người được tiêm cũng tiêu hao nước cơ thể rất nhiều. Thời gian họ có thể chiến đấu liên tục chỉ khoảng 10 phút mà thôi. Sau 10 phút, người được tiêm sẽ rơi vào trạng thái khát nước và mất khả năng chiến đấu. Cho đến nay vẫn chưa có giải pháp nào cho vấn đề này. Cứ như vậy, bóng dáng 003 liên tục lướt qua các công quán. Chết tiệt, Bạch đại nhân, lại thực sự bị bọn cửu vĩ hồ giết rồi. Thân thể tàng hình của ta sợ ánh sáng mặt trời. Không có Bạch đại nhân, việc ta bị cửu vĩ hồ bắt cũng chỉ là sớm hay muộn. Hiện tại ngoài ta và 005, những người khác đều mất liên lạc. Có lẽ họ đã bị cửu vĩ hồ bắt rồi. Xem ra bây giờ chỉ có tìm được 005, ta mới có một tia hy vọng sống. Người đó chắc đã đi rồi. Đợi tối rồi hành động vậy. Nói xong, Vương Hạo Nam trực tiếp ngã sấp xuống đất. Ý thức nhanh chóng rơi vào hôn mê. Không lâu sau, bên cạnh anh ta đột nhiên bị xé ra một khe nứt. Sau đó, Tiểu Bạch từ khe nứt bước ra, cúi đầu nhìn Vương Hạo Nam đang nằm trên đất, lại bị ép đến mức này. Xem ra ta đúng là đã coi thường bọn cửu vĩ hồ kia. 001, 002 và 004 đều bị bắt rồi. Tuy rắc rối, nhưng điều này không quan trọng. Chúng đối với ta đã vô dụng rồi. Nhưng 009 phân liệt giả bị bắt thì khác. Tên đó chính là một quả bom hẹn giờ. Hắn cứ phân liệt mãi ở tổng bộ cửu vĩ hồ, đơn giản là đang tự tạo phiền phức cho mình. Biết đâu ngày nào đó lại phân liệt ra thực thần chi kiếm, ngược lại chém ta. Vậy thì phiền phức. Tuy ta rất không thích tên lắm lời đó, nhưng để hắn cứ ở chỗ cửu vĩ hồ thực sự khiến ta khó ăn giấc ngủ. Cái giá để cứu hắn lại quá lớn, cho nên vẫn để người đi lột da hắn đi. Cũng không biết cái này có thành công không, thử xem sao. Sau đó, Tiểu Bạch ném một lọ thuốc xuống đất, trực tiếp quay đầu rời đi. Vào đêm, Vương Hạo Nam tỉnh dậy, phát hiện trước mặt mình có một lọ thuốc.
Dưới lọ thuốc còn đè một tờ giấy trắng. Là Bạch đại nhân. Đại nhân của Nhiên chưa chết. Ta đã nói mà. Đại nhân sao có thể dễ dàng toi mạng như vậy? Nghĩ đến, đại nhân chắc chắn đã đạt đến một tầm cao mới. Nếu thực sự là như vậy, vậy thì ta chẳng còn sợ gì nữa. Đây là kính trúc ma sao? Vậy thì hãy để ta xem. Ngươi có thể mang lại hiệu quả gì cho ta nhé? Nói xong liền ngửa cổ uống cạn. Vương Hạo Nam đã chuẩn bị sẵn sàng trải qua đau đớn. Qua rất lâu cũng không có cảm giác gì. Cơ thể cũng không có gì bất thường. Lạ thật, sao lại chẳng có cảm giác gì cả? Đại nhân không phải lấy nhầm thuốc chứ? Thôi kệ, vẫn nên đi hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao trước đã. Trước hội quán Nam Sương, một đám binh lính vũ trang canh gác bên ngoài hội quán, thần sắc của họ vô cùng căng thẳng. Đội trưởng, anh nói bên trong giam giữ cái gì vậy? Không biết, nhưng nếu anh quý mạng, nghe tôi một lời, đừng tò mò, hại chúng ta phải canh gác nhiều người như vậy. Không phải là tù binh chiến tranh đấy chứ? Cụ thể là gì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ nghe người ta nói, lần này chúng ta hộ tống là một động vật quý hiếm. Tổ chức dường như muốn lấy nó làm thí nghiệm gì đó. Một người nói, mũ đột nhiên phản chiếu ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Nhìn thấy cảnh này, người đó vội vàng nhìn quanh. Đội trưởng, anh làm sao vậy? Lạ thật, rõ ràng vừa nãy có một cái lỗ. Bọn bạch vĩ hồ này yếu ớt quá. 003 kính trung ma. 003 sau khi được định hóa, có thể xuyên qua bất kỳ vật thể phản chiếu nào. Trong gương sẽ không bị tấn công từ bên ngoài. Có thể tấn công vật thể xuất hiện trong gương từ trong gương. Cứ như vậy, bóng dáng 003 liên tục lướt qua các công quán. Trên đường đi, tất cả binh lính đều bị chém giết. Rất nhanh, anh ta đã đến nơi sâu nhất của tòa nhà ngầm này. Ở nơi sâu nhất của tòa nhà, nơi đây giam giữ một con rắn lớn. Xem ra cũng không phải ở đây. Ngay lúc này, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh lồng rắn. 003, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự đến đầu thú à? Ngươi chính là nhãn kính xà đúng không? Là ta lần trước đã không thể thu phục ngươi. Thật là uổng phí cả một thân năng lực chuyên đối phó với ngươi của ta. Các ngươi, cái hang cáo này cũng quá lớn, ta đều bị lạc đường rồi. Ngươi mau nói cho ta biết 009 ở đâu. Trước đó còn bị ta đuổi chạy khắp nơi, một ngày không gặp đã gan to hơn nhiều. Ngươi không phải biết tàng hình sao? Đến đây chạy lại một lần cho ta xem. Vương Hạo Nam nghe vậy cười nhạt một tiếng, ngay lập tức bóng dáng biến mất tại chỗ. Nhan Kính Xa thấy vậy, vội vàng bắt đầu cảm nhận nguồn nhiệt xung quanh. Nhưng kỳ lạ là xung quanh không hề có bất kỳ nguồn nhiệt nào. Người đâu rồi? Thông tin của ngươi hơi lạc hậu rồi. Thời buổi này ai còn tàng hình nữa? Nói xong, 003 liền ngạo nghễ rời đi. Sau khi 003 rời đi, không gian trước mắt đột nhiên bị xé ra một khe nứt. Tiểu Bạch từ khe nứt bước ra. Không tồi, ta lại ngửi thấy mùi thơm của nguyên liệu cực phẩm. Đừng sợ, chủ nhân của ngươi đã không còn, mà ngươi sẽ được tiến hóa, đạt đến vẻ đẹp vô song. Nói xong, Tiểu Bạch tiến lên trực tiếp nhảy vào lồng rắn, đánh cắp khe nứt, cùng với con rắn lớn chui vào hư không. Đầu kia của khe nứt là một đại sảnh đen kỳ dị. Đây là nơi giao thoa giữa hiện thực và tinh thần, không tồn tại ở bất kỳ góc nào của thế giới vật chất, là một không gian do Tiểu Bạch khai phá. Nhìn hiện tại, 003 vẫn tương đối thành công, vì ta đã nắm giữ đặc tính bất tử, nên cũng không cần thiết phải thêm năng lực bất tử cho quái vật khác. Dù sao quái vật bất tử nếu bị bắt sẽ mang đến vô vàn mối họa ngầm cho ta. Hãy để ta thử xem những nguyên liệu này có thể mang lại bất ngờ gì cho ta. Không cần căng thẳng, thả lỏng, điều này hoàn toàn không đau. Nhãn kính xà chết rồi. Cái gì? Ai làm vậy? Theo hình ảnh giám sát chưa bị phá hủy, có lẽ là 003. Không thể nào, năng lực của nhãn kính xà vốn khắc chế 003. Cho dù tên ngốc đó có sơ ý cũng không thể dễ dàng bị giết như vậy. Trừ phi 003 đã tiến hóa. Không thể nào, 006 đã chết rồi. Theo giả thiết của chúng ta, sẽ không có quái vật mới xuất hiện. Tự nhiên cũng không có quái vật tiến hóa mới đúng. Chẳng lẽ ngươi quên giả thiết khác mà chúng ta đã đề cập trước đó sao? Kẻ tạo ra quái vật không phải là 006, mà là một thứ gì đó. Tuy 006 đã chết, nhưng thứ đó vẫn chưa biến mất. Có người đã tiếp quản công việc của 006. Còn nhớ lần thẩm vấn Sở Dương trước khi chết không? Nếu thực sự là như vậy thì sự việc sẽ rắc rối đấy. Một người đi trực tiếp đến trước một phòng giam giữ. Mã số của phòng giam giữ này là 002. Sao các người vẫn chưa xử tử ta? Nhắc nhở thân thiện, thời gian của các người không còn nhiều đâu. Ý ngươi là sao? Ý nghĩa đen, thần chết đã đến. Xem ra lần này ta tìm đúng chỗ rồi. Lý Nguyên, lâu rồi không gặp. Bạch đại nhân không chết đúng không? Đương nhiên rồi. 009 bị giam giữ ở đâu? Không chắc lắm, chúng ta không bị giam ở cùng một chỗ. Cửu vĩ hồ dường như có ý định xử tử 001 và 004. Chúng không định xử tử ngươi sao? Chúng cứ rút máu của ta. Dường như đã chế tạo ra một loại thuốc, mà ta chính là nguyên liệu của loại thuốc đó. Ngươi nói đến cái này sao? Đây là thứ ta vừa tìm thấy khi đi ngang qua phòng thí nghiệm của chúng. Đây là tế bào thâm tiềm giả. Làm sao chúng mở khóa tế bào được? Khóa tế bào gì cơ? Loại tế bào của ta vốn có tính lây nhiễm, nhưng tính lây nhiễm đã bị khóa lại. Phương pháp mở khóa loại tế bào này chỉ có mình ta biết, nhưng bây giờ không biết chúng dùng cách gì đã mở khóa tế bào và khiến chúng ở trạng thái bị hạn chế, kích hoạt ổn định. Thông thường chỉ cần tiêm loại thuốc này vào cơ thể con người, chúng sẽ lập tức biến thành người cá. Nhưng chúng dùng một cách nào đó hạn chế sự lây nhiễm của tế bào, khiến tế bào không thể hoàn toàn chuyển hóa cơ thể con người. Xem ra cảm giác trước đây của ta cũng không phải là vô cớ, cũng không uổng công ta diễn một vở kịch hay, chủ động để bị chúng bắt.
Sự kiện số 01, giam giữ thất bại, phản ứng cực hạn Denter, đội quân đang trên đường đến khu vực mất kiểm soát. Sự kiện số 01, giam giữ thất bại, phản ứng cực hạn Denter, đội quân đang trên đường đến khu vực mất kiểm soát. Vị đại nhân kia, chắc hẳn còn giao nhiệm vụ khác cho người đúng không? Người đi trước đi, ở đây giao cho ta. Đối mặt với đám binh lính cầm súng, Lý Nguyên đột nhiên phát ra một âm ba quỷ dị. Đám binh lính nghe xong đều đau đớn co giật. Sau đó lại biến thành hình dạng của ngu nhân. Những người này đều đã tiêm tế bào người cá. Tuy là số lượng ít, nhưng chỉ cần ta mở khóa gen, họ sẽ lập tức biến thành người cá. Cảm ơn Bạch Cấp Hồ đã gửi đến cho ta một đám thuộc hạ. Đi thôi, chúng ta đi xem Cửu Vĩ Hồ đã sưu tầm những thứ gì. Lý Viễn đến một căn phòng. Trong phòng chất đống rất nhiều tủ giam giữ. Lý Viễn nhìn vào một cái tủ đựng cánh tay. Mã số 009N đến 14. Cường vực chi thủ, cấp độ nguy hiểm cấp EC. Phân thể 009 có thể tự hành động và rất thích mông của phụ nữ. Có thể gắn vào chi thể của sinh mệnh thể và được sinh mệnh thể khống chế. Có ma âm ô nhiễm tinh thần cực mạnh. Một khi chạm vào, sẽ lập tức kích hoạt dục vọng mạnh nhất trong lòng. Chú ý, không được để nữ giới xuất hiện trước mặt 009N đến 14. Đồ bỏ đi của 009 cũng không ít đâu. Lý Nguyên tiến lên một quyền đập vỡ kính tủ giam giữ. Cường dục chi thủ chui ra. Đây là cái gì? Quạt điện tôm. 009N đến tá em quạt điện tôm. Cấp độ nguy hiểm AC. Nhìn bề ngoài chỉ là quạt điện bình thường. Có đặc tính không thể bị phá hủy. Phải duy trì cắm điện 24 giờ. Sau khi mất điện, cánh quạt của 009N đến tá em sẽ tách rời khỏi thân máy. Như cánh quạt trực thăng, xoắn chém tất cả sinh vật sống nhìn thấy. Cái này tốt nhất đừng động vào. Ngay khi Lý Nguyên vừa đi, cường dục chi thủ lén lút đi qua, rút phích cắm của quạt điện ra. Bên trong khu vực giam giữ sâu, Vương Hạo Nam tìm thấy 009 bị trói toàn thân. Ây ra lâu rồi không gặp. 009 ở đây sống thoải mái chứ? Cho dù anh không đến, người của tôi cũng sẽ đến tìm tôi. Đúng rồi, họ đã ở bên ngoài rồi. Đúng vậy, nhưng tôi không phải đến cứu anh. Tôi đến để đưa anh lên đường. Vương Hạo Nam nói, thuận tay từ thắt lưng, lấy ra một viên đá có hình khỉ. Cho anh xem, bảo bối nhỏ tôi nhận được. Này này đừng đùa chứ. Tôi thừa nhận trước đây tôi nói chuyện quá to. Bây giờ anh nói chuyện cũng rất to. Chuột rơi. Từ viên đá khỉ trong tay Vương Hạo Nam bắn ra một tia sáng, bắn trúng phân liệt giả, trực tiếp biến anh ta thành một con chuột. Cái gọi là thân bất tử chỉ là thân xác sẽ hồi phục vô hạn mà thôi. Vậy muốn giết chết lại thân bất tử như anh, kỳ thực có rất nhiều cách. Ví dụ như biến anh thành chuột. Nói xong Vương Hạo Nam giơ chân dậm mạnh xuống. Lúc này thật sự hữu dụng, coi như anh chết cũng có chút giá trị. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, cũng nên quay về báo cáo với Bạch đại nhân. Nói xong Vương Hạo Nam biến mất tại chỗ, thân ảnh nhanh chóng xuyên qua trong hang động. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, một quyền đánh lui Vương Hạo Nam. Xông vào tổng bộ Cửu Vĩ Hồ, gan anh cũng thật là to. Anh chính là Chỉ Chu đúng không? Anh mới là Chỉ Chu, cả nhà anh đều là Chỉ Chu. Nói xong Chỉ Chu nhiều mắt. Trên người bắt đầu tiết ra tờ nhện. Anh ta định đánh Vương Hạo Nam một trận không kịp trở tay. Vương Hạo Nam thấy vậy, lén lấy ra một viên đá khắc hình rồng. Hai người đều không nói gì. Giây tiếp theo Chỉ Chu đột nhiên ra tay. Tờ nhện trực tiếp bắn ra từ tay anh ta về phía Vương Hạo Nam. Viên đá trong tay Vương Hạo Nam phát sáng lấp lánh, lập tức phun trào ra một đạo liệt phùng hỏa diễm, trực tiếp đem tờ nhện hòa tan kèm theo cả thân thể của Chỉ Chu cũng bị hòa tan thành biển đen. Ngọn lửa tắt, thi thể cháy đen của Chỉ Chu trực tiếp ngã xuống đất. Cảm giác cũng không nghĩ nhiều lắm. Tôi có hiểu lầm gì không? Anh đúng là hiểu lầm rồi. 001, cậu không phải bị Cửu Vĩ Hồ đưa đi xử tử sao? Tôi đã biến đổi hết những người định xử tử tôi rồi. Có vấn đề gì không? Cậu còn có bản lĩnh này cơ à? Vậy thì anh đánh giá thấp tôi rồi. Nếu không phải tôi cố ý để họ bắt, họ lấy gì mà bắt tôi chứ? Anh đừng quên, tôi chính là mô phỏng giả. Năng lực của các anh tôi đều có thể mô phỏng. Người này chính là vị Lai Chi Nhãn đúng không? Đúng vậy, anh ta tự xưng có thể dự đoán tương lai. Tôi nghĩ Bạch đại nhân chắc sẽ quan tâm đến nguyên liệu có thể dự đoán tương lai này. Sao có biết Bạch đại nhân còn sống? Bạch đại nhân sẽ chết sao? Đừng ngốc thế, tôi chưa bao giờ nghi ngờ Bạch đại nhân sẽ chết cả. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình, liên tục gửi cho đại nhân những nguyên liệu thí nghiệm mà người ấy cần là đủ rồi. Này, nghe nói anh có thể dự đoán tương lai phải không? Đúng đúng, tôi có thể dự đoán tương lai. Anh muốn xem gì? Tôi sẽ xem giúp anh. Không cần, tôi là tiết mật giả, tất cả bí mật của anh tôi đều biết hết. Hóa ra là vậy, thứ giúp anh dự đoán tương lai là cuốn nhật ký đúng không? Đội nha lục soát trên người Đường Diêm và tìm thấy một cuốn nhật ký. Không, không phải cái này. Muốn tôi trả lại cho anh à? Làm ơn hãy trả nó lại cho tôi. Ngay lúc này, không gian trước mặt Đội Nha xuất hiện một khe nứt. Một cánh tay từ trong khe nứt lấy đi cuốn nhật ký trên tay Đội Nha. Cuốn nhật ký có thể dự đoán tương lai sao? Ta còn tưởng ta phải tốn công sức mới tìm được thứ này, không ngờ lại dễ dàng có được như vậy. Xem ra cũng không cần dùng đến Sở Dương rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai mà biết chứ? Chắc là vị đại nhân kia ra tay rồi. Vị đại nhân không mang theo anh, chắc là không để ý đến anh rồi. Cũng tốt, vì vị đại nhân kia không để ý đến anh, mà năng lực của anh tôi đã sao chép rồi, giữ lại anh cũng vô dụng.
cầu xin cô đừng giết tôi, tôi không muốn gia nhập cửu vĩ hồ. Đây hoàn toàn là bất đắc dĩ, tôi chỉ vì bảo toàn tính mạng mới gia nhập cửu vĩ hồ thôi. Tôi có thể gia nhập các anh, tôi cũng muốn biến thành quái vật. Vậy sao? Nhưng không phải ai cũng có tư cách gặp vị đại nhân kia đâu. Tôi rất ghét đôi mắt của anh, nên tốt nhất đừng giữ lại nữa. Đây là đang làm gì vậy? Vừa đến đã để tôi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy. Xem ra anh cũng cố ý để bị bắt vào đây rồi. Tôi chỉ là tò mò thôi. Trong cửu vĩ hồ, tại sao lại có thứ khiến tôi cảm thấy quen thuộc? Bị họ bắt là cách nhanh nhất để tiến vào nội bộ của họ. Những người cửu vĩ hồ đã tiêm tế bào người cá ở đây, đã bị tôi biến thành người cá hết rồi. Ngay lúc này, một người phụ nữ bước tới. Ồ, mọi người đều ở đây cả à? Chẳng lẽ cô cũng cố ý để bị bắt sao? Cái gì mà cố ý để bị bắt chứ? Tôi chỉ đơn giản là chưa từng bị đánh thôi. Vậy làm sao cô ra được? Xin lỗi. Những người phụ trách quan sát và ghi chép thông tin của tôi đều là đàn ông, nên sau khi họ nhìn sâu vào mắt tôi, tất cả đều yêu tôi. Họ nghe nói nhóm người kia định xử tử tôi, lại chủ động thả tôi ra. Sau đó người của họ đánh nhau với nhau. Khối than này không phải là chỉ Chu đấy chứ? Đúng vậy, cậu vẫn còn nhận ra cơ à? Lại bị nướng thành ra thế này. Vốn dĩ tôi còn định biến nó thành cận vệ của mình. Suy nghĩ của tôi cũng tương tự như cô. Những người này có chút gì đó. Nếu chuyển hóa họ thành thâm tiềm giả, chắc chắn sẽ có hiệu quả ngoài mong đợi. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên một người đàn ông xông vào. Tiểu tử lấy huyết nhục đúc kiếm, một kiếm có thể phá không trời. Vô số đạo kiếm hiện lên xung quanh người anh ta, rồi ngay lập tức tấn công Vương Hạo Nam. Vương Hạo Nam vội vàng chống đỡ. Trong không gian khe nứt, Tiểu Bạch đang quan sát thế giới bên ngoài. Nhìn thấy sự xuất hiện của người đàn ông, anh ta vô thức gảy một cái vào tuyến mệnh của người đàn ông. Không ngờ tuyến mệnh của người đàn ông quá mong manh, chỉ khẽ gảy nhẹ liền trực tiếp vỡ vụn. Các người đang họp à? Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm phòng rồi. Các người cứ tiếp tục. Cùng lúc đó, một chiếc quạt điện đang quay đột nhiên bay tới, trực tiếp hất văng cái đầu của người đàn ông. Đây lại là thứ gì nữa? Chỉ là đồ phân loại rác của 009 thôi. Nói đến đồ phân loại rác, lúc tôi đến, vừa hay thấy nhóm cửu vĩ hồ đang nghiên cứu mấy viên đá này, nên thuận tay lấy luôn. Đây là cái gì? Một trong những đồ phân loại rác của 009, nhưng mà cũng khá hữu dụng. Cậu có xem Thành Long lịch hiểm ký chưa? Chưa. Ngưu lực lượng mã, chỉ dục kích trọng lực, Lý Nguyên, ba cái này cho cậu. Mấy thứ này có chút ý tứ. Cầu bất tử xa, ẩn thân dương, linh hồn xuất khiếu, phong hậu, ba cái này cho cậu. Anh đưa hết đầu bảo mệnh cho tôi à? Người ta trong mắt anh yếu ớt đến vậy sao, anh yêu? Ta thấy mấy cái này hợp với cậu hơn. Còn tôi thì anh định cho tôi cái gì? Thổ tốc độ long, liệt diễm chư điện nhãn, mô phỏng giả, ba cái này cho cậu. Vậy anh giữ lại cái gì cho mình? Ba cái vô dụng nhất, thử hóa kính vi động, hầu thiên biến vạn hóa, hậu âm dương bình hành. Anh yếu như vậy, lấy mấy cái này không sao chứ? Yên tâm đi, ta đã tiến hóa thành kính trung ma rồi. Chỉ cần có vật thể có thể phản xạ ánh sáng, ta sẽ là bất khả chiến bại. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, cũng nên đi thôi. Các người không đi à? Tại sao phải đi? Nơi này đã là của chúng ta rồi. Tinh anh của cửu vĩ hồ đều ở đây. Nơi này bây giờ toàn là người của tôi. Tại sao tôi phải đi? Hơn nữa bọn họ còn thân thiết nói với tôi, nơi này vốn là hầm trú ẩn cấp độ chống bom hạt nhân. Tôi xây tổ ở đây còn tự mang theo tường phòng thủ. Tôi chỉ cần khống chế thêm vài người cấp cao là có thể trực tiếp tiếp quản cửu vĩ hồ. Vậy các người tùy ý đi, ta đi trước đây. Đại nhân đã hoàn toàn ẩn cư hậu trường rồi, tôi cũng không có chỗ nào để đi, ở lại đây vậy. Được thôi, nhưng mà tôi ghét cá. Tôi cũng ghét côn trùng. Các người đừng cãi nhau nữa. 002, một con cá mà ở tầng hầm làm gì? Cậu là thâm tiềm giả, chẳng phải nên ra biển sao? Hình như cũng có lý, năng lực của tôi có thể phát huy tối đa trong nước. Nơi này thì cho các người đấy. 004, tôi chúc cậu may mắn. Đừng để người ta đâm vào tổ ong của cậu nữa nhé. Tốt lắm, hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không biết có thể nhận được ban thưởng của Bạch đại nhân không? Mã số 015, cường ngộ giả, hỗn độn phân liệt giả thứ 6, có thể khống chế vật thể từ xa. Giới hạn trọng lượng vật thể có thể khống chế là 500 kg. Lực bộc phát cực hạn tương đương với lực bắn của đạn. Đại nhân nói bây giờ chúng ta mới chỉ là bán thành phẩm, nếu biểu hiện tốt sẽ cho chúng ta cơ hội tiến hóa. Không biết sau khi tiến hóa chúng ta sẽ như thế nào. Mã số 021, trúc kiếm sư, hỗn độn phân liệt giả thứ 12, lấy huyết nhục sinh vật đúc kiếm. Tuy theo đặc tính của người bị chuyển hóa, có thể chuyển hóa sinh vật thành kiếm có năng lực đặc biệt. Người bị chuyển hóa sẽ tồn tại dưới hình thái kiếm. Lại đến một tên nữa, ai ra tay đi, tên này trông có vẻ có chút thực lực. Dùng nó để đúc kiếm chắc sẽ rất bền. Tiểu tử lấy huyết nhục đúc kiếm, một kiếm có thể phá không trời. Vô số đạo kiếm hiện lên xung quanh người anh ta, rồi ngay lập tức tấn công Vương Hạo Nam. Vương Hạo Nam vội vàng chống đỡ. Sau khi tấn công, Vương Hạo Nam lấy ra hầu phù chú, một tia sáng lóe lên, dần dần mất tự chủ, biến thành một con kiến. Nhầm rồi, anh ta không phải người của Bạch Cấp Hồ. Nếu tôi đoán không nhầm, anh là 003 đúng không? Các người là ai? Chúng tôi là hỗn độn 12 tịch. Các người đến đây làm gì? Đến giết cửu vĩ hồ, tạo ra hỗn loạn, cứu thế giới, tiện thể xem có thể cứu được đại ca của chúng tôi không? Các người nghe lệnh 009 à? Thỉnh thoảng nghe một chút đi. Nhưng chủ nhân mà chúng tôi thực sự công nhận chỉ có Bạch đại nhân. Nếu tôi nói đại ca của các người đã chết thì sao?
Làm sao có thể? Anh ta không phải bất tử sao? Hơn nữa viên đá anh vừa dùng chẳng phải là do anh ta phân liệt ra sao? Sự thật là như vậy. Vậy anh định báo thù cho anh ta à? Anh đừng hiểu lầm, anh ta chết thì chết. Như vậy chúng tôi chỉ còn mỗi Bạch Đại Nhân là chủ nhân thôi. Đối với chúng tôi, chỉ cần là kẻ giết Cửu Vĩ Hồ đều là bạn của hỗn độn 12 tịch chúng tôi. Chỉ cần là người hầu hạ đại nhân, chúng ta đều là bạn bè. Đúng rồi, chúng ta còn có một công việc, đó là thu hồi các phân liệt vật của 009. Ở đây có khoảng hơn chục cái, còn một phần ở các cơ sở thí nghiệm khác. Cảm ơn đã cho biết. Những ngày không có vật liệu thí nghiệm thật khó chịu. Có lẽ phải tự tìm việc gì đó để làm thôi. Vậy hãy để tôi xem năng lực của Sở Dương đều lấy từ đâu nhé. Tiểu Bạch đưa tay lướt nhanh trong không trung, rất nhanh đã tìm được Sở Dương chuyển thế tái sinh. Lúc này trong tay Sở Dương đang cầm một miếng vàng. Rất nhanh miếng vàng đã biến mất. Lúc này trong tay Sở Dương xuất hiện thêm một hình tam giác ngược màu máu. Đó là cái gì vậy? Trò chơi tàn sát gửi lời mời đến bạn. Chủ tổ chức trò chơi này là Bạch Kính. Lại là anh. Thất lễ rồi, anh cũng tham gia trò chơi này sao? Tiểu Bạch nhìn nào ảnh xuất hiện trước mắt, sửng sốt một chút. Có chút ý tứ, nói cụ thể xem là trò chơi gì và cô quen tôi như thế nào. Tôi là hệ thống trò chơi mã số 079. Rất vui được gặp ngài ở tuyến thời gian quá khứ. Bạch đại nhân, trong quá khứ, người đã lợi dụng đặc tính của nhật ký tương lai, tạo ra tôi, một tạo vật có thể tùy ý xuyên qua thời gian, đúng không? Đúng vậy, không hổ là ngài, đã nghĩ ra nhanh như vậy. Nói về tương lai đi. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nghe. Nói thẳng mục đích tôi tạo ra hệ thống là gì? Để ngươi quay về quá khứ lại là vì cái gì? Anh nói anh muốn tìm chút niềm vui. Tôi có phải là người thích vui đùa không? Đúng vậy, nhưng không phải bây giờ mà là tương lai. Điều này có khả năng. Đã như vậy, vậy nói về trò chơi đi. Trò chơi này chơi như thế nào? Vé vào cửa trò chơi cần 200 gram vàng. Anh chỉ cần nắm chặt vàng trong tay là có thể tham gia trò chơi. Vượt qua trò chơi sẽ nhận được nhiều phần thưởng. Tất nhiên ngài không cần vậy, ngài là miễn phí. Nói như vậy, năng lực của Sở Dương cũng lấy từ trò chơi này sao? Đúng vậy, anh ta là một trong nhiều hạt giống tiềm năng mà ngài đánh giá cao nhất, có hy vọng thăng cấp thành tạo vật của ngài. Ra là vậy. Trong một căn phòng lạ, Sở Dương hít sâu một hơi, chỉ thấy miếng vàng trong lòng bàn tay biến mất. Cuối cùng cũng đủ tiền mua vé rồi, tuy tái sinh rồi, nhưng thiệp mời trò chơi vẫn còn. Chẳng lẽ cái này ràng buộc với linh hồn sao? Sở Dương nghĩ, mắt tối sầm, ý thức trực tiếp đến một không gian khác. Chào mừng đến với trò chơi tàn sát hàng tháng. Trò chơi sẽ bắt đầu sau 3 tiếng nữa. Nhiệm vụ trò chơi lần này là trong thời gian quy định, trốn tránh sự truy sát của quân đoàn thâm tiền giả và sống sót. Độ khó 2 sao, mời các người tham gia chuẩn bị sẵn sàng.